Chương 461, Tô Vũ đối đầu Lưu Hạ. Triệu Minh nói rõ quy tắc rồi nhìn về phía hai người, tuyên bố: "Bắt đầu đi." Dứt lời, tiếng nổ vang lên. Một con rồng lao đến, nguyên khí bùng nổ, sát khí lao thẳng đến khiếu huyệt của Tô Vũ, quấy nhiễu nguyên khí, chân Tô Vũ chạm đất, xê dịch tránh đi, chết đi. Một tiếng giống kìm nén vang lên, ý chí lực của Tô Vũ như thể bị thứ gì đó đánh mạnh vào, chết chết chết. Trong đầu như có một vị ma thần không ngừng gào thét, tiếng chém giết truyền đến làm chấn động biển ý chí của hắn. Thần văn ma tộc. Trong nháy mắt Tô Vũ đã có phán đoán, Lưu Hạ toàn lực ứng phó, y không do dự chút nào, thần văn võ kỹ đồng thời bùng nổ, giết. Thần văn chữ sát bùng nổ, sát khí ngút trời, trong nháy mắt đã làm ảo ảnh ma thần vỡ nát, mà giờ khác này Triều Thương đã áp sát, thương chưa đến nhưng bá khí vô song, thương khí tung hoành đã đâm vào khiếu huyệt Tô Vũ. Khiếu huyệt của Tô Vũ chấn động, ầm ầm một tiếng, tiếng nguyên khí nổ mạnh truyền ra, trên thân Tô Vũ phát ra hào quang nhàn nhạt. Nguyên khí thâm hậu trực tiếp triệt tiêu cường khí, Tô Vũ đột nhiên ra tay. Nguyên khí bùng nổ, trường thương bị hắn đập chết hẳn sang một bên, Lưu Hạ trở tay quét thương trở lại, ong. Không khí bạo liệt, nổ tung, thanh âm bé nhọn chói tai, không những thế. Thần văn chư tử của đối phương bùng nổ lần nữa, từng tiếng hò hét quanh quẩn chấn động bên trong biển ý chí của Tô Vũ, khiến Tô Vũ có chút phập phồng không yên. Thần văn có khả năng quấy nhiễu, nếu ý chí lực nhỏ yếu, khi thần văn ấy bùng nổ chỉ sợ sẽ trực tiếp chấn động biển ý chí của kẻ địch, khiến kẻ địch không thể dùng thần văn. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, văn binh xuất hiện, sấm sét vang trời, hắn chém xuống một đao, một tiếng bịch vang lên, trường thương chấn động, Lưu Hạ lui lại mấy bước, sắc mặt biến đổi một thoáng, cảm thán khí lực thật lớn, thân thể thật mạnh. Ồ, trường thương tan biến trong nháy mắt, Lưu Hạ khẽ quát một tiếng, một thần văn bùng nổ, ngay sau đó, hai tay Lưu Hạ biến thành màu kim ngọc với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, giết. Lưu Hạ trực tiếp từ bỏ văn binh, dùng tay không tấn công Tô Vũ, ái nguyên. Tô Vũ nhận ra trong nháy mắt, một chưởng này là thức thứ ba trong phá thiên sát, ái nguyên. Chiến, Tô Vũ cũng khai quát. Văn binh trường đao chảm kích, cũng là toái nguyên, thiên quân hậu kỳ. Dưới đài, không ít người hô nhỏ một tiếng, Tô Vũ là thiên quân hậu kỳ, ái nguyên. Tức thứ ba của phá thiên sát, chỉ có hậu kỳ mới có thể nắm giữ, không phải tên này chỉ là thiên quân lục trọng sao? Thất trọng. Mộ Lam nháy mắt mấy cái, nàng đột nhiên phát hiện ra mình không cảm thấy buồn, hình như đã quen rồi. Dù sao nàng cũng không đi nhục thân đạo, không sao. Đợi ý chí lực của nàng đằng không trước, rồi thân thể trực tiếp đằng không, khi đó còn có hy vọng đuổi kịp Tô Vũ, không sao hết. Thiên quân thất trọng, Hoàng Khải Phong nhíu mày, nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười. Đây là lực lượng của ngươi sao? Thất trọng không yếu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trên đài, một kích toái nguyên của Tô Vũ bùng nổ, Lưu Hạ tay không đánh tới. Ầm ầm một tiếng, văn binh tiếp xúc tay không. Nguyên khí nổ tung, toái nguyên. Thứ vỡ ra chính là nguyên khí, luồng khí xoáy rắc như đao bao phủ hai người. Tay không của Lưu Hạ có thể bám thần văn, giờ phút này chém sát như chém bùn, không hề kém hơn văn binh, khiến văn binh trường đao bị chấn động truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Đúng lúc ấy, Lưu Hạ đột nhiên cảm thấy hoa mắt, Lưu Hạ hừ lạnh một tiếng, ý chí lực lập tức bùng nổ, một tiếng nổ vang lên, huyễn cảnh vỡ nát. Huyễn cảnh vô dụng với gã. Cư lực ra thân. Ngầm nhẹ một tiếng, một lực lượng khổng lồ đột nhiên truyền đến tay Lưu Hạ, hai người thế lực vốn ngang nhau, nhưng lúc này Tô Vũ bỗng cảm nhận được một lực lượng khổng lồ kéo tới khiến thân thể hắn chấn động, Tô Vũ thở hắt ra. Hắn quát lên một tiếng, khiếu huyệt bùng nổ, 108 khiếu huyệt lập loài hào quang, trở về, trường đao của Tô Vũ cũng truyền ra một lực lượng khổng lồ, tông một tiếng đẩy lui Lưu Hạ, ngay sau đó, một đạo lôi đỉnh vô thanh vô tức nổ tung trên đầu y, lôi đỉnh, bóng mờ. Dùng bóng mờ che lấp lôi đỉnh, Tô Vũ phản kích. Lôi đỉnh nổ tung, tầm một tiếng, mãi đến khi chạm đến cơ thể mới truyền đến tiếng nổ, ầm, một tiếng vang thật lớn, Lưu Hạ liên tục lui lại, trên đầu tràn đầy máu tươi, tóc y nổ khô héo một mảng, vài sợi tóc dựng thẳng tắp, mặt đen như than. Ngươi chiên quân cửu trọng, tầm, dưới đài truyền đến từng tiếng va đập thất thố, Trịnh Vân Huy đụng phải một học viên đang trước mà không có chút cảm giác nào, lãng ngẩng đầu nhìn Tô Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc và ngơ ngác. Thiên quân cửu trọng, 108 khiếu huyệt lập loài hào quang, vô cùng tỏa sáng, Tô Vũ đã là thiên quân cửu trọng, lã hoa mắt ư? Bên cạnh, miệng Hạ Hầu Vưu há lớn, "Mùa cậu à?" Mấy người Vạn Minh Trạch cũng trợn mắt há hốc mồm, "Thiên quân cửu trọng ư? Không phải nói là hắn mới thiên quân lục trọng sao? Bây giờ thiên quân thất trọng thì may ra. Nhưng sao hắn đã đến thiên quân cửu trọng rồi, mà còn thần văn lôi đỉnh của Tô Vũ sao lại có thể hoàn toàn ẩn nấp như vậy được?" Lưu Hạ không phát hiện ra nên giờ bị thương nặng. Thần văn không chỉ ảnh hưởng đến thân thể gã, mà biển ý chí cũng đang rung chuyển. Thời khắc này, đầu Lưu Hạ vang ong ong, có thể tái chiến hay không cũng khó nói. Nơi xa, Lưu Hồng đang ăn dưa bỗng nhiên ho khan vài tiếng, lã bị sặc. Lã nhìn về Tô Vũ phía trên lôi đài, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Khủ 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 cửu trọng. Lưu Hồng chớp mắt, ngác, ta cảm thấy ngươi mới thất trọng, cùng lắm là bát trọng mà thôi. Tại sao ngươi đã là cửu trọng rồi? Không chỉ cửu trọng, ngươi khí này mẹ nó quá tinh khiết, cảm giác như dừng lại ở thiên quân cảnh hơn 10 năm, chậm rãi tinh luyện mà thành. Bạch Phong hỗn đản có biết không, sao chưa bao giờ hắn nhắc đến? Lưu Hồng cực kỳ kinh ngạc, tiến độ này thật sự quá nhanh rồi. Lã cắn dưa nhai nuốt, bỗng nhiên gã cảm thấy hơi khó chịu, dựa vào cái gì chứ? Tại sao tên Bạch Phong ngớ ngẩn kia có thể thu được học sinh có thiên phú như thế? Muốn tiền không tiền, muốn người không người, muốn đầu óc không có đầu óc. Cái gì cũng không có, trời xanh ơi, sao có thể không công bằng như thế? Lã mà có học sinh như vậy thì để gã ngươi đến già cũng được. Nã lại nhìn Tô Vũ, trong mắt tràn đầy ai oán. Mấy học sinh của ta sao không có ai thông minh, biết lừa gạt mấy vạn điểm công hơn về cho ta chứ? Sao không ra mặt cho lão sư đi trà đạp học sinh đối thủ chứ? Tên Bạch Phong ngớ ngẩn kia bế quan mãi không ra, cái gì cũng không cần quản, học sinh người ta tự cấp tự túc, vì sao học sinh lão tử không làm được? Lưu Hồng ăn dưa chẳng thấy mùi vị gì. Lã không phục, không thoải mái, Bạch Phong hỗn đản này tại sao không đi chết đi? Người khác nghĩ thế nào, Tô Vũ không thèm quan tâm. Dưới chân hắn khẽ động, thân ảnh lóe lên, văn binh trường đao vun vút chặt xuống. Lưu Hạ tóc nổ dựng còn chưa hoàn toàn choáng váng, y vô tức xuất ra văn binh trường thương. Trường thương lắc cái bị y nắm trong tay, miễn cưỡng nâng thường đón đỡ. Oanh! Tiếng va thật lớn. Trường đao đánh cho trường thương run rẩy không ngừng, khóe miệng Lưu Hạ rớm máu. Phòng tới! Lưu Hạ hét lên, hai tay hoàn toàn hóa thành màu vàng kim nhưng vẻ mặt y lại ảm đạm. Y quét ngang một cái, Tô Vũ lùi lại, trong nháy mắt đã tan biến trước mặt y. Ngay sau đó trường đao vô thanh vô tức hạ xuống xen lẫn tia sét, bịch một tiếng, hai tay Lưu Hạ bị đánh cho rách tung tóe, máu chảy ồ ạt, lôi đình lại nổ tung, giật cho hai cánh tay cháy xém khô vàng. Một đao đánh văng trường thương, Tô Vũ đá ra một cước, dù không sử dụng võ kỹ phá sơn hải thì một cước này cũng rất mạnh, trực tiếp đá trúng lồng ngực Lưu Hạ. Lưu Hạ bay ngược, rơi xuống đất bịch một tiếng, y vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không đứng lên được, khóe miệng không ngừng trào máu tươi. Y ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ, Lưu Hạ im ắng, dưới đài im ắng, mai, Lưu Hạ bại, đa tạ. Tô Vũ thu đao, chắp tay chí lễ. Trường bào phiêu đãng, áo trắng như tuyết thần chí không có nếp uốn. Càng đừng nói đến tổn hại, chương 462, 100% thắng, Tô Vũ thắng. Đánh bại Lưu Hạ xếp hạng 84. Có vẻ hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực, như vậy đã thắng, thiên quân cửu trọng, nguyên khí vô cùng tinh khiết, thân thể mạnh mẽ, thậm chí áp chế Lưu Hạ, dù ý chí lực không quá mạnh, nhưng rất nhiều người đã nhìn ra hắn đã đạt đến 60% trở lên, lại còn nắm giữ thần văn nhị giai và rất nhiều thần văn khác, ý chí lực cực kỳ vững chắc. Dù Lưu Hạ bùng nổ thần văn cũng không có cách nào chấn động biển ý chí của Tô Vũ. Cái tên này còn là người sao? Hắn không phải tân sinh sao? Tân sinh lần này có ai có thể địch nổi hắn chứ? Bên kia, sắc mặt Vạn Minh Trạch triệt để trở nên ngưng trọng. Hồ Thu Sinh hít sâu một hơi. Hạ Thiền nắm chặt nắm đấm, cắn môi, trong mắt tràn đầy chiến ý cùng sự không cam lòng. Tất cả mọi người không phục. Nhưng dù không phục, bọn họ cũng biết Tô Vũ đã dẫn trước bọn họ. Chiến ý trong lòng bọn họ tăng cao, vài vị yêu nghiệt, kể cả Trịnh Vân Huy, giờ khắc này đều không nói lời châm chọc gì. Người chiến ý hừng hực, có vài vị học viên cũng tình cờ đứng cạnh bên mấy vị yêu nghiệt tân sinh năm nay, chịu không nổi chiến ý ồ ạt phóng ra từ bọn họ, mau chóng dồn dập tránh đi. Mọi người nhìn lên trên lôi đài. Trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm, Tô Vũ thật đáng sợ. Giả Danh Chấn nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn mấy người Vạn Minh Trạch, tông bỗng cười rộ lên. Rất có ý tứ, còn cần chúng ta kích thích nữa không? Mấy tiểu tử kia sắp nổ tung rồi kìa, hôm nay tiểu tử Tô Vũ này biểu hiện xuất sắc như thế, mấy người Vạn Minh Trạch kìm nén được thì mới là kỳ quái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa khi Tô Vũ kết thúc chiến đấu, chắc chắn sẽ có người xui xẻo rồi. Bách cường bảng sắp xáo trộn rồi. Trên đài, Tô Vũ vẫn như cũ, áo trắng như tuyết, giờ khắc này không còn ai cảm thấy hắn trẻ tuổi nữa, hắn là cường giả, tối thiểu là cường giả tuyệt đỉnh trong thế hệ đồng lứa. Lưu học trưởng Tô Vũ nhìn về phía Lưu Hạ, Lưu Hạ lắc đầu, dãy dụ đứng lên, tầm mắt còn có chút choáng váng, lồng ngực đau nhói dữ dội chứng tỏ xương sườn y đã dãy rồi. Nhìn Tô Vũ, Lưu Hạ đột nhiên trào phúng cười một tiếng, ai là phế vật đây? Ti không thừa nhận mình là phế vật, vậy thì Tô Vũ thật sự là thiên tài, hắn giỏi hơn chính y quá nhiều. Bạch Phong nhận hắn là có đạo lý, đệ tử như vậy, có người nào không muốn thu nhận chứ? Ta thua. Lưu Hạ nhếch miệng miễn cưỡng cười một tiếng, thua trong tay kẻ khác, ta không phục, một đám già đời mà thôi, tu luyện nhiều hơn ta mấy năm, ta có thể nhanh chóng vượt qua bọn họ, mà thua người Lưu Hạ có chút cảm giác bi ai. A Phục, không có lý do gì không phục, tuổi tác nhỏ hơn mình, thời gian tu luyện ngắn hơn, tài nguyên cũng chưa chắc so được với mình, không có gia thế, không có bối cảnh, lại bị đơn thần văn hệ chèn ép, nếu như vậy còn không phục thì y phục được người nào? Lưu Hạ lảo đảo quay người dưới đi, thắng Hoàng Khải Phong đi, lã chỉ là phế vật. Ngươi thua gã, ta mới không phục. Nơi xa, Hoàng Khải Phong không rảnh tính sổ với y, lã nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt ngưng trọng, thiên quân cửu trọng, thần văn nhị giai, Tô Vũ hạ gục Lưu Hạ không có chút yếu tố may mắn nào. Lưu Hạ đã toàn lực ứng phó mà vẫn bị đánh bại dễ dàng. Rõ ràng Tô Vũ còn mạnh hơn biểu hiện hiện tại. Tô Vũ thắng, Triệu Minh kinh ngạc đến ngây người, mà ánh mắt vị nghiên cứu viên trẻ tuổi vừa tới ban nãy cũng cổ quái nhìn về phía Tô Vũ. Thắng ư? Lại còn có cảm giác Tô Vũ chưa dùng hết toàn lực đã thắng, dùng hết toàn lực không phải biểu hiện này, thế mà hắn thật sự đánh bại Lưu Hạ, chỉ 2 tháng, hiện tại hắn muốn khiêu chiến Hoàng Khải Phong không phải là nằm mơ, mà là sự thật. Tô Vũ không quan tâm. Hắn giơ tay lên hỏi, ta muốn nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó khiêu chiến Hoàng Khải Phong hạng 71, lão sư, vậy có được không? Được, Triệu Minh cười ha hả nói, đương nhiên là được, cho dù ngày mai tái chiến cũng được, tiêu hao lớn như vậy, nghỉ ngơi nửa giờ chắc gì đã khôi phục, tên kia còn chiếm tiện nghi của ngươi đó. Dưới đài, Hoàng Khải Phong không nói một lời, đợi hắn khôi phục là bình thường, giờ phút này dã mà dám nói không, toàn trường sẽ mắng chết gã. Chiến đấu 2 trận liên tiếp, nghỉ ngơi một hồi thì tính là gì? Triệu Minh nhìn về Lưu Hạ phía xa, "Hồ, Lưu Hạ, ngươi bị thương quá nặng, lão sư giúp ngươi trị liệu." Dứt lời, thân ảnh lóe lên đuổi kịp theo y, "Bị thương thì phải chữa chứ." Tiểu hai tử làm loạn, không biết là bị thương không được đi lung tung à? Xương cốt lệch vị thì làm sao bây giờ? Tô Vũ đi xuống khỏi lôi đài, chọn một chỗ chống ngồi xếp bằng, một giọt nguyên khí dịch bị hắn hấp thu tiêu hóa nhanh chóng, kỳ thật hắn tiêu hao không lớn, nhưng muốn đối phó với Hoàng Khải Phong thì hắn phải khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, hắn phải trừng trị vã thật tốt. Một lát sau, có một người đi đến bên cạnh hắn, lần này Ngô Lam không dùng lỗ mũi nhìn hắn nữa, nàng ngồi xổm xuống, tò mò quan sát. Cửu trọng à? Ta nói này, sao lúc đó ngươi lại gạt ta? Nào có, Tô Vũ khẽ cười nói. Từ trước tới giờ ta không hề nói dối, lúc ngươi hỏi ta tăng lên mấy trọng rồi, ta nói 6, thì sao? Ngô Lam sụ mặt, thiên quân tam trọng tăng lên 6 trọng, cho nên là cửu trọng. Ngô Lam gật gật đầu, hóa ra hắn đã sớm nói cho ta biết, nàng không nói thêm nữa. Đứng dậy, lần nữa khôi phục trạng thái dùng lỗ mũi nhìn hắn, đánh bại họ Hoàng kia đi. Nhưng kiểu gì cũng thấy không phải người xấu thì là tiểu nhân, Tô Vũ phì cười, không nói gì. Một lát sau, Hạ Hầu Vưu bù lại, có nắm chắc không? Tô Vũ nhìn cậu một cái, ánh mắt lấp lánh nói. Không, đừng đùa, phiên giao dịch vừa rồi lời không, chỉ lời một chút thôi ngươi nghĩ ta không thấy chắc. Nụ cười trên mặt Tô Vũ như gió xuân ấm áp, thanh âm trầm thấp, vừa rồi ngươi mở bàn cược, chỉ sợ người đặt ta thắng không nhiều đi. Giờ cũng vậy, dù ta biểu hiện có vẻ rất mạnh, nhưng Hoàng Khải Phong càng mạnh hơn, ta không cược, chia ta 3 phần, bằng không ngươi có tin ta tìm người cược ta thua, xong ta nhận thua không? Hạ Hầu Vưu dầu dĩ, ngươi không sợ mất mặt à? Không sợ, ta thua cũng không mất mặt. Thắng tiền là được, ngươi Hạ Hầu Vưu phiền muộn, Tô Vũ thấp giọng nói. Ngươi đi tìm đám người Hoàng Khải Phong dụ cược đi. Dễ kích thích quá mà không phải sao? Lã có sợ thua ta không? Nếu không sợ, chẳng lẽ vã không muốn kiếm tiền sao? Đám bọn họ cũng có không ít người đâu. Nói nhảm, ta biết rồi, ta là hỏi ngươi có nắm chắc hay không? Hắn là vạn thạch cảnh đấy, ngươi thật sự có thể thắng à? Trong phần trăm, ngươi nói. Hạ Hầu Vưu cắn răng đáp, được, ta tin người. Ta đây cược 1 lần, ta đi tìm bọn họ, nếu ngươi thua, bọn họ cược nhiều, vậy ta liền xong đời, yên tâm đi. Dứt lời, Tô Vũ thấp giọng nói. Sẽ không bị người quét bàn chứ? Miệng quạ đen, làm sao có thể? Mang xong, Hạ Hầu Vưu nhỏ giọng đến gần như không thể nghe thấy. Không sợ, cực của ta đều viết phiếu nợ, xem như cho bọn họ vay, dù học phủ tới quét thì ta cũng có thể lấy cớ nói là cho bọn họ mượn. Nếu cực thua, ta cầm giấy vay nợ đòi tiền về, không sợ bọn họ không trả à? Cứ đi, ngươi cho rằng mọi người đều là kẻ không cần mặt mũi giống ngươi chắc? Hạ Hầu Vưu thấp giọng. Càng là thiên tài thì càng tự ái, càng là gia tộc lớn thì lại càng xem trọng mặt mũi, như ngươi nhìn như vậy, bọn họ không biết xấu hổ mới là lạ. Nếu dám chơi xỏ ta, ngươi cho rằng ta dễ chơi đấy à? Thiên tài nhận nợ, cường giả nhận nợ, đám không nhận nợ chỉ có kẻ yếu, có tin ta ngày ngày thu thập bọn họ hay không? Chương 463, ngừng tay, tốt nhất hiện tại đừng thu điểm công huân. Tô Vũ thấp giọng nói. Để bọn họ viết phiếu nợ cược, ngươi cầm phiếu nợ, thắng thì trả công huân. Đòi từng người một. an toàn hơn một chút. Cũng đúng, nhưng đòi từng người một thì hơi phiền. Hạ Hầu Vưu gật đầu, cũng được, thử được thì cứ thử một chút, dù sao an toàn làm chủ, cậu hoài nghi có tên khốn nạn nào đó đang nhìn chằm chằm đây này. Không sao, Hạ gia ta cũng không phải ăn chay, Tô Vũ lại nói. Hoàng Khải Phong là vạn thạch nhị trọng, độ chứa đầy ý chí lực 96%, truyền tin tức đi. Lát nữa ta sẽ kích thích gã một chút, khiến gã bại lộ thực lực, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta không bằng hắn. Lã mạnh như vậy, ngươi thật sự chắc chắn không? Hạ Hầu Vưu không yên lòng. Kinh, vạn thạch nhị trọng đấy. Hoàng Khải Phong tối thiểu là cửu khiếu hợp nhất, ý chí lực cũng sắp đạt đến cực hạn. Văn Minh sư dạng này chỉ sợ là có chiến lực vạn thạch tứ ngũ trọng, còn Lưu Hạ cùng lắm thì là chiến lực vạn thạch nhị trọng, chỉ sợ còn chưa tới tam trọng. Tô Vũ thắng được y không có nghĩa là có thể thắng Hoàng Khải Phong, bớt nói nhảm đi. Nếu thua, ngươi tổn thất bao nhiêu, ta trả ngươi một phần. Thật à, nhưng có phải hơi ít không? Vậy ngươi lên đài đánh đi, ta đi mở bàn, quên đi. Hạ Hầu Vưu khoát tay, ta không có hứng thú đó. Được rồi, cái tên này đã nói vậy rồi, có vẻ rất tự tin, vậy được. Đúng rồi, hai ta lại mở bàn cược thời gian, ngươi có thể thắng trong bao lâu? Trong vòng 3 phút, thật à? Lần này Hạ Hầu Vưu thật sự kinh ngạc, ngươi chắc chắn chứ? Cậu còn tưởng rằng Tô Vũ muốn chiến đấu kìa. Tô Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, thản nhiên nói. Thật, đi đi. Hạ Hầu Vưu kinh hãi, tiểu tử ngươi thật sự chắc chắn không vậy? Nói vậy là ngươi còn ẩn giấu thực lực sao? Cậu càng ngày càng nhìn không thấu Tô Vũ rồi. Hạ Hầu Vưu rời đi, Tô Vũ đã khôi phục được 7-8 phần, cảm giác đã đến trạng thái toàn thịnh, hắn không do dự nữa, đứng dậy đi lên lôi đài. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tô Vũ. Trong đám người, Hạ Hầu Vưu có chút kinh hồn táng đảm, đại gia, lần này không thể thua đâu nhé, ngươi đan cược nhiều lắm. Đừng nhìn tất cả mọi người ủng hộ Tô Vũ, nếu dính đến tiền, mọi người vẫn hết sức thành thật. Dù là những tiểu tỷ tỷ khen Tô Vũ kia thì cũng có tới hơn 10 vị sư tỷ đều cược Hoàng Khải Phong thắng, còn cược không ít, tổng cộng 7-800 điểm công hơn. Đối với mấy vị học tỷ này mà nói, như vậy gần như là toàn bộ gia sản rồi. Đây mới là một phần. Đám người Hoàng Khải Phong bên kia còn kinh hơn, bản thân Hoàng Khải Phong còn cược cho chính mình 2.000 điểm công hơn. Đám người hầu của hắn trong đơn thần văn hệ tổng cộng cược gần 8.000 điểm. Bàn cược này lớn hơn bàn trước rất nhiều, tiền cược cho Hoàng Khải Phong đã vượt qua 3 vạn điểm công hơn, đặt cược cho Tô Vũ khoảng 3.000 điểm. Hạ Hầu Vưu kinh hồn táng đảm, nếu Tô Vũ thua, lần này cậu thiệt hại tối thiểu 6.000 điểm trở lên, vì để kích thích mọi người cược, cậu cho tỷ lệ đặt cược cũng không thấp. Hoàng Khải Phong thắng, một bồi 1,3, với thực lực Hoàng Khải Phong, như vậy thật sự không ít, bằng không Hoàng Khải Phong cũng sẽ không cược nhiều như thế. Nhớ thắn, cậu phải đền 39.000 điểm, còn Tô Vũ thì tỷ lệ đặt cược còn cao hơn, nhưng người cược không nhiều, Tô Vũ thắng. Đám kia có thể kiếm một khoản lớn. Hạ Hầu Vưu thật sự thấy rén, lần trước bị quét bàn đã thiệt hại rất nhiều rồi, nếu lần này lại thua, thang cái đã lên vạn điểm công hơn. Nhị gia già thật sự sẽ đánh chết mình mất, làm ăn mấy tháng, bồi thường hết tiền. Tô Vũ lên lôi đài trước, hắn nhìn về phía Hoàng Khải Phong dưới đài, thản nhiên nói: "Đi lên đi." Hắn không còn giữ sự khiêm tốn như hỏa trước đó, lúc trước hắn biểu hiện rất rõ ràng, đối đãi kẻ địch không cần phải khách khí. Hoàng Khải Phong cười lạnh một tiếng, cũng từ tốn đi lên lôi đài. Phía dưới, giờ khắc này người đổ xô tới càng ngày càng nhiều. Nơi ra, bỗng nhiên có người lo lắng hét lên: "Sư đệ, xuống đi, Ngô gia đến rồi." Vẻ mặt nàng còn hơi trắng bệch, giờ phút này cùng đi với Trần Vĩnh, nàng lo lắng hô: "Xuống đi, tự ta sẽ báo thù." Khụ khụ tiếng ho khan vang lên. Tô Vũ nhìn về phía Trần Vĩnh cùng Ngô gia, hít sâu một hơi, thực lực thiên quân cửu trọng lộ rõ. Trần Vĩnh không lên tiếng, y biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không ngờ ngày này tới quá sớm, vượt quá dự liệu của y. Trước đó khi biết Tô Vũ đã đạt tới thiên quân cửu trọng, y liền biết thời điểm hắn đi báo thù sẽ sớm tới, nhưng mới qua mấy ngày chứ. Hoàng Khải Phong mạnh hơn hắn, Tô Vũ bùng nổ khí thế, Hoàng Khải Phong cũng bùng nổ, 108 khiếu nguyệt dần dần biến thành 100 cái, 92 cái, không phải trở nên yếu đi, mà có 2 khiếu nguyệt trong đó là hợp cửu khiếu làm một, vạn thạch nhị trọng. Dưới đài lại truyền đến một tràng thảng thốt, thật sự là vạn thạch nhị trọng ư? Mặc dù đã có lời đồn, nhưng Hoàng Khải Phong vẫn luôn biểu hiện ra thực lực thiên quân cửu trọng, không ngờ gã thật sự đã đến vạn thạch nhị trọng. Người cực gã dù cảm thấy cái tên này vô sỉ, nhưng trong lòng cũng mơ hồ vui vẻ vì có thể thắng tiền. Các tiểu tỷ tỷ vừa cổ vũ cho Tô Vũ, vừa bất đắc dĩ nghĩ, không sao, thua cũng không mất mặt. Các tỷ tỷ thắng tiền sẽ chia cho ngươi một chút, đừng khóc. Hai người khí thế bừng bừng phấn chấn, ý chí lực giao phong, trên lôi đài, chân ý giạt rào, sắc khí sôi trào. Triệu Minh trịnh trọng hơn rất nhiều, trầm giọng tuyên bố: "Có khả năng nhận thua thì đừng cố, ta nói cho các ngươi biết, nếu thật sự phế đi thì đó là chuyện của chính các ngươi, là trọng tài, ta không thể can thiệp vào trận đấu, trừ phi chí mạng. Rõ, Tô Vũ lên tiếng. Hoàng Khải Phong bẻ bẻ cổ, cười nhạt nói: Yên tâm, ta sẽ chỉ đánh tàn phế hắn, sẽ không giết hắn. Trả ngươi câu đấy. Bắt đầu. Dứt lời, toàn bộ khiếu huyệt trên thân Tô Vũ bùng nổ, giờ khắc này hắn hoàn toàn biến thành bóng đèn phát sáng di động, hắn bay lên trời, hai chân đan sen đạp xuống, đột ngột vùng chân, Hoàng Khải Phong bùng nổ thần văn, quấn, thần văn giam cầm. Nhưng mà Tô Vũ căn bản không bùng nổ ý chí lực, hắn đá một cước, tông một tiếng, ý chí lực trực tiếp bị đá nát, lực lượng hơn 150 khiếu huyệt bộc phát vô cùng cường đại, vạn thạch nhị trọng ư? Không, giờ khắc này, thậm chí Tô Vũ phải cắn nát một giọt tinh huyết trong miệng, tạm thời mở ra vài khiếu huyệt, tổng cộng số khiếu huyệt mở ra đã vượt quá 180. Ngươi còn chưa rơi xuống đất, ảo ảnh của hắn đã giăng đầy lôi đài, Hoàng Khải Phong cảm giác như mình bị thế giới cô lập, bốn phía mờ ảo, ngay sau đó mắt gã tối đen lại, trong đầu bất chợt hiện huyễn cảnh, trong tay gã xuất hiện văn binh là một thanh trường kiếm. Lã giống một tiếng, chém lung tung. Đúng lúc ấy, tốc độ của Tô Vũ chợt trở nên nhanh đến mức khó mà thấy rõ, chân hắn lại quét ra. Nguyên khí mạnh mẽ chấn động bốn phương, chiêu thức phá sơn hại. Oanh, một cước đó đá trúng Hoàng Khải Phong, Hoàng Khải Phong không thể tránh, bịt một tiếng, tiếng rắc vang lên. Xương đùi gã đã gãy, ta, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hoàng Khải Phong bùng nổ ý chí lực phá hủy huyễn cảnh, lã nhìn thấy Tô Vũ rồi, thời khắc này Tô Vũ băng lãnh như xương, đâu còn chút ý cười nào, nhân lúc biệt nhân yếu, đòi mạng gã, văn binh xuất hiện, nó không lớn, chỉ nhỏ như châm, bắn xuyên qua lồng ngực Hoàng Khải Phong, Hoàng Khải Phong ho ra máu, lã lui lại. Thân ảnh Tô Vũ lại lóe lên rồi lập tức xuất hiện phía sau lưng gã, trực tiếp đánh ra một roi, răng rắc. Đùi phải gãy, trước đó chân trái đã gãy, giờ phút này hai xương đùi đều gãy, bịt một tiếng, Hoàng Khải Phong quỳ rạp xuống đất, hai tay Tô Vũ dùng hết toàn lực hợp quyền đánh xuống, răng rắc. Cánh tay trái gãy, hắn tóm lấy cổ Hoàng Khải Phong từ phía sau, quẳng mạnh ra trước, lã rơi xuống đất bịt một tiếng, Tô Vũ đạp xuống một cước, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Răng rắc. Cánh tay phải bị dẫm nứt, Tô Vũ thu hồi văn binh, thần văn tiến vào văn binh, nam thần văn đồng thời dung hợp, lôi đình lập lòe đánh xuống một kích, tiếng nổ tung truyền ra, văn binh trường kiếm của Hoàng Khải Phong trực tiếp chia 5/7, hoàn toàn bị phá hủy. Ý chí lực của Hoàng Khải Phong bị trọng thương, thần văn bám trên văn binh vỡ nát, biển ý chí dung chuyển, thất khiếu chảy máu, lã điên cuồng hét thảm, thần văn của Tô Vũ cũng bùng nổ, thần văn chữ máu điên cuồng hấp thu những thần văn tàn khuyết kia, trong chớp mắt hắn lại đá ra một cước, Hoàng Khải Phong bay lên. Tô Vũ phóng tới đạp xuống, tay cầm trường đao bổ về phía gương mặt Hoàng Khải Phong, ngừng. Chương 464, chân tướng thực hư, ngừng. Đến giờ phút này Triệu Minh mới tỉnh táo từ trong sự rung động, y sợ hãi phá không lao ra bắt lấy trường đao của Tô Vũ. Khắp khuôn mặt y tràn đầy sự run sợ, mẹ kiếp, cái quỷ gì, chết tiệt, 30 giây. Nhiều nhất là 30 giây. Nếu y không ra tay Hoàng Khải Phong sẽ bị một đao đó của Tô Vũ lấy mạng, cho dù không chết, lần này cũng xong đời, tứ chi đứt rãi. Thần văn sụp đổ, biển ý chí dung chuyển, tiểu tử này quá độc ác, điển hình của loại chó cắn người thường không sủa, mẹ nó, thật tàn nhẫn, sao lúc đánh Dương Sa và Lưu Hạ hoàn toàn không nhìn ra chứ. Dưới đài, tất cả mọi người đều choáng váng đến sững sờ, kẻ yếu hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe tiếng Hoàng Khải Phong kêu thảm, sau đó Tô Vũ rít đánh chết gã. Nếu không phải trọng tài ra tay, Hoàng Khải Phong chắc chắn sẽ bị Tô Vũ miểu sát. Bọn họ đang nằm mơ à? Giờ khắc này, tất cả mọi người thật sự choáng váng. Hạ Hầu Vưu há to miệng, Trịnh Vân Huy đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất, mù người. Bồ ta à? Chắc chắn ngươi đang bồ ta. Sao lại mạnh như thế chứ? Vạn Minh Trạch cũng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng sợ hãi tới không thốt ra lời. Lần trước may là chỉ so đấu thần văn, may mà mình không khiêu khích chọc giận Tô Vũ. Bằng không cái tên này vì báo thù mà đánh mình thành ra bộ dạng này thì quá chảm, thật hung ác, mai đám đông. Ngô Gia vừa đuổi tới cũng không kịp hô sư đệ xuống đi đã phải chứng kiến một màn kinh người này. Thắng rồi ư? Toàn thắng, ngược chạm Hoàng Khải Phong, Trần Vĩnh cũng choáng váng, tình huống gì vậy? Sư địch của y đã mở bao nhiêu khiếu? Ngã, mở gần 200 đi. Đây là thiên quân à? Có chắc là thiên quân không? Cước pháp kia là võ kỹ gì? Thật sự quá hung tàn. Dù y chỉ quan chiến nhưng vừa rồi cũng cảm thấy hốt hoảng trong nháy mắt, đó tuyệt đối không phải thần văn huyễn cảnh, mà là thứ khác. Lưu Hồng phía xa thì càng không cần phải nói, dưa rớt xuống đất lô rồi. Lã hốt hoảng lẩm bẩm, võ kỹ ít nhất thiên giai trung cấp, sao hắn không phải là đồ đệ của ta, sao không phải là đồ đệ của ta chứ? Tại sao chỉ là thiên quân cảnh mà đã học được võ kỹ thiên giai trung cấp rồi, vậy phải cần mở tới bao nhiêu khiếu huyệt? Ngươi của chiến tranh học phủ thì đúng là có khả năng đó, nhưng văn minh học phủ xưa nay thật sự không có. Hai mấy trong khiếu, nguyên khí vô cùng tinh thuần, đây không phải văn minh sư, đây rõ ràng là một bạo đồ của chiến tranh học phủ. Những năm qua, bạo đồ chiến tranh học phủ đè văn minh sư bọn họ ra mà đánh. Hôm nay, tình cảnh lặp lại, nhưng đương nhiên là người chiến tranh học phủ không có hung tàn như vậy, bè dãy tứ chi. Văn binh vỡ nát, thần văn vỡ nát, ý chí lực trọng thương, người chiến tranh học phủ không thể làm tổn thương ý chí lực của văn minh sư. Trên lôi đài, Tô Vũ thu hồi văn binh, hạ xuống sàn lôi đài trở lại, Hoàng Khải Phong nằm thoi thóp dưới mặt đất, lã không ngừng nôn máu tươi. Chỉ còn lại một hơi thở, hoàn toàn mất hết âm thanh. Không nói nên lời, Tô Vũ không quan tâm đến đối phương, hắn nhìn thấy Ngô Gia đằng xa thì vui vẻ tươi cười, nụ cười hết sức ôn nhu, dịu dàng mà bình thản. "Sư tỷ, ta thắng rồi." Ngô Gia bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Nước mắt đột ngột ứa ra rồi chảy xuống, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy dường như toàn thế giới chỉ còn lại một mình sư đệ. Giờ khắc này, những nữ sinh kia không nghĩ về Hoàng Khải Phong, cũng không lo chuyện thua tiền, chỉ có cảm động, hâm mộ. Sư đệ như vậy, ta cũng muốn. Tô Vũ cười thoải mái, quay đầu nhìn về phía Triệu Minh. "Lão sư, ta thắng chưa?" Triệu Minh cầm nín. "Ngươi suýt đánh người ta chết tươi còn hỏi ta thắng hay chưa à? Tự ngươi nói xem ngươi thắng hay chưa." 30 giây. Suýt đánh chết Hoàng Khải Phong, thế cục sắp biến rồi. Bách cường bảng không, bây giờ không phải là bách cường bảng, đơn thần văn nhất hệ, quan môn đệ tử của Sơn Hải Cảnh bị ngươi đánh thành bộ dáng này, phiền toái rồi đây. Đúng lúc ấy, một cỗ khí thế vô cùng cường đại bùng nổ từ đằng xa nhanh chóng lao tới. Lúc bấy giờ, vẻ mặt Trần Vĩnh nhíu lại, nhưng đồng nhìn về nơi xa, trong mắt tràn đầy tức giận. Ngay sau đó, Trần Vĩnh bùng nổ khí thế lay động đất trời. "Trịnh Ngọc Minh, ngươi muốn chết à?" Một tiếng gầm thét vang giữa đất trời, một người khổng lồ hiện ra cầm trong tay một đại đỉnh, tông một tiếng đập hướng nơi xa. Hành mạt, một tiếng quát giận dữ vang lên, cự đỉnh bay ngược, mà nơi xa Trịnh Ngọc Minh vừa bay lên trời bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy trong tay. Bịch một tiếng, tay khép lại, Trịnh Ngọc Minh bị bóp thân thể nổ tung, huyết nhục vang tung tóe. Từng thần văn hiện ra cũng bị bóp nát trong nháy mắt. Lớn mật, thanh âm Vạn Thiên Thánh chấn động thiên địa. "Đơn thần văn nhất hệ muốn tạo phản à? Chu Minh Nhân, có tin hiện tại ta đích thân chém giết nhiệt chướng này hay không?" Sau đó, từ một bí cảnh, Chu Minh Nhân vội vã bay lên trời. Ông không hỏi gì, tóm lấy thân thể tàn khuyết bị quang ra của Trịnh Ngọc Minh, thản nhiên cất tiếng: "Nước 10 năm có được không?" Cô ném ra chiến trường chư thiên, không giết được một tên Sơn Hải thì chết ở đó đi. Giờ khắc này Vạn Thiên Thánh bá đạo vô song. Sau đó, hai vệt thần quang lấp lánh bay về một hướng, cút về khu vực Vạn tộc học viện. Vài vị cường giả Vạn tộc kinh hồn táng đảm, rồi dập lui về. Thật đáng sợ. Chu Minh Nhân thở dài một tiếng, không nói tiếng nào, chỉ lặng lặng mang theo thân thể tàn khuyết của Trịnh Ngọc Minh tan biến. Bầu không khí nhanh chóng trở về trạng thái êm đềm, gió êm sóng lặng. Những người khác thì đương nhiên không thể bình tĩnh như vậy, bọn họ ngơ ngác như thể vừa nằm mộng mà chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. "Trịnh Ngọc Minh điên rồi à? Thế mà ông ta lại muốn ra tay với Tô Vũ, ra tay với Tô Vũ ngay trong học phủ, ông ta nghĩ cái gì vậy?" Giờ khắc này, dù là Lưu Hồng cũng nghĩ không thông, đầu muốn nổ tung. Cái quỷ gì đây, tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma ư? Hay nghĩ mình là các lão thì có thể không cần tuân theo quy củ rồi? Thật lâu sao, có người mới nhỏ giọng nói: "Có lẽ ông ta chỉ muốn đón Hoàng Khải Phong đi." Im ắng, không ai nói gì. Bên kia, Trần Vĩnh rơi xuống đất, cúi đầu không lên tiếng. "Ti không biết gì cả, ti thấy ông ta bay về hướng Tô Vũ nên mới ra tay. Ti không biết có phải ông ta muốn ra tay với Tô Vũ hay không, có phải y gây ra họa lớn rồi không?" Trần Vĩnh thật mệt tâm, ti đã ra tay rồi. Người khác đương nhiên coi là Trịnh Ngọc Minh muốn ra tay với Tô Vũ, nhưng rốt cuộc chân tướng ra sao, không ai biết. Vạn Thiên Thánh biết không? Là cố ý, hay là chính ông cũng không rõ. Trần Vĩnh cúi đầu, chột dạ. Thật sự y không phải cố ý, mà những các lão đang nhìn trộm kia có thể tản ý chí lực ra không? Chương 465, quy củ không thể phá. Tất cả xảy ra quá nhanh, từ khi Tô Vũ lên đài đến khi Chu Minh Nhân xuất hiện mang Trịnh Ngọc Minh đi đều nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Lăng Vân cửu trọng, Sơn Hải nhất trọng, còn có Vạn Thiên Thánh đều ra tay. Vị tân tấn các lão Trịnh Ngọc Minh trực tiếp bị trọng thương. Mọi người rung động trước sự mạnh mẽ của Vạn Thiên Thánh, cũng kinh ngạc trước sự quả quyết của ông. Ông không chút do dự, trực tiếp ra tay đánh Trịnh Ngọc Minh trọng thương. Trịnh Ngọc Minh còn chưa ra tay đâu, khí thế biến mất, Vạn Thiên Thánh, Chu Minh Nhân đều biến mất. Trần Vĩnh bị đám các lão dò rét đến tê cả da đầu. Đi lôi kéo Ngô Gia, nhìn thoáng qua Tô Vũ trên lôi đài, ra hiệu ý chỉ tàng thư các, sau đó liền mang Ngô Gia chạy trước. Nếu không chạy, y cảm thấy mình sẽ bị người chung quanh nhìn chằm chằm đến đổ máu mất. "Ta thật sự không cố ý mà, ta làm ngươi thành thật mà." Trần Vĩnh không nhịn được mà phải chạy. chủ yếu là vì câu nói vô tình của vị học viên nào đó. Trịnh Ngọc Minh có khả năng chỉ là tới đón người quá có lực sát thương. Đối với y, tất cả yên tĩnh, dù là học viên hay là nghiên cứu viên, hiện tại đều chủ động xem như không thấy một màn vừa rồi, dính đến mấy vị Sơn Hải Lăng Vân. Có rất nhiều thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, bọn họ cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, không tiện nói nhiều. Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Tô Vũ, mang theo cảm xúc phức tạp. Tô Vũ cũng rất rung động, nhưng giờ phút này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, thò chết hổ bi trong đầu hắn chỉ hiện ra mỗi cụm từ đó. Hắn lo lắng Trịnh Ngọc Minh rớt đài sẽ khiến người khác cảm thấy thò chết hổ bi, từ đó liên lụy đến đa thần văn nhất hệ. Thậm chí mấy vị các lão sẽ vì vậy mà vô cớ oán hận đa thần văn nhất hệ. Hắn chưa kịp nghĩ nhiều, gần như là phản ứng theo bản năng, bất giác Tô Vũ đầu đầy mồ hôi, nảy mặt ảm đạm nửa quỳ trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ kinh hãi, dường như hắn bị cỗ khí thế Sơn Hải Hồ Dạ mà kinh sợ, dường như vừa rồi mới có luồng sát khí ngút trời lướt qua. Đa thần văn nhất hệ là người bị hại, hắn là người bị hại, phu trưởng là vì duy trì quy củ nên mới ra tay. Giờ khắc này Tô Vũ không còn dáng vẻ thong dong nữa, nhưng các học viên thấy bộ dáng hắn như vậy đều không hề có ý coi thường, bọn họ đột nhiên hiểu ra, hóa ra vừa rồi Tô Vũ thật sự có nguy hiểm tính mạng. Trịnh Thác lão điên thật rồi, vì một học sinh lại dám phá hỏng quy củ học phủ trước mặt mọi người, nếu không có Trần Vĩnh, có khả năng Tô Vũ đã mất mạng rồi. Cảm giác thương cảm Trịnh Các lão vừa xuất hiện lập tức hoàn toàn biến mất, tất cả học viên chỉ có một ý niệm trong đầu, quy củ không thể phá. Một khi quy củ phá, học viên thiên tài đều sẽ bị Các lão cường thế ám sát, như vậy Văn Minh học phủ còn an toàn sao? Lúc ấy còn tranh bách cường bảng nữa sao? Mọi người cứ xem hậu trường có cứng hay không là được, đây chính là chuyện dính đến lợi ích bản thân, kể cả hậu duệ và môn đầu của cường giả Sơn Hải đều cần tuân một câu theo quy củ không phải là để hạn chế bọn họ, mà là để bảo vệ bọn họ. Dù là người đơn thần văn nhất hệ thì cũng hiểu, tại học phủ, nhất định phải tuân thủ quy củ, cứ này có khả năng cứu mạng ở thời khắc mấu chốt. Nếu hôm nay Trịnh Ngọc Minh dám hạ tử thủ với Tô Vũ, vậy thì mai kia Hồng Đàm trở về sẽ dám hạ tử thủ với bọn họ. Quy củ ngàn vạn không thể đánh phá, bằng không sẽ là tai họa ngập đầu. Lúc này có người âm trầm vui mừng, cảm thán may mà phủ trưởng ra tay, Trịnh Thác lão chắc không phải tu luyện có vấn đề, ý chí lực hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma đó chứ. Trong học phủ, loại tình huống này xuất hiện không ít. Có người thấp giọng nói ra suy đoán này, chẳng lẽ Trịnh Thác lão tu luyện nhầm đường? Tẩu hỏa nhập ma ư? Bất kể sự thực là gì, hiện nay chắc chắn phải khẳng định là đúng, bằng không một vị các lão ra tay với học viên sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn, mà nếu không phải ra tay với học viên, Vạn Thiên Thánh ra tay với các lão cũng có ảnh hưởng quá lớn, đây là cái cớ tốt nhất. Sau đó, trong hư không có thanh âm các lão truyền đến, Trịnh Ngọc Minh các lão tu luyện ý chí lực xuất hiện biến cố, biển ý thức dung chuyển, phủ trưởng đã trừng phạt, trợ giúp Trịnh các lão loại bỏ ý chí lực hỗn loạn, việc này dừng ở đây. Thanh âm biến mất, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, bất kể có phải hay không, giờ khắc này chân tướng là Trịnh Ngọc Minh tẩu hỏa nhập ma. Lời vừa dứt, vô số người thoải mái, mặc kệ là thật hay giả, tất cả mọi người đều đã buông lòng, không ít học viên cảm khái nói, tẩu hỏa nhập ma ư, khó trách. Con đường tu luyện thật quá hung hiểm, dù đến Sơn Hải rồi cũng không thể tránh được. Đúng vậy, ta biết ngay mà. Hy vọng Trịnh các lão sớm ngày khôi phục. Mọi người chúc phúc Trịnh các lão một hồi, hy vọng ông sớm ngày khỏe mạnh. Lúc này, Tô Vũ chậm rãi đứng lên, hắn nhìn thoáng qua Hoàng Khải Phong vẫn còn đang hôn mê. Tô Vũ không nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn về phía Triệu Minh nói, lão sư, chỉ cho hắn một cái đi, đừng để vã chết thật. Triệu Minh liếc mắt nhìn hắn, ngươi không biết xấu hổ à mà còn nói ra lời đấy, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, hôm nay là ngày quỷ gì vậy, nhất kinh nhất dạ, tí suýt không chịu nổi rồi. Triệu Minh không nhiều lời, trong tay xuất hiện bạch quan. Bạch quang rơi vào thân thể Hoàng Khải Phong, tứ chi đứt gãy không chảy máu nữa, xương cốt hình như cũng đang lành lại, nhưng ý chí lực bị trọng thương, dù cho tứ chi khôi phục, Hoàng Khải Phong cũng phải nằm mấy tháng, lã bị thương còn nghiêm trọng hơn Ngô Gia một chút. Triệu Minh liếc nhìn Tô Vũ, đúng là ăn miếng trả miếng, đa thần văn nhất hệ có cái tên này không biết là phúc hay là họa, tối thiểu sau ngày hôm nay, đơn thần văn nhất hệ sẽ rất quan tâm tiểu tử này đây. Kế tiếp, vở kịch mới sắp mở màn rồi. Trên bách cường bảng, Hoàng Khải Phong chỉ xếp hạng 71 mà thôi. Đơn thần văn nhất hệ lên trên nữa còn có mấy người, thậm chí trong 10 vị trí đầu cũng có. Tô Vũ đi xuống lôi đài, Hoàng Khải Phong được người đơn thần văn nhất hệ mang đi, một vị Lăng Vân bay tới mang gã rời khỏi. Lần này không bùng nổ khí thế, cũng không nhìn Tô Vũ, một màn vừa mới kết thúc, có quỷ mới biết nếu lúc này khí thế bùng nổ còn có thể bị hiểu lầm hay không. Hai hệ đơn thần văn và đa thần văn giao phong nhiều năm, lần này xem như bị thiệt lớn. Học viên thiên tài bị trọng thương, các lão bị trọng thương, phù trưởng tự mình ra tay, là cảnh cáo hay là vì quy củ, không ai biết rõ. Mà phù trưởng còn cường đại đến mức đáng sợ, cùng là Sơn Hải, tuy một người là đỉnh phong, một người chỉ mới vào, nhưng chênh lệch quá xa. Trịnh Ngọc Minh còn chưa kịp nói lời nào đã bị đánh trọng thương. Tô Vũ, lúc bấy giờ, có vài người còn đang suy nghĩ chuyện ban nãy, có vài người lại đã bỏ qua. Vạn Minh Trạch bước ra một bước, trong mắt mơ hồ bốc lên chiến ý, cậu khẽ quát một tiếng, hấp dẫn không ít người chú ý. Ngươi rất mạnh, Vạn Minh Trạch nhìn về phía Tô Vũ, lớn giọng tuyên bố, nhưng chúng ta sẽ không sợ. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi cường đại hơn, mạnh mẽ hơn. Như vậy mới có thể làm chúng ta tràn ngập đấu trí. Lần này Vạn Minh Trạch không khiêm tốn nữa, cậu đạp đất vọt lên, hạ xuống lôi đài, học trưởng hạng 93. Lên đài chiến một trận đi, hạng 91 là Trịnh Vân Huy, 92 là Vương Bằng đã bị gã hạ gục. Vương Bằng đã bại một lần, Vạn Minh Trạch không khiêu chiến nữa, cậu để mắt tới người hạng dưới. Chương 466, Bách Cường Bảng liên tục biến hóa. Vạn Minh Trạch cất cao giọng nói. Hôm nay nếu tân sinh khóa 350 đã ra tay, Vạn Minh Trạch ta đây cũng muốn lãnh giáo cao chiêu của các học trưởng một chút. Dưới đài, Tô Vũ im lặng nhìn cậu, Vạn Minh Trạch muốn xuất thủ. Một mặt là vì thấy Tô Vũ quá mạnh mẽ nên nổi lên đấu trí, một phương diện là để xóa mờ chuyện vừa rồi, là ngươi vả ra. Cậu có trách nhiệm đứng ra giảm thiểu ảnh hưởng, học viên xếp hạng 93 cũng đang ở hiện trường, người đó không còn bất kỳ sự khinh thường nào. Tân sinh yếu ư? Nói đùa à? Tô Vũ hạ gục Hoàng Khải Phong hạng 71 như đang chơi đùa ấy. Chiến lực chân thực có lẽ đã tiếp cận 50 học viên đứng đầu, vậy mà còn yếu mới là lạ. Vạn sư đệ, vậy thì luận bàn một phen đi. Sau đó, một nam sinh lên đài, người đó không dám có chút chủ quan nào. Vừa lên đài đã tế vân binh ra, ý chí lực bùng nổ, khiếu huyệt mở ra. Lúc này Triệu Minh cũng cảm khái, lần này phong vân nổi lên thật rồi. 2 tháng trước vốn không có động tĩnh gì, tuy nói lần này yêu nghiệt không ít, nhưng không ai để ý. Hiện tại ai dám chủ quan? Bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Vạn Minh Trạch bùng nổ ý chí lực, thần văn bùng nổ, 3 thần văn nhị ra đồng thời phát động, người khác không nhìn thấy thần văn, không biết thần văn của cậu lợi hại thế nào. Nhưng Tô Vũ đã từng phải chịu thua thiệt, học viên hạng 93 vừa muốn ra tay, tinh thần bỗng nhiên chấn động, ý chí lực bị phong ấn. Trong lòng kinh hãi, khí huyết sôi trào, khiếu huyệt bùng nổ muốn tránh thoát thần văn phong tỏa kia, nhưng mà Vạn Minh Trạch đã triển khai toàn bộ chiến lược chân chính, dĩ nhiên sẽ không phải là kẻ trói và không chặt. 84 khiếu huyệt sáng lên, thiên quân thất trọng, thừa dịp ý chí lực đối phương bị phong tỏa, trong tay Vạn Minh Trạch bỗng xuất hiện một thanh tiểu đao, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã áp sát người kia, đao lảo xẹt qua trên thân người đó, phốc phốc phốc, một chuỗi âm thanh ma sát nhẹ nhàng vang lên, từng khiếu huyệt tràn lan nguyên khí, khiếu huyệt bị đánh vỡ. Vạn Minh Trạch phát hiện nhược điểm của người kia, kích phá mấy khiếu huyệt yếu kém, trong một thoáng, nguyên khí của người này đã mất đi phân nửa. Trong tình huống ý chí lực dung chuyển, người kia bị Vạn Minh Trạch hoàn toàn áp chế, thân thể đối phương sụi lơ trên mặt đất. Ý chí lực bị phong tỏa, giờ khắc này chỉ có thể chớp động trong mắt, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Đa tạ. Vạn Minh Trạch đỡ đối phương dậy, giải khai thần văn phong tỏa, trên mặt lộ vẻ xin lỗi, sắc mặt vị học trưởng nọ trắng bệch, khiếu huyệt bị phá, tối thiểu phải tu dưỡng một quãng thời gian mới được, nhưng dĩ nhiên là khôi phục nhanh hơn so với ý chí lực bị trọng thương, nhưng mà người đó bại quá mức thê thảm. Vạn sư đệ thật lợi hại. Thời điểm học viên này nói chuyện, giọng nói tràn đầy vẻ đáng chát, hắn còn chưa đánh ra một chiêu nào đâu, rốt cuộc ngày hôm nay làm sao vậy? Trịnh Vân Huy là người đầu tiên xuất thủ lại có thực lực yếu nhất, sau đó là Tô Vũ rung động lòng người. Rồi Vạn Minh Trạch đại triển bản lĩnh, cường thế đánh bại học viên Bách Cường Bảng, tình huống gì đây? Các học viên không thảo luận chuyện Sơn Hải nữa, chuyện này không liên quan đến bọn họ, Bách Cường Bảng mới là chân thật, lại một vị học viên Bách Cường chiến bại, Vạn Minh Trạch lên hạng 93, mà người vừa thua sẽ rớt xuống hạng 94. Trong tình huống học viên chưa xếp hạng khiêu chiến thắng lợi, kẻ bại không bị loại khỏi bảng, chỉ hạ xuống một hạng. Lâm Thanh xếp hạng 95 xuống 97, giờ phút này Lưu Hạ xếp hạng 100. Tô Vũ thay thế vị trí của Hoàng Khải Phong, mà Hoàng Khải Phong thay thế thứ hạng của Lưu Hạ, còn Lưu Hạ lúc này sắp dứt khỏi 100 hạng đầu, nhưng Hoàng Khải Phong bị trọng thương, chỉ cần bây giờ có người khiêu chiến gã thì xem như Hoàng Khải Phong sẽ bị loại bỏ thứ hạng, nhưng chắc hôm nay sẽ không có ai làm như vậy. Mà nếu Hoàng Khải Phong chậm chạp không khôi phục, người khác sẽ không cho gã quá nhiều thời gian, đơn thần văn nhất hệ có mạnh cũng vô dụng, hiện tại không khiêu chiến là đã nhường mặt mũi rồi. 2 ngày nữa, người hạng thấp dồn dập thăng hạng, Hoàng Khải Phong sẽ nhanh chóng rơi khỏi 100 hạng đầu, lại thắng, nảy mặt Lâm Thanh càng lúc lại càng phức tạp, lại thắng, tân sinh lại cường thế đánh bại một vị học viên Bách Cường, nàng vất vả lắm mới bỏ lên hạng 95, trong chớp mắt đã ngã xuống 97. Ngày mai Lưu Hạ chắc chắn sẽ khiêu chiến, nói như vậy, ngày mai nàng vẫn phải khiêu chiến một người. Phấn đấu 2 tháng, nàng cảm thấy mình sắp lại phải đi làm thủ môn rồi. Nay khi nàng nghĩ như vậy, bỗng nhiên có bóng dáng hai người đồng thời nhảy lên lôi đài. Hồ Thu Sinh nhìn thoáng qua Hạ Thiền, mỉm cười. chủ động nhảy xuống khỏi lôi đài, đoạn giơ tay ra, "Ngươi trước đi." Hạ Thiền không lên tiếng, chờ y xuống đài xong thì mới cất lời, thanh âm có chút khàn khàn, "Học trưởng hạng 95, xin chỉ giáo." Hạng 94 là người vừa thất bại, dưới đài triệt để oanh động, "Hôm nay tân sinh muốn sắp xếp lại bách cường bảo thật sao?" Vẻ mặt học viên hạng 95 rất khó coi, trong nháy mắt thứ hạng của hắn đã tụt nhiều như vậy, hắn ta không tin lần này tân sinh đều mạnh như thế. Hai người lên đài lập tức giao thủ, chữ phá, đây là tin tức mà Tô Vũ biết, Hạ Thiền nắm giữ thần văn chữ phá của thần tộc, có khả năng đã tiến giai nhị giai, mà thực lực thân thể Hạ Thiền cũng là thiên quân thất trọng, tương đương với 10 học viên xếp chót trong bách cường bảng. Cuộc chiến này không nhẹ nhàng, Hạ Thiền giao chiến với đối thủ trong 7-8 phút, cuối cùng nàng dùng đao thứ nhất trong tuyệt học Hạ gia khai thiên đao chiếm cứ một chút ưu thế. Một đao đánh bay đối phương, chính mình cũng lung lay sắp ngã. Hắn, dù thắng không nhẹ nhàng, nhưng tân sinh lao lên bách cường bảng đã là biểu hiện của yêu nghiệt. Lâm Thanh tụt xuống hạng 98, Lưu Hạ chính thức rơi khỏi bách cường bảng, lần lượt từng người một. Hồ Thu Sinh chờ Hạ Thiền chiến đấu xong thì lập tức lên đài. Mấy người Hạ Thiền sau khi hạ gục học viên bách cường đều có quyền miễn khiêu chiến 3 ngày, cho nên giờ phút này bọn họ đều không có ý định tái chiến. Hồ Thu Sinh lên đài khiêu chiến học viên hạng 97, các học viên bị đánh bại dù rớt xuống một hạng, nhưng lúc này không có ai lại quá đang đi khiêu chiến bọn họ. Vạn Minh Trạch cường thế, Hạ Thiền vũ dũng, Hồ Thu Sinh thần bí, y là văn minh sư đúng nghĩa, từ đầu tới đuôi y đều điều khiển văn binh tác chiến viễn trình, y rất lạnh nhạt, một thanh tế kiếm xuyên qua hư không bao trùm lôi đài. Học viên hạng 97 giao chiến 5 phút đồng hồ với y bị một kiếm xuyên qua xương bả vai, cây y trí lực Hồ Thu Sinh vẫn còn có thể kéo dài tác chiến, đối phương bất đắc dĩ lựa chọn nhận thua. Người kia gần như không thể tới gần Hồ Thu Sinh. Hồ Thu Sinh, hạng 97. Lâm Thanh tụt xuống hạng 99, vẻ mặt Lâm Thanh thay đổi, dựa theo trình tự này, nếu tân sinh tiếp tục khiêu chiến, nàng sẽ là người tiếp theo, bởi vì người xếp hạng 98 là người vừa bị Hồ Thu Sinh hạ gục, đừng nói là thủ môn, có khả năng lần này nàng còn mất cả vị trí trong bách cường bảng luôn. Trịnh Hoành, Trương Hào, Tô Mộng, Triệu Thế Kỷ, còn có 4 vị yêu nghiệt chưa khiêu chiến đây, bách cường bảng thật sự sắp đổi mới rồi, không ít học viên cũ cảm khái, trong chớp mắt 5 vị học viên mới đã trèo lên bách cường bảng. Trước đó Trịnh Vân Huy kêu gào muốn đá rơi 10 vị trí đầu đếm ngược, cứ cho là gã chỉ kêu căng phách lối, xem ra tình hình thực tế sắp diễn ra đúng như lời gã nói rồi. Chương 467, vị trí thủ môn. Lúc này Trịnh Vân Huy cũng đã khôi phục trạng thái sôi nổi như ngày thường, gã không ngây người nữa, hào hứng quát, "Lên đi, Triệu Thế Kỳ, mấy người các ngươi còn chờ cái gì, còn vị trí kia, khiêu chiến hạng 99 đi, hết rồi là không còn nữa đâu." Sau khi khiêu chiến hạng 99, trong 10 hạng xếp trước kia đều đã bị khiêu chiến hết, với sự kiêu ngạo của nhóm yêu nghiệt này, hôm nay người bị bọn họ đánh bại một lần rồi vậy thì sẽ không có ai khiêu chiến nữa, cho nên vị trí chỉ còn một, hàng 99 tên là Lâm Thanh, để Lâm Thanh tiếp tục thủ môn đi. Phía dưới lôi đài, Lâm Thanh nghe gã gào lên như vậy thì cực kỳ bi phẫn, cái quỷ gì? Bên cạnh, Ngô Lam dường như có chút tiếc nuối, thầm nói, "Thanh tỷ, thật đáng tiếc, ta cũng muốn lên đài, vì thực lực nàng hơi kém, không thì nàng đã lên đài từ sớm rồi, vừa vặn đối thủ là Lâm Thanh, rất tốt." Lâm Thanh thầm mắng một tiếng, "Ngươi nếu ngươi lên đài thật thì ta sẽ hơi bị vui đây này. Nha đầu thối, ngươi nói học viên trong lớp các ngươi đều tầm thường, đều là rác rưởi, đây mà là học viên rác rưởi sao? Bọn họ là rác rưởi, vậy chúng ta là cái gì?" Trong lúc nàng nghĩ ngợi, 4 vị yêu nghiệt liếc nhìn nhau, có lẽ sắp tới chính là một trận tranh bách cường bảng cuối cùng trong hôm nay rồi, người nào lên, mấy người trước đều thắng, nếu bọn họ thua thì quá mất mặt, có đôi khi mặt mũi rất quan trọng, nếu không nắm chắc, lúc này lên đài sẽ rất khó xử. "Để ta đi." Trương Hào cười một tiếng, "Thần phù hệ chúng ta còn chưa có ai lên đài đâu. Không thể để thần văn học viện các ngươi tỏa sáng một mình được. Hoác trưởng hạng 99 lên đài đi." Lâm Thanh thầm mắng một tiếng, "Chúng ta không có tên à?" Dù nàng nghẹn khuất, nhưng nhìn thấy đó không phải người thần văn hệ, nàng cũng buông lỏng hơn không ít. Thần phù hệ, thực lực hẳn là không tốt lắm đi, nhưng Lâm Thanh nhanh chóng cảm nhận được cái gì gọi là thần phù oanh tạc. Trương Hào không dùng thần phù bình thường, mà là thần phù bạo tạc do thần văn của y phân chia ra. Tô Vũ còn từng chịu thiệt lớn, bị oanh tạc đến mức không thể không làm con rùa. Loại thần phù do thần văn phân chia ra này tiêu hao không lớn. Trương Hào muốn chiến đấu, ngồ. Từ đầu tới đuôi chỉ có một chiêu như vậy, không tiếp cận, không võ kỹ, chỉ có nổ. Thực lực Lâm Thanh không yếu, dù sao lão sư của nàng cũng là trợ giáo thiên tài Ngô Kỳ, nhưng gặp phải đối thủ không giảng đạo lý như thế, Lâm Thanh chỉ có một thân vũ kỹ cường đại lại không thể đến gần. Sau khi bị liên tục oanh tạc hơn trong lần, Lâm Thanh chóng mặt rơi khỏi lôi đài, nàng cũng không biết mình bị nổ bay xuống từ lúc nào. Trương Hào cũng thở hổn hển lau mồ hôi trên trán, y âm trầm cảm thán vui mừng, may quá. không làm tân sinh mất mặt, y suýt nữa đã hao tổn hết ý chí lực rồi. Khi đó nếu Lâm Thanh tới vần, y liền xong đời. Thực lực thân thể y không mạnh, Lâm Thanh mạnh hơn y nhiều lắm, một kiếm đâm tới y sẽ may mắn. Trương Hào khách sáo một câu, đắc ý mà xuống đài. Đến lúc này, Lâm Thanh trở lại hạng 100, trở thành thủ môn chính thức của Bách Cường Bảo. Trịnh Vân Huy, Vạn Minh Trạch, Hạ Thiền, Hồ Thu Sinh, Trương Hào, 5 người tiến vào 10 vị trí cuối trong Bách Cường Bảng, riêng Tô Vũ đột phá, xếp hạng 71. Ngày mùng 3 tháng 10, tân sinh của khóa 350 đã phô diễn một vở kịch chấn động, Bách Cường Bảng, phong vân biến ảo. Vở kịch trong ngày hôm nay hoàn toàn hạ màn, không ai khiêu chiến nữa. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, không ít người đều cần trở về xử lý mạch suy nghĩ, suy tính tương lai một chút. Tô Vũ thấy tình hình kết thúc thì liền chuẩn bị đi tới tàng thư các. Người khác có khả năng lựa chọn quên chuyện vừa rồi, nhưng hắn thì không thể, chỉ sợ sau này hắn sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Hoàng Khải Phong bị hắn đánh tàn phế, các lão đơn thần văn nhất hệ cũng bị trọng thương. Nếu như vậy mà bọn họ còn có thể nhẫn, vậy thì đơn thần văn nhất hệ đúng là thánh nhân, có lẽ không ai dám phá quy củ. Nhưng nếu lợi dụng quy tắc, Tô Vũ tuyệt đối sẽ gặp phiền toái lớn. Tô Vũ đang đi thì phía sau Hạ Hầu Vưu lén lút đuổi theo. Cậu nhìn chung quanh, chú ý cẩn thận. Tô Vũ liếc mắt nhìn. Hạ Hầu Vưu thấp giọng nói, Tô Vũ, ta hoài nghi có người để mắt tới ta. Vừa rồi có người trong đội hộ vệ mật báo, nói học phủ bên kia hình như lại chuẩn bị chơi ta. Tô Vũ ngây người. Ngươi thu mua được đội hộ vệ cơ à? Đừng nhìn ta, ta không thu mua. Hạ Hầu Vưu giải thích, là trưởng bối của ta. Tô Vũ bất đắc dĩ, có khác gì nhau không? Hạ Hầu Vưu cũng lười nói lý do, đương nhiên là có khác biệt, kỳ thật không phải thu mua. Tuy nói quân hộ vệ của học phủ là lực lượng của học phủ, trên thực tế lại là lực lượng của Hạ gia. Quân hộ vệ không đơn giản chỉ nghe theo mệnh lệnh của học phủ mà còn tiếp nhận chỉ huy của Hạ gia. Cậu lười nhiều lời, Hạ Hầu Vưu biệt khuất nói. Quả nhiên thật sự có lão già không biết xấu hổ để mắt tới ta, khẳng định là các lão, ít nhất là một vị. May mà ta thông minh cơ trí, dù phiếu nợ nói chuyện, cách đó không xa, giả danh Trấn vô tình đi ngang qua, rất tốt. Ta chính là lão già không biết xấu hổ kia đây, hôm nay lười vây chuyện với ngươi. Tông phải đi tìm Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên ra tay với Trịnh Ngọc Minh, tông phải hỏi tình huống cụ thể xem sao. Chờ hết bận vụ này, tiểu mập mập, ngươi chết chắc với ta. Giả danh Trấn nhanh chóng rời đi. Hạ Hầu Vưu và Tô Vũ cũng không để ý đến. Tô Vũ lười quản chuyện này, nhỏ giọng hỏi, kiếm lời bao nhiêu? Tô Vũ, ngươi quá hung tàn. Hạ Hầu Vưu bất đắc dĩ nói, nếu ngươi sớm nói ngươi có thể giải quyết trong vòng 1 phút đồng hồ thì còn có thể kiếm nhiều một chút, không phải ngươi nói 3 phút sao? Khiêm tốn chút đi, làm người không thể quá huênh hoang. Tô Vũ nở nụ cười hàm hậu, làm người phải khiêm tốn, đương nhiên không thể nói quá chắc chắn. Nói 3 phút, 30 giây định thắng thua là rất bình thường. Hạ Hầu Vưu im lặng, lò giọng hỏi, ngươi bắn võ kỹ thiên giai không? Tô Vũ liếc mắt nhìn cậu, không lên tiếng. Yên tâm, không truyền ra ngoại y. Hạ gia có sở thích thu thập đủ loại võ kỹ, mộc lên cho Hạ gia, Hạ gia sẽ phong tồn, giới hạn một vài người đọc, chỉ cần không truyền ra ngoài, cho dù cường giả truyền thừa võ kỹ còn sống, bình thường cũng sẽ không so đo. Tô Vũ mặc kệ cậu, nhĩ ngon ăn lắm chắc, bất nói nhảm đi, kiếm lời bao nhiêu? Không nhiều, tỷ lệ đặt cược ngươi thắng quá cao. Cuối cùng tính ra kiếm khoảng 25.000 điểm. Hạ Hầu Vưu cười giả lả, nhưng 25.000 điểm này ta vẫn phải lấy ra lo lót trên dưới một chút, còn có không ít người không đưa tiền vẫn đang giữ phiếu nợ đây. Cậu vui sướng hài lòng nói, nhưng sẽ không thiếu phần ngươi đâu. Chia 37, của ngươi 7.000 điểm được chưa? 7.000 điểm công huân, không ít, hoặc là nói, rất nhiều, mua bán không vốn. Dù Hạ Hầu Vưu quỵt nợ thì Tô Vũ cũng không nói được gì. Lần này kiếm được nhiều như vậy chỉ có thể nói rằng nhiều mập mạp đây không phải đại gian thương. Tô Vũ mỉm cười vui vẻ, được rồi, ta không lấy điểm công huân, ngươi giữ đó mua thêm một chút tinh huyết ngũ hành tộc cho ta ly. Còn có tinh huyết phá sơn ngưu, ngươi còn muốn nữa à? Hạ Hầu Vưu kinh ngạc nhìn hắn, ngươi mua nhiều như vậy mà chưa đủ ư? Chương 468, không phải người tốt chủ yếu là tinh huyết ngũ hành tộc. Tô Vũ giải thích, không phải ta cần, mà là lão sư ta cần. Tô Vũ nghiêm mặt nói, gần đây lão sư đang nghiên cứu một hạng mục lớn, rất cần những vật này. Tinh huyết ngũ hành tộc nghe nói có trợ giúp đối với tu luyện vân quyết, lão sư đang nghiên cứu có thể mở ra đặc tính hay không, giúp cho cường giả có khả năng trực tiếp dùng tinh huyết tăng lên ý chí của mình, cái này hết sức then chốt. Hạ Hầu Vưu kinh ngạc, Bạch trợ giáo đã nghiên cứu đến phương diện ý chí lực rồi sao? Trước đó không phải anh ta chỉ nghiên cứu kỹ năng thiên phú của tinh huyết thôi à? Xem như hạng mục liên quan. Tô Vũ đáp trùng trùng, cho nên ngoại trừ tinh huyết phá sơn như là ta dùng, mặt khác đều là của lão sư ta. Hạ Hầu Vưu đồng tình nhìn hắn một cái, ngươi thật đáng thương, còn phải ngươi lão sư. Cái tên Bạch Phong này thật không biết xấu hổ, cứ thích bóc lột học sinh của mình. Cậu suy nghĩ kỹ một chút thấy cũng đúng. Nhiều tinh huyết như vậy, làm sao Tô Vũ có thể dùng hết, nhưng Bạch Phong cũng không tệ. Nghiên cứu ra được kết quả đại khái đều dùng trên thân Tô Vũ, bằng không Tô Vũ cũng không mạnh như vậy. Trung tâm nghiên cứu Văn Đàm Hạ Hổ Vưu thầm nhủ, một ngày nào đó nơi này mở ra, chỉ sợ sẽ công bố không ít thành quả nghiên cứu kinh người đi. Nhưng cậu vẫn cảm giác không đáng tin cậy, người không đáng tin không phải là Tô Vũ, mà là Bạch Phong, có thể nghiên cứu ra được sao? Anh ta không biết xấu hổ ăn cơm chủ của đồ đệ nhiều như thế, nếu nghiên cứu không ra, vậy coi như lãng phí tài nguyên. Trung tâm nghiên cứu Văn Đàm, tầng hầm thứ 3, Bạch Phong vui vẻ dị thường, đang chuẩn bị tiếp tục công việc thì bỗng nhiên anh chợt dùng mình một cái, lâu không ngủ, thân thể suy yếu rồi à? Nhưng ta là đằng không mà, sao lại cảm thấy cả người hư nhược được, vừa rồi bên ngoài bạo phát thứ gì đó lóe lên một cái rồi biến mất, có người đánh nhau sao? Bạch Phong gãi gãi quả tóc như ổ gà, lười quan tâm, được rồi, mặc kệ nó, nghiên cứu của mình quan trọng hơn. Thiên phú thần văn Bạch Phong tự lẩm bẩm, có chút điên cuồng, tia vui mừng trong mắt càng thêm nồng đậm. Thiên phú thần văn có khả năng không chỉ là một thần văn, mà là nhiều thần văn tổ hợp mà thành, cuối cùng tạo thành thiên phú thần văn. Cần thần văn nào đây? Không. Có khả năng cần các thần văn khác biệt, hình thành thiên phú thần văn khác biệt. Cần thần văn nhân tộc không? Thần văn chiến kỹ, thần văn chiến kỹ của đa thần văn nhất hệ chẳng lẽ là để chuẩn bị cho thiên phú thần văn ư? Bạch Phong có chút điên cuồng, thật sao? Nếu là thật, vậy thì đa thần văn nhất hệ không chỉ không thể diệt, hơn nữa còn phải trở thành chủ lưu mới được. Chỉ có như vậy thì mới có thể khai phá thiên phú nhân tộc, không nhất định. Đơn thần văn nhất hệ cũng có khả năng tổ hợp thành thiên phú thần văn. Thế nhưng chắc cần bỏ ra cái giá lớn hơn. Bạch Phong xúc động, lão sư, ngươi không ở đây. Ta sắp nghiên cứu ra kết quả chấn động chư thiên vạn giới rồi. Tàng thư các, thời điểm Tô Vũ tiến vào tàng thư các, tù vệ gác cổng tỏ ra cung kính giống như ngày đó trưởng hộ vệ quân của dưỡng tính viên nhìn thấy Khương Mục học viên Bách Cường. Đúng vậy, cung kính, cổng ra vào nhanh chóng được mở ra, vài vị hộ vệ quân lui sang một bên để Tô Vũ có thể thuận lợi tiến vào trong. Đây là hiện trạng ở Văn Minh học phủ, không, đây là hiện trạng của chư thiên vạn giới. Kẻ có thực lực, có thiên phú, có năng lực, đến đâu cũng được hoan nghênh. Tô Vũ không so đo chuyện lần đầu tiên tới đây bị ngăn cản, hắn khẽ gật đầu, cười ngưu hỏa với mấy hộ vệ. Tại học phủ, quân hộ vệ chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi, làm văn minh sư, có đôi khi vẫn cần bọn họ hỗ trợ. Tỉ như ra ngoài làm nhiệm vụ nhỏ hoặc trong học phủ cần làm chuyện gì đó cũng có thể điều động một bộ phận quân hộ vệ. Tầng 10, Tô Vũ mới vừa lên đến nơi, bên tai liền truyền đến một giọng nói ngọt ngào đến nổi cả da gà. Sư đệ. Tô Vũ dùng mình một cái, cảm thấy không được tự nhiên. Ngô Gia đi ra. Nàng nhìn thấy Tô Vũ, trong mắt còn hơi đỏ lên, bỗng nhiên nàng tiến lên ôm chặt lấy hắn, dùng sức xoa nắn đầu hắn, nức nở nói: "Sư đệ, ngươi thật tốt." Tô Vũ bất đắc dĩ. Hắn cố tránh thoát ra khỏi ma trường của sư tỷ, cười khổ nói: "Sư tỷ, sư bá có ở đây không?" "Có." Ngô Gia hơi không vui vì hắn tránh mình, nàng trả lời qua loa một câu, sau đó hiếu kỳ hỏi: "Sư đệ, sao ngươi lợi hại như vậy?" "Khổ khổ, lão sư dạy tốt." Ngô Gia trợn tròn mắt: "Sư thúc dạy tốt á?" "Lừa đảo, rõ ràng sư thúc không đáng tin cậy chút nào." "Gia Gia, Tô Vũ, vào đây." Bên trong, Trần Vĩnh hô một tiếng, đi thầm nhủ lời Tô Vũ nói thì nghe cho vui thôi. Tin làm gì? Sư phụ của Tô Vũ chưa chắc đã biết hắn đang ở cảnh giới gì, còn nói lão sư dạy tốt ư? Lừa ngươi ngoài thì thôi, sư tỷ mà ngươi cũng lừa dối, không phải ngươi tốt. Trong phòng khách, Trần Vĩnh nhìn Tô Vũ, ánh mắt hơi phức tạp, rất lâu sau đi mới mở miệng nói: "Gia Gia, đi ngâm ấm trà đi, sư đệ ngươi vất vả chiến đấu liên tục, khát nước rồi." "Được." Ngô Gia cười hì hì chạy ra ngoài, chờ nàng đi rồi, Trần Vĩnh mới khôi phục như thường, thở hắt ra, phiền phức lớn rồi. Tô Vũ gật gật đầu, Trần Vĩnh nhìn vậy thì bỗng thấy buồn cười, có vẻ ngươi cũng hiểu, nói xem là cái gì đi. Và phủ trưởng ra tay quá nặng. Tô Vũ bình tĩnh phân tích, dù Trịnh các lão thật sự muốn xuống tay với ta, nhưng dù sao cũng chưa ra tay. Một vị các lão sơn hải cảnh chỉ có động cơ mà đã bị phủ trưởng đánh cho thương, thậm chí suýt nữa bị giết. Nếu vạn phủ trưởng là ngươi như vậy, Văn Minh học phủ sớm đã bị hủy từ vài thập niên trước rồi, không sai. Trần Vĩnh gật đầu, còn gì nữa? Ta cảm thấy có khả năng là có nguyên nhân nào đó mà chúng ta không biết. Tô Vũ phán đoán, có thể là vì chấn nhiếp đơn thần văn nhất hệ, giết gà dọa khỉ, hoặc là bọn họ chọc giận vạn phủ trưởng, thậm chí là chạm tới ranh giới cuối cùng không thể chịu đựng. Trần Vĩnh gật đầu, mỉm cười bổ sung thêm, có khả năng, thật ra còn có một khả năng nữa, đó là ông ấy muốn nâng đỡ đa thần văn hệ. Vì sao? Tô Vũ cảm thấy kỳ quái, mấy thập niên rồi đều chưa từng nâng đỡ chúng ta, hiện tại làm vậy làm gì? Nguyên nhân ư? Trần Vĩnh trầm ngâm một hồi mới đáp, chắc là có nguyên nhân nào đó, Trước đó phủ trưởng tìm ta một lần, có vẻ liên quan đến ngươi. Dĩ nhiên là ta mặc kệ ông ta, chờ chính ông ấy đi tìm ngươi đi. Trần Vĩnh không muốn tham dự chuyện này, tùy Tô Vũ tự quyết định, y sẽ không đưa ra kiến nghị chủ quan nào. Trần Vĩnh lại nói thêm, không chỉ có quan hệ với ngươi, mà phủ trưởng còn muốn chúng ta có thể công khai một phần bức tường thần văn chiến kỹ, tác dụng tương đương với bí cảnh. Tô Vũ nhị không được thấp giọng mắng, nghĩ gì thế, vậy sao không kiến nghị hệ của ông ta chia sẻ một chút tài nguyên chân tàng đi. Chúng ta vốn đã không có bảo vật áp đáy hòm nào, ngay cả cái này cũng muốn nhường cho người khác ư? Trần Vĩnh đè tay hắn xuống, vội trần an, ta không đáp ứng. Bảo ông ta tìm sư tổ ngươi, việc này ta không làm chủ được. Trần Vĩnh không nói thêm về chuyện đó nữa, chỉ nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, chuyện ngươi làm Hoàng Khải Phong bị thương nặng không tính là gì. Trịnh Ngọc Minh lại vì vậy mà trọng thương, bị phạt đi chiến trường chư thiên, phải giết được một tên sơn hải mới có thể trở về. Cả đời này xem như ông ta không thể về nữa rồi, một vị sơn hải, cả một đời không có cách nào trở về. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Chương 469, phiền toái lớn. Tô Vũ ghen thường, thậm chí cảm thấy khó hiểu, đi chiến trường chư thiên không về được thì sao? Chúng ta mạnh mẽ chẳng lẽ là vì bế tử quan trong học phủ sao? Không phải cường giả nên ra ngoài chinh chiến, kẻ yếu ở lại học phủ giảng dạy à? Học phủ có nhiều sơn hải ở lại như vậy mới khiến Tô Vũ cảm thấy kỳ quái, nội bộ nhân cảnh giữ nhiều cường giả như vậy làm gì? Trên chiến trường chư thiên, thiên quân, vạn thạch đều đang chiến đấu, cường giả nhân tộc lại không chăm dự khiến Tô Vũ rất khó hiểu. Trần Vĩnh thở dài, nguyên nhân rất nhiều. Thứ nhất, cường giả đến chiến trường chư thiên, chiến tranh sẽ thăng cấp, vốn là đằng không làm chủ sẽ biến thành lang vân, sơn hải làm chủ. Thứ hai, chiến trường chư thiên chỉ là đạo phòng tuyến thứ nhất, phải cẩn thận tránh bị người tận diệt, hoàn toàn đứt đoạn truyền thừa. Thứ ba, nội bộ nhân cảnh cũng không thái bình, cần một bộ phận cường giả ở lại thanh giữ, phòng ngừa vạn nhất. Kỳ thật còn một nguyên nhân khác, đó là người văn minh học phủ đến chiến trường ít hơn chiến tranh học phủ, bởi vì chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài chuyện trọng yếu hơn cần nghiên cứu hoặc tiến hành. Trần Vĩnh giải thích, có vài hạng mục rất then chốt, cần giả đi phân tích chủ trì mới được. Hạng mục? Tô Vũ nghĩ đến Bạch Phong, nghi ngờ hỏi, đơn thần văn nhất hệ có hạng mục gì? Nhiều cường giả như vậy ở đây, ta lại không nghe nói có hạng mục gì đặc biệt đang trong quá trình tiến hành. Có, Trần Vĩnh cười đáp, đừng coi thường đơn thần văn nhất hệ. Nếu bọn họ có thể cường đại đến mức độ này, chắc chắn là có chỗ hơn người. Trước đây không phải ngươi đã giao thủ với Trịnh Hoành sao? Có cảm nhận gì? Tô Vũ suy nghĩ một chút, chân chờ nói. Phong hỏa sơn lâm hệ thống, đúng vậy, Trần Vĩnh gật đầu đáp. Đơn thần văn nhất hệ thật ra đã hoàn toàn khác hẳn năm xưa. Năm đó bọn họ chủ tu thần văn đều không thành hệ thống, có vài người chỉ tu luyện một thần văn, bây giờ thật ra đã có chút thay đổi. Tỷ như tu luyện thần văn thành hệ thống, đơn thần văn nhất hệ đã tiến hóa. Kỳ thật trong nội bộ đơn thần văn hệ cũng có chia rẽ, là đơn tu một thần văn hay tu mấy thần văn khác biệt, hoặc là tu một hệ thống thần văn. Những vấn đề này đều đang được tranh luận. Tô Vũ gật đầu, thì ra là thế. Trần Vĩnh lại giải thích tiếp, không chỉ vậy, bọn họ còn có không ít nghiên cứu, tỉ như những năm qua Chu Minh Nhân phó phủ trưởng đang nghiên cứu phương pháp làm ý chí chi văn vĩnh tồn. Chuyện này rất quan trọng, ý chí chi văn của nhân tộc, dù ngươi không làm gì, qua thời gian dài cũng sẽ tự động tiêu tán. Tô Vũ vội gật đầu, tức hận nói, đúng vậy, thời điểm ta còn ở Nam Nguyên, Liễu lão sư đã đưa cho ta một bản lôi nguyên đao, nhưng chỉ có 4 đao trước có một ít lực lượng ý chí tồn tại, phía sau đều đã tiêu tán. Trần Vĩnh sững sờ, phần trước còn mà phần sau tiêu tán rồi, đồ ta à? Càng về phần sau càng mạnh, ý chí lực bám vào càng nhiều, dù tiêu tán cũng là phần đầu tán trước, làm sao có thể phần sau tản mát trước được? Trong lòng y chi nghĩ một thoáng, đại thể đoán ra được phần nào nguyên nhân. Trần Vĩnh giờ khóc giờ cười, không vạch trần sư bá của mình, ti hơi xấu hổ mở miệng, đúng, vì dễ tiêu tán như vậy cho nên ý chí thần văn của nhân tộc có thời gian bảo tồn không dài, thường sẽ bị lãng phí. Chu Minh Nhân phó phủ trưởng nghiên cứu về phương diện này, nghe nói đã sắp có kết quả, một khi thành công, ý chí chi văn của nhân tộc có thể kéo dài nhiều năm như của vạn tộc, như thế thì cường giả nhân tộc cũng có thể giữ lại nhiều ý chí chi văn hơn để cung cấp cho hậu nhân. Tô Vũ gật đầu, cái này đúng là hữu dụng, lão sư của Trịnh Hoành, Tôn các lão cũng đang nghiên cứu một hạng mục trọng yếu. Trần Vĩnh nói, cơ sở văn quyết khai phá, cũng chính là cơ sở văn quyết thiên quân vạn thạch có thể tu luyện, hạng mục này được đầu tư rất nhiều tinh lực vào tài nguyên. Trong lòng Tô Vũ hơi động, mở miệng hỏi, sư bá, chẳng lẽ cầu tắc cảnh nhiều năm như vậy vẫn không công khai cơ sở văn quyết ư? Trần Vĩnh lắc đầu, ta không rõ, có một số việc ta cũng không biết. Treo lý thiết, nhiều năm qua đầu nhập không ít tinh lực vật lực như vậy, có khả năng đã có kết quả, có lẽ là không hoàn thiện hoặc là không truyền ra ngoài, ai biết được. Ti giải thích, ngươi cũng biết rồi, nhân tộc đông đúc như thế không phải ai cũng là người tốt, một vài thứ tốt đều phải truyền thừa nghiêm mật, chính là vì sợ tiết lộ ra ngoài bị vạn tộc biết được, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, Tô Vũ không đồng ý, trả một cái giá nhất định để tiến hành truyền bá, như chiến thần quyết ấy. Nếu hoàn toàn phong tỏa, vậy tiến bộ thế nào? Đây không phải chuyện chúng ta có thể can thiệp. Trần Vĩnh giờ khóc giờ cười, đừng nói người khác, ngay cả trung tâm nghiên cứu Văn Đàm chúng ta nếu thật sự có thành quả lớn gì, trước khi truyền bá cũng chắc chắn phải cân nhắc lợi hại trước mới được. Nghe vậy, Tô Vũ nhẹ gật đầu, cũng đúng, không thể đánh giá song phương, người khác tiêu tốn thời gian mấy năm, hao phí vô số tài nguyên, ngươi há miệng đòi hỏi, người ta mặc kệ cũng là bình thường, còn phải xem lợi ích. Trần Vĩnh thấy hắn hiểu chuyện thì hài lòng, tạm thời những việc này hiện giờ không có quan hệ gì với chúng ta. Y dừng một chút, nhìn về phía Tô Vũ nói, nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của ngươi là tu luyện, sớm tiến vào đằng không cảnh. Một điểm nữa y do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, có nhiều thứ nếu không tiện nói ra cũng không sao. Văn minh sư hoặc là đạo tu giả đều có bí mật riêng của mình, thế nhưng hãy tin tưởng, hãy dành cho lão sư ngươi một chút tín nhiệm. Ti nhìn về phía Tô Vũ, sư bá không phải muốn chiếm lấy thành quả của ngươi, thế nhưng đừng lưu lại hậu hoạn cho mình, nhất là thiên phú tinh huyết lần trước, chuyện liên quan tới tinh huyết phệ hồn trùng, ta biết Bạch Phong không có khả năng làm ra thành quả này, bằng không hắn đã sớm nói cho ta biết. Trước đây thiên phú tinh huyết chỉ là một chút biến hóa bên ngoài, cho nên phần lớn văn minh sư khôn quá coi trọng, nhưng dính đến biến hóa ý chí lực, cái này hoàn toàn khác biệt. Trước kia, chiến giả rất khó kích thương ý chí lực văn minh sư, trừ phi thực lực đối phương quá mạnh, bằng không khi văn minh sư và chiến giả giao thủ, từ đằng không trở lên, gần như đều là văn minh sư mạnh hơn, nhưng nếu như thật sự xuất hiện tinh huyết có khả năng kích thương ý chí lực, kết quả này sẽ rất nghiêm trọng. Trần Vĩnh thận trọng nói, ngươi phải biết rằng, tại chiến trường chư thiên, văn minh sư đều là cường giả áp trận, giá trị của một vị văn minh sư sơn hải cảnh tuyệt đối lớn hơn một vị chiến giả sơn hải cảnh, thần bí, vô thường, biến hóa khó lường. Thủ đoạn phong phú đó chính là văn minh sư, thế nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng trên cơ sở ý chí lực được bảo toàn. Tô Vũ, ngươi có thể tưởng tượng xem, một khi có tinh huyết có khả năng đả thương ý chí lực, vậy loại tinh huyết này phải có giá trị cao bao nhiêu? Ti hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, hiện tại tin tức còn đang lưu truyền trong phạm vi nhỏ, ta đã kiến nghị phủ trưởng phong tỏa tin tức, nhưng không sớm thì muộn tin tức này cũng sẽ lộ ra ngoài. Hiện tại phủ trưởng có ý tứ là giao tài liệu cho học phủ giao cho đại hạ phủ và cầu tác cảnh, để bọn họ nghiên cứu chuyên sâu. Như vậy sẽ có người khác gánh vác nguy hiểm, tránh việc chỉ mình chúng ta bị để mắt tới. Trong lòng Tô Vũ nhảy một cái, sư bà ý của ngài là tinh huyết phệ hồn trùng có vấn đề rất nghiêm trọng ư? Lúc trước hắn đã biết chuyện này sẽ rất phiền toái, nhưng hiện tại hình như phiền toái lớn hơn hắn tưởng tượng nhiều. Chương 470, mua dây buộc mình đúng. Trần Vĩnh gật đầu, trước kia chỉ là rút ra kỹ năng thiên phú của chiến giả đạo, đó là một chút cơ sở võ kỹ, kỳ thật ảnh hưởng không tính quá lớn, nhưng hiện tại ngay cả kỹ năng thiên phú trên phương diện ý chí lực cũng có thể bị rút ra. Vấn đề này rất nghiêm trọng, rút lời, Ti lại nói. Dĩ nhiên là học phủ có thể cam đoan sự an toàn của ngươi, nhưng bên ngoài học phủ sẽ rất phiền toái, cho nên, biện pháp tốt nhất là giao kỹ thuật và tài liệu ra, cùng nhau nghiên cứu. Tô Vũ cao mày hỏi, chẳng lẽ tất cả thành quả nghiên cứu giá trị cao khi công bố đều có phiền toái sao? Vậy phải xem thực lực, xem thế lực, xem độ bảo mật. Trần Vĩnh hơi đau đầu nhìn về phía Tô Vũ, tiểu tử này mặc dù xử lý không ít chuyện tốt, thế nhưng chọc phải phiền toái cũng không nhỏ. Tinh huyết phệ hồn trùng chính là cái phiền toái không nhỏ ấy, y không sợ cái gì. Bạch Phong cũng vô cùng an toàn. Nhưng Tô Vũ trừ phí Tô Vũ ở mãi trong học phủ không đi ra, bằng không hắn ra ngoài liền sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ta chỉ là học viên, không biết kỳ thật. Tô Vũ hấp cấp giải thích. Trần Vĩnh thở dài nói, trước đây ngươi nói vậy thì còn được, từ đợt ngươi dám giả bán tư liệu, mọi người đều cảm thấy ngươi chắc chắn ít nhiều phải biết cái gì đó rồi. Tô Vũ xấu hổ không chịu được, hắn đúng là mua dây buộc mình. Đúng vậy, trước kia nói là không biết thì chẳng có vấn đề gì, nhưng hắn còn mang tư liệu chế tạo tinh huyết đi bán rồi, giờ nói không biết, có ai tin được chứ? Nghiêm túc mà nói thì Tô Vũ đã tự tạo ra một mối nguy lớn cho chính mình, nếu hắn không đạo diễn tình cảnh lần trước, dù hắn lấy ra tinh huyết phệ hồn trùng, mọi người cũng sẽ cảm thấy một học viên như hắn thì biết cái gì. Mà trên đời không có từ nếu như. Tô Vũ trầm mặc một hồi, mở miệng, sư bá, ý của ngài là, hiện tại chúng ta nhất định phải làm ra kỳ thuật như vậy, sau đó tốt nhất là nộp lên, nhưng như thế chứng tỏ chúng ta đã biết rõ kỳ thuật, chẳng lẽ không có ai nhằm vào chúng ta ư? Giảm bớt nguy hiểm thôi. Trần Vĩnh cười đáp, nhiều người biết thì không còn tính độc quyền, mặt khác, một khi chứng minh thứ này khó chế tạo, phí tổn quá cao, thậm chí chỉ có phương pháp chế tạo thiên quân cảnh, vậy giá trị cũng không lớn như tưởng tượng. Tô Vũ nhíu mày hỏi, cho nên chỉ cần làm ra phương án thiên quân cảnh, sau đó chứng minh phương án vô cùng khó khăn hoặc là không có, vậy thì nguy hiểm sẽ hạ thấp ư? Đúng vậy, Tô Vũ hiểu rồi, hắn lại thắc mắc, sư bá, Trung tâm nghiên cứu của chúng ta có thể lấy ra kỹ thuật như vậy sao? Trần Vĩnh cười ha hả nhìn hắn, tiểu tử này nói đến bây giờ, nếu hai người còn không hiểu nhau vậy thì y cũng thật ngốc. Có hy vọng, ta không am hiểu phương diện này, nhưng lão sư ngươi lại rất tinh thông. Kỹ thuật then chốt rút ra kỹ năng thiên phú trong tinh huyết là do lão sư ngươi nghiên cứu ra, nếu có thể rút ra kỹ năng thiên phú của tinh huyết khác, vậy thì cũng có thể rút ra kỹ năng thiên phú của phệ hồn trùng. Điều kiện tiên quyết là hiểu rõ thủ đoạn phóng thích kỹ năng thiên phú của phệ hồn trùng. Tô Vũ nghe hiểu, hắn gật đầu. Kỹ năng thiên phú phệ hồn của phệ hồn trùng kỳ thật không khác phệ hồn quyết, được tính là một loại trọng hợp võ kỹ, nói là võ kỹ, thế nhưng có dính đến phương diện ý chí lực. Phệ hồn quyết khai khiếu huyệt thân thể, không phải thần khiếu trong thức hải, cho nên thứ này không nghĩa trọng như bên ngoài tưởng tượng, không giống ngũ hành pháp quyết. Kỳ thật chỉ cần cung cấp ra phương thức tu luyện phệ hồn quyết thích ứng nhân tộc, cho mấy người bọn họ tu luyện, vậy đó không còn là vấn đề lớn lao nữa. Tô Vũ thầm nghĩ, âm thầm thở phào một hơi, đương nhiên, tốt nhất là không cung cấp công pháp, chỉ cung cấp kỹ năng thiên phú, như kiểu thôn phệ tinh huyết mới có thể bùng nổ, dạng này càng không thấy được. Hàn Huyên cùng Trần Vĩnh một hồi, Ngô Gia pha trà xong đã quay trở lại, nàng nhìn chằm chằm Tô Vũ, Tô Vũ cảm thấy rất bất đắc dĩ, Trần Vĩnh cũng đầy bất đắc dĩ, nhưng y chỉ nghĩ một chút rồi không khỏi bật cười, nếu hai hài tử này có thể thành vậy đó sẽ là một giai thoại, đi lời quản việc của bọn họ, mà Ngô Gia và Tô Vũ cũng chưa chắc có tâm tư đó. Giờ phút này Ngô Gia chỉ là cảm động và tò mò mà thôi. Nếu nói là tình yêu nam nữ, Trần Vĩnh cảm thấy khả năng không lớn, đồ đệ mình tính tình thế kia, nàng biết cái gì chứ, y hàn huyên vài câu. Cuối cùng căn dặn Tô Vũ sắp tới tốt nhất là khiêm tốn một chút, còn chuyện Trịnh Ngọc Minh thì không quan hệ gì đến Tô Vũ cả. Trước khi đi, Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Sư bá, cuối năm ngày sát hạch, sư tỷ chắc chắn leo lên được bách cường bảng hay không?" "Đừng để ý việc này sao?" Tô Vũ có thể không để ý, hắn vội vàng nói: "Sư bá, tàng thư các không thể mất, bức tường thần văn chiến kỹ của chúng ta còn ở đây mà. Có thể rời nó đi sư bá." Điều này Tô Vũ không thể đáp ứng. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói: "Đa thần văn nhất hệ chúng ta đời đời kiếp kiếp phác họa thần văn chiến kỹ trong tàng thư các, đến thế hệ chúng ta lại mất đi đại bản danh. Vậy sau này có mặt mũi nào để gặp những tiền bối kia? Mà không có tàng thư các, sau này chúng ta muốn phác họa thần văn cũng phiền toái. Cho nên ngài không thể mất trước được." Trần Vĩnh bật cười nhìn hắn: "Sao ta cảm thấy tiểu tử nhà ngươi còn khẩn trương hơn cả ta vậy? Sư bá, sư tỷ nhất định có khả năng tiến vào bách cường, không được. Ta phải ra ngoài đánh hết đám gia hỏa đơn thần văn nhất hệ rớt khỏi bảng." "Đừng nghịch!" Trần Vĩnh vội vàng can ngăn, "quá nguy hiểm, bên kia còn có học viên 10 vị trí đầu, bọn họ có thể chiến đằng không?" Ra bên này Trần Vĩnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu thật sự không được, cuối tháng 12, này 25 khi khiêu chiến bách cường bảng sắp kết thúc, để ra khiêu chiến ngươi, thay thế thứ hạng của ngươi, như vậy có thể giữ được vị trí bách cường bảng, vậy là có thể vượt qua sát hạch lần này, nhưng ta hạng 71, Tô Vũ nhìn Ngô Gia. Ngô Gia không thể khiêu chiến mình, trừ khi thứ hạng của mình giảm xuống. Giờ phút này Ngô Gia có chút uất ức. Nàng không mấy vui vẻ, thầm nói: "Sư phụ, sao lại bảo sư đệ chỗ cho ta? Xấu hổ quá mà, hơn nữa còn phải làm cho sư đệ rớt xuống hạng 90 trở xuống mới được. Đây không phải là làm phiền sư đệ sao?" Trần Vĩnh cũng chịu, cười khổ đáp: "Cho nên ta mới nói mất rồi thì kệ thôi. Không cần thiết vì một vị trí quán trưởng mà làm trễ nải tiền đồ. Trừ phương pháp này ra, còn có cách là Tô Vũ thu phục tất cả cường giả đơn thần văn nhất hệ, đánh cho bọn họ không còn dám lên bảng, đánh cho đám kia rơi ra khỏi bảng, không dám khiêu chiến Ngô Gia nữa." Nhưng mà chuyện này có độ khó quá lớn, ánh mắt Tô Vũ hấp hai, hỏi: "Sư bá, ý chí lực của sư tỷ bị thương, thần văn bị thương. Nếu có thể chủ động tu luyện cơ sở văn quyết, có phải tốc độ bình phục sẽ nhanh hơn không?" Trần Vĩnh gật đầu, cười khổ đáp: "Đúng, nhưng nàng chưa tới đàng không. Ta cũng không có cách nào, vạn văn kinh chỉ thích hợp đằng không cảnh tu luyện, nếu nàng đến đằng không, tư thế như vậy sẽ khôi phục rất nhanh, vạn văn kinh mở ra thần khiếu đều phải đến đằng không mới có thể định vị mở ra, tại thiên quân vạn thạch là không có cách nào. Hiện tại sư tỷ ngươi đừng nói là khôi phục, dù là tu luyện, một khi ý chí lực đối kháng cũng sẽ lập tức xuất hiện tình huống biển ý chí dung chuyển, cho nên không thể khôn dừng tu luyện ý chí lực, hiện tại nàng chủ tu thân thể, dưỡng tinh chỉ có thể để ý chí lực đối kháng bị động tu luyện, nhưng ý chí lực của Ngô Gia tổn thương, một khi tu luyện sẽ động đến thương thế, dẫn đến hiện tại chỉ có thể yên lặng khôi phục, chờ thời điểm khỏi hẳn." Ngũ hành quyết trong lòng Tô Vũ thầm nhủ một câu, thứ này dưỡng tính có thể tu luyện, không phải dùng cách đối kháng, mà là chủ động thu nạp ý chí lực, nếu Ngô Gia tu luyện sẽ có thể nhanh chóng khang phục, nhưng Tô Vũ lưỡng lự, nếu lộ ra ngoài, đây cũng không phải là công pháp tu thể, mà là công pháp ý chí lực, còn là phương pháp dưỡng tính tu luyện ý chí lực mà học phủ cũng không có, một khi truyền ra ngoài, nó còn nghiêm trọng hơn tinh huyết phệ hồn trùng gấp trăm lần, hết sức phiền toái. Kỳ thật Tô Vũ rất sợ phiền toái, nói khó nghe thì hắn và Ngô Gia không quen thân, vì Ngô Gia mà bất chấp nguy hiểm đánh bại Hoàng Khải Phong, đó là vì hắn chắc chắn, nhưng công pháp thì rất dễ gây ra chuyện phiền toái, cứ đợi xem sao. Tô Vũ đã có quyết định, hắn sẽ chờ, trong lúc đó hắn sẽ tu luyện trước, thứ này chưa chắc thích hợp với tất cả mọi người, hơn nữa bây giờ còn chưa thành hệ thống công pháp, chỉ mình hắn biết khai thần khiếu như thế nào mà thôi, có lẽ hắn có khả năng tu luyện, Ngô Gia chưa chắc đã có. Chương 471, Vạn Thiên Thánh cường hãn Tô Vũ rời khỏi tàng thư các, trên đường đi, hắn gặp không ít học viên, không ít người chủ động nhường đường cho hắn, vì hắn đã là học viên bách cường, mà Tô Vũ vẫn ôn hòa như xưa, không chút ngạo khí, được nhường đường hắn đều mỉm cười đáp trả không cự tuyệt, đây là phúc lợi của học viên bách cường, một khi hắn cự tuyệt loại phúc lợi này, vậy đó chính là đối nghịch với cả giai tầng học viên bách cường, có thể khiêm tốn, thế nhưng không cần đối nghịch với lợi ích giai tầng hiện có, quá mức điệu thấp. Khiêm tốn là không cần thiết, có vẻ quá giả tạo, giống như ngụy quân tử, mặc dù có vài kẻ có suy nghĩ như vậy thật, thế nhưng Tô Vũ sẽ không thừa nhận, hắn không phải ngụy quân tử, hắn là người thành thật. Trở lại trung tâm nghiên cứu, trái tim Tô Vũ bình tĩnh lại, hắn an tâm, cũng có chút thổn thức, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, có một số việc cũng vượt quá dự liệu của hắn, đang tính toán chuyện hôm nay, Tô Vũ bỗng nhiên thấy hoa mắt. Ngay sau đó, hắn như tiến vào một thế giới khác, một tòa lầu các, một bóng người, "Tô Vũ, nếu rảnh thì có thể tới tu tâm các nói chuyện phiếm vài câu được không?" Tô Vũ choáng váng, hắn đang ở trung tâm nghiên cứu mà, địa bàn sơn hải bát trọng bị người ta vô thanh vô tức xâm lấn ư? Là phủ trưởng ạ? Là ta, thanh âm Vạn Thiên Thánh phiêu miểu, cười nói, kỳ thật cũng có thể trò chuyện ở đây, nhưng ý chí lực của ngươi không kiên trì được quá lâu, có rảnh thì tới tâm sự đi, phủ trưởng, ta Tô Vũ còn chưa dứt lời, mắt lại hoang một cái, hắn tỉnh lại, vẫn đang ngồi trên ghế salon, nhưng ý chí lực của hắn lại tiêu hao hầu như không còn, Tô Vũ cảm thấy mòn mệt không thể tả, thế nhưng trong mắt hắn lại là vô hạn rung động, Vạn Thiên Thánh dễ dàng đột phá phòng ngự hồng đàm bày ra, mang ý chí lực của mình đến nơi ông đang ở, tiến hành đối thoại với mình, nghĩa là sao? Nghĩa là ông quá mạnh, đây chính là khoảng cách giữa Sơn Hải Bát Trọng và Sơn Hải Đỉnh Phong sao? Tô Vũ rung động, nhưng trong lòng lại có tâm tư khác, tự nhủ phải cẩn thận, thật đáng sợ, cảm giác mọi chuyện xảy ra trong học phủ đều nằm trong sự trưởng khống của phủ trưởng, nói như vậy chuyện hắn tính toán đơn thần văn nhất hệ, ông có biết không? Hắn và Hồ Tông Kỳ bí mật thành lập vòng quan hệ, ông có biết không? Hắn mua sắm hàng loạt tài nguyên từ chỗ Hạ Hầu Vưu, ông có biết không? Còn có một điểm mấu chốt nhất, sách họa trong đầu hắn, ông có biết không? Giờ khắc này, Tô Vũ đột nhiên cảm giác mình không chỗ che thân, tất cả đều sáng tỏ trong mắt người khác, hắn nuốt một ngụm nước bọt, hắn đang ở trung tâm nghiên cứu, ông ấy còn có thể mang hắn đi khoa, bí cảnh có khả năng ngăn cản ý chí lực và ánh mắt ông sao? Chưa chắc. Trước đó Chu Minh Nhân rõ ràng tu luyện bên trong bí cảnh, nhưng thời điểm Trịnh Ngọc Minh thụ thương lại nhanh chóng xuất hiện, như vậy dù là ở bên trong bí cảnh thì cũng không thể ngăn cản ý chí lực do xét. Tìm mình nói chuyện ư? Nói chuyện gì? Tô Vũ đau đầu. Cái quỷ gì vậy? Vì sao hắn lại cảm thấy Vạn Thiên Thánh không phải là người tốt? Ông ta suốt ngày ở trong học phủ không phải là để giám sát mọi người đấy chứ? Ta phải mạnh lên mới được. Trong lòng Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Hiện tại hắn vẫn quá yếu. Yếu đến mức đang ở trong hang ổ của mình mà người khác cũng có thể tùy tiện giết chết. Thật đáng sợ. Cùng lúc đó, tu tâm các, Vạn Thiên Thánh mỉm cười, uống trà, lẩm bẩm. Đa thần văn nhất hệ, không. Thần văn nhất hệ của nhân tộc sẽ cuột khởi trên tay ngươi sao? Ông đã thấy được một góc tương lai, có lẽ không phải chân thực, có lẽ chỉ là một khả năng trong ngàn vạn khả năng, nhưng ông muốn thử xem. Trong nháy mắt nhật nguyện lưu truyền, tóc lúc trắng lúc đen, từng sợi tóc bạc từ trên đầu rơi xuống, Vạn Thiên Thánh tiện tay vung lên, tóc tan biến. Ông nói khẽ, trăm năm thọ nguyên, đáng giá không? Ông lắc đầu, không suy nghĩ tiếp, nhật nguyệt. Viễn hàng Tô Vũ chỉ là một góc trong một tấm màn lớn, không phải là chủ yếu, ông nghĩ xa hơn. Sau đó, ánh mắt ông khẽ động, thản nhiên nói. Ta chỉ phế đi thần văn thần ma của hắn, có lẽ đó cũng là cơ hội. Lão Chu, đừng vì hắn mà xin tha với ta nữa. Quy củ là phải tuân thủ, ngoài lầu các, Chu Minh Nhân trầm giọng nói. Ngọc Minh chủ tu là thần văn thần ma, phế đi thần văn thần ma của hắn, đẩy hắn đi chiến trường chư thiên. Như vậy chỉ có đường chết, Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói. Không phá thì không xây được, vừa lên Sơn Hải vẫn còn cơ hội, nếu đến Sơn Hải đỉnh phong, muốn phá thì sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Tốt, ta không nói nữa, ta muốn cầu một thần văn cho Ngọc Minh. Vạn Thiên Thánh nhíu mày, nó không phải của ta, cũng không phải của ngươi, ta biết. Nhưng những người kia đã chết, thần văn theo bọn họ vĩnh viễn chôn dưới mặt đất. Có đáng giá không? Vạn Thiên Thánh bình tĩnh đáp, ta không biết, đó là lựa chọn của bọn họ, có nhân tất có quả. Nếu năm đó không khu trục bọn họ, có lẽ thần văn sẽ được giữ lại. Nếu đuổi bọn họ đi, vậy không có biện pháp. Chu Minh Nhân, hôm nay ngươi vì đệ tử của ngươi mà đào mộ, sau này đa thần văn nhất hệ nổi lên tìm ngươi báo thù, chớ trách ta khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ tự gánh vác. Chu Minh Nhân trầm giọng nói, ta cũng không muốn tảo mộ, nhưng Ngọc Minh bị phế, ta không thể ngồi xem hắn đi chịu chết. Ngươi là phủ trưởng, ngươi bảo hắn đi chảm một tên sơn hải, ta tuân thủ quy củ của ngươi, như là một lão sư, ta muốn còng một con đường sống cho hắn. Vạn Thiên Thánh không nói gì, Chu Minh Nhân cũng im lặng, quay người rời đi. Chờ Chu Minh Nhân đi rồi, Vạn Thiên Thánh than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, có nhân tất có quả, hôm nay ngươi đào mộ, hôm sau những người kia trở về, tự nhiên sẽ tìm ngươi thanh toán. Liễu Văn Ngạn, Hà Vân Kỳ, Vạn Thiên Thánh than một tiếng, bọn họ còn hy vọng trở về sao? Một phần đều bị đào, các ngươi có thể chịu được ư? Vạn Thiên Thánh khẽ thở dài, nhắm mắt dưỡng thần, không lên tiếng nữa. Trung tâm nghiên cứu, Tô Vũ yên lặng khôi phục ý chí lực, rất lâu sau, ý chí lực dần dần khôi phục về trạng thái hoàn hảo như ban đầu. Giờ này đã là đêm ngày mùng 3, dựa theo lịch trình, hôm nay nên cho mấy tên đại yêu ở bên dưới ăn. Nhưng Tô Vũ lại không có tâm tình này. Mới 3 ngày, không đói chết. Hớp cái gì? Hắn đứng dậy, ấn vào một cái nút trên vách tường, một lát sau, tầng hầm truyền đến tiếng bước chân, Bạch Phong râu ria sồm soàng, vành mắt biến thành màu đen, mái tóc bù xù như ổ gà đi lên gặp Tô Vũ, ánh mắt còn hơi đờ đẫn, có việc gì? Tô Vũ đau đầu, sao lão sư mình biến thành bộ dáng quỷ này vậy? Tuyệt đối không tiêu sái, không phù hợp với hình ảnh nho nhã trong suy nghĩ của mình chút nào. Lão sư, ta muốn làm nghiên cứu. Cái gì? Bạch Phong ngây người. Làm nghiên cứu ư? Đúng, nhưng mà Bạch Phong nắm tóc, mở miệng, không đến đằng không. Việc cấp bách của ngươi là tu luyện, làm nghiên cứu cái gì? Đến đằng không rồi lại nói làm nghiên cứu rất tốn thời gian. Không đến đằng không, chậm trễ quá nhiều thời gian sẽ không tốt, cho dù là anh thì cũng phải đằng không xong mới dồn tinh lực vào nghiên cứu. Chương 472, ta là ngươi. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, là thế này, lão sư, trung tâm nghiên cứu của chúng ta không phải nghiên cứu ra một giọt thiên phú tinh huyết phệ hồn trùng sao? Hiện tại có người để mắt tới chúng ta, cho nên tốt nhất là chúng ta có thể lấy ra kỳ thuật. Bạch Phong mơ mơ hồ hồ, cái quỷ gì? Ngươi đang nói cái gì đấy? Mặc dù từ nào ta cũng hiểu, mà sao mẫm lại thì ta chẳng hiểu gì. Cái gì gọi là trung tâm chúng ta nghiên cứu ra một giọt thiên phú tinh huyết phệ hồn trùng? Anh hơi hoảng hốt nhìn Tô Vũ. Tô Vũ bất đắc dĩ nói, lão sư, không phải ngài nói sẽ chống lưng cho ta sao? Ta dùng kỹ năng thiên phú thì cứ nói là ngài nghiên cứu ra được. Ta gần đây mới dùng kỹ năng thiên phú phệ hồn của phệ hồn trùng. Bây giờ, ngài gánh trách nhiệm đi. Bạch Phong tiếp tục đơ người. Cái gì vậy? Ta mới không ra ngoài mấy ngày, vừa ra ngươi liền quăng cho ta một cái nồi lớn như vậy. Ngươi có còn là người không? Cuối cùng Bạch Phong cũng tỉnh táo hơn một chút. Anh vuốt vuốt tóc, hơi đau đầu đáp, chuyện thần văn chữ máu ấy hả? Ngươi thôn phệ tinh huyết phệ hồn trùng cho nên dùng kỹ năng phệ hồn, bị y khác phát hiện, cảm thấy dính đến võ kỹ phương diện ý chí lực cho nên muốn gây chuyện với ngươi, đại khái vậy. Tô Vũ gật đầu, lão sư vẫn là thông minh, nhìn xem, mình chỉ nói một câu bâng quơ, anh vừa nghe liền hiểu, quá thông minh luôn. Lão sư, ngài giải quyết vấn đề đi. Bạch Phong cạn lời, tức giận mắng, phệ hồn không phải kỹ năng thiên phú phương diện ý chí lực, nó là nguyên khí đặc thù kèm theo khả năng đốt cháy, ăn mòn ý chí lực, xem như là nguyên khí kỹ. Chẳng lẽ những người kia không phân biệt được nguyên khí kỹ với ý chí kỹ sao? Tô Vũ kinh ngạc nhìn về phía Bạch Phong, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chính hắn đã dùng phệ hồn cho nên biết rằng phệ hồn hoàn toàn không phải là ý chí lực võ kỹ, mà là nguyên khí võ kỹ. Kế mà Bạch Phong cũng biết, phải biết rằng, dù là Trần Vĩnh thì cũng cảm thấy đây là kỹ năng thiên phú phương diện ý chí lực. Lão sư, làm sao ngài biết? Nói nhảm, Bạch Phong chửi bậy, mấy năm nay ta thí nghiệm bao nhiêu tinh huyết chứ? Phệ hồn trùng đặc thù như thế, ta có thể không thí nghiệm sao? Sư tổ ngươi còn từng bắt về không ít phệ hồn trùng, ta tự thử bị phệ hồn dịch phun chúng để bị ăn mòn ý chí lực, nhưng thật ra lại là nguyên khí biến dị. Bạch Phong giải thích, loại kỹ năng thiên phú như phệ hồn này nếu có thể mở rộng cho chiến giả sử dụng, vậy Văn Minh sư sẽ gặp phiền toái lớn, như làm nguyên khí chính mình biến dị, độ khó khi đánh giết Văn Minh sư giảm nhiều. Tô Vũ gật đầu, không sai. Hắn thật sự hơi kinh ngạc, lão sư biết thật nhiều. Bạch Phong ngồi xuống, nhìn hắn một cái, chỉ ấm trà trước mặt. Tiểu tử này sao không có chút ánh mắt nào vậy? Tô Vũ bật cười, vội vàng đi nấu nước. Bạch Phong cũng không thèm để ý, ngáp một cái, tiếp tục nói. Ta đã từng dành thời gian mấy tháng nghiên cứu phệ hồn, ý nghĩ lúc đó là loại kỹ năng thiên phú này có thể chuyển đổi thành võ kỹ nhân tộc hay không, cần mở khiếu huyệt nào, có thể khiến nguyên khí biến dị hay không, có tính đặc thù nào hay không. Bạch Phong lắc đầu, sau này ta phát hiện quá khó, phệ hồn trùng là côn trùng, cấu tạo chênh lệch quá xa so với thân thể con người. Ta cắt mấy chục con trùng ra mà vẫn không phát hiện thứ gì. Tô Vũ vừa tiếp nước châm trà, vừa dè dặt ngắt lời. Lão sư, ta đang suy nghĩ một vấn đề, có khả năng ngài sơ suất rồi. Cái gì? Ta là ngươi? Nói nhảm. Bạch Phong trợn trắng mắt, ta còn không biết ngươi là người sao? Ngươi là người thì có gì đặc biệt à? Ngay sau đó Bạch Phong đột ngột nhảy lên, ánh mắt trừng lớn, đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, ngây ngốc há miệng, tim áng chỉ tay vào mặt Tô Vũ, mãi sau anh mới hét lớn một tiếng, ngươi là người? Đúng vậy, Tô Vũ là người. Có phải ta đã bỏ qua điều gì cực kỳ trọng yếu hay không? Mẹ nó, ta muốn chờ hắn đến đằng không mới nghiên cứu thần văn của hắn, vì sao không nghĩ tới hắn là một con người? Mẹ nó, hắn là người a? Nhìn Bạch Phong nổi điên, Tô Vũ rất bất đắc dĩ, biết ngay là sẽ vậy mà. Có đôi khi đầu óc lão sư không phải là mình khinh bỉ anh, mà là thật sự có chút cái kia ấy. Ta là ngươi, chẳng lẽ ngài không biết sao? Đã lâu như vậy rồi ngài mới biết sao? Sau đó Bạch Phong kinh hỉ thốt lên, ngươi là người, cho nên ngươi vận dụng kỹ năng thiên phú sẽ phải mở ra một vài khiếu huyệt để trực tiếp vận dụng kỹ năng thiên phú, có đúng không? Dứt lời, anh bỗng nhiên cau mày nói, không đúng, không phải do thần văn của ngươi mở ra sao? Chẳng lẽ không phải dựa vào lực lượng tinh huyết trực tiếp lợi dụng thần văn phát huy ra kỹ năng thiên phú à? Lần này đến phiên Tô Vũ tắt tiếng, cũng đúng, từ trước đến nay mình đều nói với lão sư là dùng thần văn chuyển đổi kỹ năng thiên phú. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, giải thích, lão sư, thần văn là hệ thống trung truyền, luyện hóa lực lượng tinh huyết thành lực lượng đặc thù, tạm thời mở ra khiếu huyệt, bùng nổ kỹ năng thiên phú, cho nên vẫn sẽ mở ra những cái khiếu huyệt kia. Bạch Phong kinh hãi, vội vàng hỏi, kỹ năng thiên phú nào cũng đều như vậy sao? Chắc vậy. Xong rồi, Tô Vũ không hiểu ra sao. Bạch Phong quá sợ hãi, than thở, mà nó, nếu chuyện này truyền đi, tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ phải chết, nếu vạn tộc không giết chết ngươi. Chỉ cần ngươi phát huy ra kỹ năng thiên phú của bọn họ, công pháp gì cũng lộ ra ngoài, bí mật gì cũng bị mất, ngươi nhất định phải chết, sư tổ ngươi cũng không gánh được. Tiểu tử, thật hay giả vậy? Không phải ngươi chỉ có thể lợi dụng thần văn chuyển đổi sao? Làm sao bỗng nhiên biến thành có khả năng tạm thời mở ra khiếu huyệt vậy? Bạch Phong thật sự cảm thấy kinh sợ, lúc trước anh chỉ nghĩ là thần văn mở ra, lợi dụng lực lượng kỹ năng thiên phú còn sót lại trong tinh huyết, bởi vì trung tâm nghiên cứu tinh huyết cũng là như vậy, chứ không phải là tự mở ra khiếu huyệt, bùng nổ võ kỹ, nếu là mượn dùng lực lượng tinh huyết cùng với kỹ năng thiên phú còn sót lại để phục chế kỹ năng một lần mà thôi, thì đó không phải là tự mình phát huy ra. Vấn đề của Tô Vũ hoàn toàn khác biệt so với nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu là phục chế kỹ năng, đánh xong một lần là mất, tương đương với thần phù dùng một lần. Mà Tô Vũ tương đương với lấy được bản vẽ chế tạo, có thể trực tiếp khai khiếu, hoàn thành tu luyện, sau đó trở thành kỹ năng của chính mình, hai cái hoàn toàn khác biệt. Bạch Phong rung động nhìn Tô Vũ, anh vốn cảm thấy mình sẽ không bị tiểu quỷ này làm chấn động nữa, sự thật chứng minh anh mơ quá sớm rồi. Anh nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt Bạch Phong thay đổi, có ai biết ngươi có khả năng mở khiếu huyệt không? Tô Vũ lắc đầu, chắc là không. Bởi vì ta khai khiếu rất nhiều, cho nên bọn họ chưa hẳn đã biết ta mở khiếu huyệt nào. Nói nhảm, ngươi mở ra có vài cái khiếu huyệt, một kẻ có nhãn lực mạnh có thể dễ dàng nhìn ra ngươi mở ra khiếu huyệt tạm thời. Tô Vũ vào đầu, nhẹ giọng phản bác, chắc là rất khó mới đúng chứ. Lão sư, ta mở tổng cộng 153 khiếu huyệt, nhiều thêm hay ít đi mấy cái, chưa chắc bọn họ đã biết, có đúng không? Bạch Phong nháy mắt mấy cái, cái gì? Ngươi mới nói cái gì? Không phải ngươi mới chỉ là thiên quân ngũ trọng sao? Cái gì mà 153 khiếu huyệt? Tô Vũ bên kia vẫn còn đang tiếp tục lẩm bẩm. Cho nên dù ta tạm thời mở ra vài khiếu huyệt trước mặt bọn họ, trừ khi đi sâu dò xét mỗi khiếu huyệt của ta có mở ra hay không, bằng không bọn họ sẽ không biết ta chỉ là tạm thời mở ra. Đợi đã, Bạch Phong cắt ngang, nhìn chăm chằm hắn, 153 khiếu huyệt là cái gì? Nói rõ cho ta. Chương 473, ngươi xuất sư được rồi. Tô Vũ hơi chột dạ, nhưng trên mặt lại tỏ ra thản nhiên, hắn đáp, lão sư, ngài không biết sao, ta nhớ lần trước ta đã nói với ngài rồi. Ngài hỏi ta tiến bộ thế nào, ta nói tiến bộ rất lớn mà. Có à? Bạch Phong hồi tưởng một chút, có sao? Ta từng hỏi ngươi sao? Cho nên anh nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tô Vũ gật đầu, cho nên ta đã mở ra 153 khiếu huyệt, ta là thiên quân cửu trọng, hơn nữa còn mở ra một vài khiếu huyệt khác dùng để tu luyện võ kỹ, 153 cái. Bạch Phong thì thào. Anh nhìn về phía Tô Vũ, lần này thật sự không giả vừa được nữa, anh nuốt một ngụm nước bọt hỏi, hôm nay là ngày nào à? Không, năm nào tháng nào? Năm 350 lịch An Bình, ngày mùng 3 tháng 10, ban đêm, ngươi đã nhập học 2 tháng, đúng, thời điểm nhập học, ngươi là khai nguyên cửu trọng, đúng. Bạch Phong gật gật đầu, bình tĩnh, không kinh ngạc nữa. 2 tháng, không. hơn 2 tháng, tổng cộng 63 ngày. Tổng cộng mở ra 153 khiếu huyệt, trước đó Tô Vũ đã mở ra một vài khiếu huyệt, tính ra thì 2 tháng mở 140 khiếu, một ngày chưa tới 3 cái à. Bạch Phong thì thào, nhìn về phía Tô Vũ, hít sâu một hơi, khôi phục nụ cười, còn tốt, hóa ra một ngày chưa tới 3 khiếu huyệt. Tô Vũ hơi sợ hãi, lão sư điên rồi sao? Cái gì gọi là một ngày không tới 3 cái, không tới 3 cái là bình thường à? Bạch Phong gãi đầu. Cảm giác đã thích ứng, anh khoát tay một cái, không cho là chuyện gì lớn lao, không nói nữa. Hơn 100 khiếu huyệt mà thôi, nói về vấn đề kỹ năng thiên phú đi, thời điểm ngươi bùng nổ không có ai nhìn ra cái gì chứ, chắc là không. Lão sư, trung tâm chúng ta nghiên cứu tinh huyết không phải cũng vậy sao? Không phải, Bạch Phong suy nghĩ một chút, móc ra một cái bình nhỏ ném cho Tô Vũ, đoạn nói. Đây là tinh huyết hỏa đồn, tần chứa kỹ năng thiên phú va chạm, ngươi thử xem. Tô Vũ nghiêm túc đổ ra một giọt tinh huyết, cho vào miệng, ngay sau đó Tô Vũ thống khổ hét lên. Một lực lượng cường đại bùng nổ trong cơ thể hắn, thân thể tăng trưởng, quần áo vỡ nát, trong đầu Tô Vũ bỗng nhiên có ý nghĩ, hắn lao đầu đâm vào Bạch Phong, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Phong một chưởng đánh bay Tô Vũ, cười hỏi, có cảm giác gì? Tô Vũ đính trên vách tường, chờ lực lượng tinh huyết chậm rãi hao hết, hắn mệt mỏi đáp, hóa ra là vậy, tinh huyết cung cấp lực lượng cho ta. Trong đầu có chút ấn tượng mơ hồ, ta nên làm cái gì thì cứ theo trí nhớ này là có thể bộc phát ra kỹ năng thiên phú va chạm. Đúng thế, Tô Vũ cười khổ, hóa ra không giống. Ta còn tưởng rằng, trung tâm nghiên cứu thiên phú tinh huyết cũng là tạm thời mở ra khiếu huyệt để bùng nổ đây này. Thì ra là thế, có trách, nếu có thể tạm thời mở khiếu huyệt, theo lý thuyết, kỳ thật Bạch Phong sẽ biết tuyệt kỹ vạn tộc, hóa ra không phải là như thế. Bạch Phong nhìn hắn, dáng vẻ không biết làm gì. Lần này ngươi biết việc tạm thời mở ra khiếu huyệt phiền toái thế nào chưa? Tiểu tử, đừng dùng máu tươi, ta sợ chết. Nếu bị cường giả vạn tộc biết, ngươi có tin sẽ có tới mười mấy vô địch tới giết ngươi hay không? Xong con mẹ nó rồi. Ngươi có thể mô phỏng ra kỹ năng thiên phú nhà người ta, thế người ta không giết ngươi thì giết ai? Anh nhớ lần đầu tiên Tô Vũ sử dụng kỹ năng thiên phú trước mặt anh không phải là như thế. Bạch Phong đau đầu, anh hỏi. Ta nhớ lần trước khi ngươi sử dụng kỹ năng thiên phú của thiết dực điểu thì không có vụ tạm thời mở ra khiếu huyệt mà. Tô Vũ lắc đầu, có. Cũng mở ra một vài khiếu huyệt trên cánh tay, nhưng khi đó lão sư chỉ quan tâm đến thần văn nên không để ý. Bạch Phong nhớ lại, hình như là vậy. Khi đó anh chỉ kinh ngạc và rung động vì thần văn, căn bản không suy nghĩ phương thức Tô Vũ mở ra có giống với của trung tâm nghiên cứu hay không, còn tính chờ hắn đến đằng không sẽ giải phẫu hắn nữa. Bạch Phong bất đắc dĩ. Hình như vậy, khi đó chỉ nghĩ đợi ngươi tới đằng không rồi sẽ giải phẫu ngươi khủ khụ. Tô Vũ vội ho một tiếng, qua đáng thấy, ngẫm lại là được rồi. Lão sư, nói thẳng ra như vậy có thích hợp không? Bạch Phong người quản hắn, lúc mới ra ngoài, anh cảm thấy đầu trướng căng như trâu, còn giờ phút này thì đầu óc nhão như bột, phải giải quyết việc phiền toái phệ hồn trùng này. Tô Vũ là thiên quân cửu trọng thì không nói. Còn mở ra rất nhiều khiếu huyệt khác, hắn bùng nổ kỹ năng thiên phú hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của mình. Nếu chuyện này truyền ra, có khả năng vô địch vạn tộc sẽ tới đuổi giết bọn họ. Còn có cái gì nữa nhỉ? Bạch Phong vào đầu, mù không đủ khiến đầu óc anh thật sự sắp thành bột nhão rồi. Anh hỗn loạn nói. Còn có phiền toái nào nữa không? Nói luôn đi, ta chịu đựng được. Tô Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh, dò xét nói ra từng vấn đề một. Ta đánh bại Dương Gia. Ai? Đại đầu đệ của Lưu Hồng. Ồ. Bạch Phong không quan tâm. Ta đánh bại Lưu Hạ, đệ đệ của Lưu Hồng. Ồ không đúng, ngươi vào bách cường bảng rồi. Bạch Phong chợt nhận ra có điều không đúng. Ánh mắt anh càng thêm quỷ dị, tiểu tử này vào bách cường bảng không đúng, hắn là thiên quân cửu trọng, tiến vào bách cường là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến đây, anh dần dần bình tĩnh lại, còn nữa không? Có, sau đó ta thuận tiện khiêu chiến Hoàng Khải Phong cái tên làm sư tỷ bị thương nặng ấy. Ta đánh vã tàn phế há, đánh tàn phế thì tàn phế, không trái quy củ là được. Sau đó lão sư vã là Trịnh các lão có vẻ muốn xuống tay với ta. Bị vạn phủ trưởng ngăn chặn, bị phạt đến chiến trường chư thiên. Không giết được Sơn Hải thì không cho phép trở về. Bạch Phong cảm giác mình sắp chết rồi. Rốt cuộc anh không giả vờ bình tĩnh được nữa. Anh nhe răng trợn mắt nhìn Tô Vũ. Mãi sau mới chán nản nói. Lợi hại lắm, xả giận hay lắm. Không được, ta phải đi chiến trường chư thiên tìm sư tổ ngươi về. Bằng không thì ngươi xong đời. Ta cũng xong luôn. Anh cảm giác mình vánh không nổi. Anh nhìn Tô Vũ, khẽ lường nói. Có phải ta là người cuối cùng biết chuyện hay không? Hình như hồi sáng ta cảm nhận được có một cỗ khí thế kinh thiên bùng nổ, có phải là khi đó hay không? Chắc là vậy. Tô Vũ dè dặt đáp, cho nên toàn học phủ đều biết rồi ta mới được biết. Chắc là vậy, ta cảm thấy ngươi xuất sư được rồi. Bạch Phong muốn bùng nổ, tiểu tử, lão sư ta mới đằng không thôi. Ngươi muốn giết chết ta à? Tô Vũ yếu ớt thốt lên. Lão sư, ta còn chưa nói xong mà. Ngươi Bạch Phong hoàn toàn bất lực, anh tê liệt ngã xuống ghế salon, yếu ớt vất tay, tiếp tục. Vừa rồi Vạn phủ trưởng bỗng nhiên dùng ý chí lực xâm lấn, ta ở trong trung tâm nghiên cứu, ông ấy bỗng mang ý chí lực của ta đến chỗ ông, còn bảo ta đi gặp ông. Ngát, Bạch Phong tức giận mắng to, sở nghiên cứu tư nhân đó, có hiểu quy củ hay không, họ Vạn thật quá đáng, có tin ta đi Dục Cường Thự kiện lão ta không? Dục Cường Thự trên danh nghĩa là chủ quản đại hạ học phủ, tất cả học phủ đều nằm trong quyền quản lý của bọn họ. Ánh mắt anh chợt tụ lại, bừng tỉnh, không đúng, sao ông ta xông vào được? Sư tổ ngươi bày ra phòng hộ, dù không ngăn được Sơn Hải đỉnh phong, đối phương cũng đừng hòng vô thanh vô tức xông vào. Ánh mắt anh lại thay đổi, nhìn về phía Tô Vũ, ngươi có chắc chắn là đang ở đây mà bị lão ta mang đi không? Ồ, ngác, chương 474, toàn ngây chết chắc rồi. Đêm nay Bạch Phong phun lời thô tục không ngừng, lại không nhịn được mắng tiếp, lão cầu này khụ khụ, lão phủ trường, sẽ không Nhật Nguyệt rồi đi. Nhật Nguyệt? Tô Vũ kinh ngạc. Vạn Thiên Thánh đến Nhật Nguyệt cảnh rồi, rất có thể. Bạch Phong cao mày, bằng không thì không thể nhẹ nhàng tránh đi phòng hộ của sư tổ ngươi như vậy được, trừ phi lão ta đã đến Nhật Nguyệt cảnh. Mặc kệ, Bạch Phong lười suy nghĩ, càng nghĩ càng đau đầu. Còn gì nữa không? Có Tô Vũ nhỏ giọng thầm thì, lão sư, ta còn ngoài ý muốn đạt được một bản võ kỹ. Ồ. Lần này Bạch Phong thả lòng, cảm thấy chỉ là việc nhỏ, thiên giai, tạm được, thiên giai trung đẳng. Cái loại mà khai khiếu 132 cái ấy. Bạch Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Một bản võ kỹ mà thôi, thiên giai trung đẳng thì làm sao, hoai khoang cái gì? Câu tác cảnh, chiến thần điện không thiếu những thứ này, đám lão quỷ kia có ai mà không có. Chiến kỹ đầu long kiếm của lão sư ngươi so ra cũng không kém võ kỹ thiên giai đâu. Sóng to gió lớn đều qua rồi mà còn phân vân vụ này ư? Mặc dù rất trâu bò, nhưng so với mấy tin tức trước đó thì nó tính là cái gì chứ? Tô Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh một cái, giọng thấp đến gần như không thể nghe thấy. Phát hiện được nó nằm trong bản Sơn Hải tầm u thiếp bị ngài bán đi. Ầm, Bạch Phong đá ngã bàn trà, luống cuống tay chân nhặt đồ lên, anh nuốt một ngụm nước bọt, ngắng, nói bậy, ta không bán, là bị đánh cắp. Sau đó, anh cảm thấy như trời sụp, lắp bắp hỏi lại. Thật à? Là phát hiện trong bản Sơn Hải tầm u thiếp sao? Ồ, Toàn Nghề nói. Đó là nó ngoài ý muốn lấy được, sư tổ ngươi ông ấy trở về sẽ đánh chết Toàn Nghề. Tiểu tử, ngươi đừng nói ra. Nếu tiết lộ, Toàn Nghê chết chắc rồi. Bạch Phong không rét mà run. Cái tên Toàn Nghê kia đã chuẩn bị tư tưởng bị đánh chết chưa? Không. Có khả năng sẽ bị Hồng Đàm mang theo nụ cười ác ma rút gân lột ra từng chút một, chết đi trong thống khổ cực độ. Ngươi đùa ông ta mấy chục năm thì dứt khoát đừng nói ra đi. Hiện tại nói cho đồ tôn của ông biết, quá sỉ nhục. Lão sư trở về sẽ chơi chết ngươi. Tô Vũ cũng cười khổ, cảm thấy rất có khả năng. Đồ đần độn Toàn Nghê này thật đáng thương. Đồng tình nó một phen vậy, Bạch Phong mệt mỏi nói. Chuyện khác thì cứ từ từ, kỹ năng thiên phú phệ hồn thì để ta nghĩ biện pháp. Trước đây ta đã nghiên cứu thiên phú tinh huyết phệ hồn trùng rồi, nhưng khi đó độ khó quá lớn cho nên mới từ bỏ. Gần đây ta có phát hiện mới, để ta xem có thể làm ra tinh huyết kỹ năng viên phù phệ hồn hay không. Bạch Phong cũng không ngốc, nghe xong liền biết phiền toái ở đâu. Anh mở miệng, tìm ra kỳ thuật, không được thì giao cho học phủ hoặc cầu tác cảnh xử lý, đưa tiền là được, nếu không được nữa thì bán tinh huyết cũng được. Để bọn họ biết thứ này kỳ thật không phải kỹ năng thiên phú ý chí lực. Bạch Phong hùng hùng hổ hổ nói. Một đám ngu ngốc, nguyên khí võ kỹ và ý chí lực võ kỹ cũng không phân biệt được. Bán mấy giọt tinh huyết, thấy không phải kỹ năng thiên phú ý chí lực chắc bọn họ sẽ từ bỏ thôi. Dù sao thứ này cũng chỉ là chủng loại đặc thù, mà còn bị hạn chế thực lực, trừ phi số lượng đến ngàn vạn, bằng không có năng lực ăn mòn cũng không ảnh hưởng gì tới đằng không. Tô Vũ an tâm. Có đôi khi lão sư vẫn rất đáng tin cậy mà. Nhìn xem, một phiền toái lớn được giải quyết rồi, quả nhiên tìm lão sư cõng nổi là lựa chọn chính xác. Bạch Phong mặc kệ hắn, tiếp tục nói. Chuyện Trịnh Ngọc Minh thì kệ đi, đến chiến trường chư thiên cũng chẳng làm nên được chuyện gì, đánh tàn phế Hoàng Khải Phong chỉ là phiền toái nhỏ, tự ngươi giải quyết. Còn võ kỹ thiên giai, bình thường thì chủ nhân có khả năng vẫn còn sống, ngươi sống thì không dễ truyền thừa. Chính ngươi luyện đi. Nhân loại truyền thừa võ kỹ nếu bao hàm ý chí chi văn, đại bộ phận đều sống sót, bởi vì thời gian truyền thừa không lâu, quá xa xưa sẽ tiêu tán hết. Bản của ngươi có tính chất ý chí chi văn đúng không? Vâng, Tô Vũ gật đầu. Bạch Phong thoải mái nói. Vậy được rồi, như vậy mới che giấu được sư tổ ngươi. Chỉ sợ là của Liệt người thậm chí là vô địch cảnh truyền thừa xuống, nhưng chúng ta cũng không hiếm lạ. Tự ngươi học đi. Đây không tính là nợ nhân tình, về sau gặp được cùng lắm thì gọi một tiếng lão sư, chẳng có gì ghê gớm. Đối phương tự truyền thừa, cũng không phải trắng trợn cướp đoạt, hợp ý thì giữ quan hệ, không hợp thì không cần để ý tới. Bạch Phong không để ý chuyện này lắm, mặc dù võ kỹ thiên giai hết sức hiếm hoi, nhưng thần văn sư, nhất là văn minh sư đa thần văn nhất hệ bình thường đều không quá để ý những thứ này. Thần văn chiến kỹ của bọn họ thực ra cũng là thần văn trong chiến kỹ thiên giai. Tô Vũ không ngừng gật đầu, cuối cùng Bạch Phong kết lại, về sau ngươi không được phép dùng tinh huyết bùng nổ, trừ khi lập sinh tử nguy cơ, tạm thời có thể đẩy hết cho ta. Không sao cả, ngươi biết không nhiều, dù nhìn ra cái gì thì cũng không có cách nào xác định. Tô Vũ gật đầu lần nữa, Bạch Phong suy nghĩ một chút lại, nói: "Nếu ngươi có khả năng bùng nổ kỹ năng thiên phú." Ánh mắt anh đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói: "Đã từng thử tinh huyết của ngũ hành chủng tộc chưa? Không đúng, ngươi chỉ có thể bùng nổ kỹ năng thiên phú, không thể vận chuyển công pháp." "Được rồi, cái này không có ý nghĩa." Trái tim Tô Vũ suýt ngừng đập, liên tưởng của lão sư thật đáng sợ, hắn biết ý tứ Bạch Phong. Anh muốn hỏi xem có thể hoàn nguyên văn quyết hay khôn, đồng thời chuyển đổi thành văn quyết nhân tộc có khả năng tu luyện, thật đáng sợ. Tô Vũ sở hữu sách họa đã lâu cũng không nghĩ tới vấn đề này, quả nhiên, lão sư rất có đầu óc, chỉ là quá chạch. Bạch Phong không biết đồ đệ mình lại đang lánh chửi mình, anh trầm ngâm một hồi rồi nói: "Còn nữa, sắp tới đừng phác họa thần văn chủng tộc khác, chỉ phác họa thần văn nhân tộc thôi, chớ nóng vội xác định chủ thần văn." Bạch Phong trầm giọng: "Có lẽ khi đó ngươi nói đúng. Vì sao thần văn nhân tộc không thể mạnh mẽ? Nếu ngươi muốn làm nghiên cứu, thực lực hiện tại cũng tạm được. Vậy từ ngày mai trở đi, ngươi có thể tiến vào phòng nghiên cứu tầng thứ 3 dưới mặt đất, trước tiên lấy ra thiên phú tinh huyết phệ hồn trùng, sau đó tham dự hạng mục của ta." Bạch Phong hít sâu một hơi, "Cũng tốt, nếu ngươi nắm giữ nhiều môn kỹ năng thiên phú thì có thể làm tài liệu thí nghiệm, không có việc gì thì biểu hiện mấy kỹ năng thiên phú ra, để ta so sánh một chút, đáng tiếc sư tổ ngươi không ở đây, bằng không có thể kiếm một ít tinh huyết thần ma cho ngươi thử xem, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn." "Không được, ta phải sắp xếp người đi tìm ông, đến chỗ phân phối nhiệm vụ cho nhiệm vụ tìm sư tổ ngươi trở về." Bạch Phong hơi hối hận, "Lão sư, lại nhanh trở lại đi, ngài đừng mất tích nữa. Nếu ngài không về, chỉ bằng thực lực của ta và sư huynh thì gánh không nổi đâu. Mà một khi nghiên cứu thiên phú thần văn có kết quả, anh lo lắng nó không thể mở rộng, quan hệ rất lớn, không có lão sư làm chỗ dựa thì không kham được. Lão sư trở về cũng không nhất định gánh vác được, vẫn phải tìm thêm một vài cường giả đa thần văn hệ tới làm chỗ dựa, còn có tiểu tử quái thai trước mắt này nữa. Thần văn à, giỡn đi, sao ngươi lại nói là ta phác họa thần văn cho ngươi? Lão tử bóp chết ngươi bây giờ. Nếu thần văn chữ máu có nhiều tác dụng như vậy, lão tử đã tự đâm đầu chết trong trung tâm nghiên cứu này rồi." Bạch Phong cuồng mắng trong lòng, thư khốn nạn lừa gạt lão tử. Bạch Phong lười xen vào chuyện của Tô Vũ, anh nghĩ tới điều gì đó, chần chờ một chút nhưng vẫn mở miệng: "Ngươi gửi cái tin cho sư bá của ta, hỏi ông có ngại làm chuột bạch cho ta một chút không?" "Ha." Tô Vũ sững sờ. "Lão sư, là sao?" Chương 475. Nguyên khí biến dị, ý trên mặt chữ. Bạch Phong tức giận, nghe không hiểu sao, "Không phải lão sư, tự ngay nhắn đi nói nhảm, ta không sợ chết chắc." Bạch Phong buồn bực, "Sư bá ta keo kiệt muốn chết, ông không vừa mắt ta, luôn cảm thấy ta muốn cướp bảo bối của ông ấy, ta mà dám nói, ông ấy chắc chắn sẽ bảo tình nhân cũ đánh chết ta luôn." Tô Vũ đờ người, "Lai có can đảm mà nói ra à, ngài đây là cam chịu, vào đã mày không sợ vỡ nữa sao?" Trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn thấp giọng hỏi: "Lão sư, tình nhân cũ của Liễu lão sư là ai vậy?" "Là." Bạch Phong lập tức im miệng, "Cút, ngươi đừng hỏi." Bạch Phong trợn trắng mắt, tức giận nói: "Tự ngươi hỏi ông ấy đi, đừng hỏi ta, đừng quên nhắn một tiếng, ta thực sự có đầu mối rồi. Đang cần thử nghiệm, sư bá ta là tài liệu tốt nhất, hiện tại ta hoài nghi thứ ngũ đại phủ trưởng lưu lại là thứ ta tưởng tượng, thiên phú thần văn ngũ đại phủ trưởng lưu lại rốt cuộc có phải nó hay không, anh rất tò mò, rất muốn cắt sư bá ra nhìn một chút." Thuận tiện cũng thái lát Tô Vũ luôn. Tô Vũ cũng nghĩ tới điều gì đó, thấp giọng nói: "Hoàng lão sư nói, văn minh sư nhân tộc không thể tấn cấp vĩnh hằng cảnh là bởi vì thiếu vài yếu tố liên quan đến biển ý chí." Lão sư? Bạch Phong choáng váng, rõ ràng anh cũng không biết, anh không hỏi việc này, cũng không ai cố ý đề cập, chẳng lẽ lại có người chủ động nói rằng kỳ thật sau khi văn minh sư nhân tộc đến Nhật Nguyệt đỉnh phong thì sẽ không còn đường nào để đi nữa ư? Rảnh rỗi dinh nông nổi à? Ngươi không hỏi, người nào sẽ nói cho ngươi biết? Ngươi cũng không phải Nhật Nguyệt đỉnh phong, nói cho ngươi để làm gì? Đến lúc đó khiến thân thể vô địch không phải cũng giống vậy sao?" Bạch Phong điên cuồng nuốt nước miếng, giống như Tô Vũ. Giờ khắc này anh nghĩ tới thiên phú thần văn, anh nhìn đồ đệ của mình, giọng rung rung hỏi lại: "Thật ư? Ai nói?" "Hoàng lão sư trông coi bí cảnh." Bạch Phong hít sâu một hơi. Sau đó anh đứng lên, trầm giọng nói: "Không được phép tiết lộ việc chúng ta đang nghiên cứu thiên phú thần văn. Chúng ta là đang nghiên cứu thiên phú tinh huyết, hiểu không? Là tinh huyết, không liên quan đến thần văn hay biển ý chí. Tô Vũ vội vàng gật đầu, ta hiểu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác Bạch Phong thật lợi hại, thật cao lớn, hóa ra anh đang nghiên cứu hạng mục có thể đột phá vô địch, thật lợi hại. Bạch Phong liếc thấy ánh mắt hắn, trong lúc nhất thời anh bỗng thấy có cảm giác phơi phới. Lão sư ngươi có lợi hại không? Châu bò không? Sau đó, Tô Vũ nhỏ giọng nói. Lão sư, thực lực của ngài mới đằng không? Nghiên cứu ra rồi ngài dùng được sao? Sự tĩnh lặng làm tan nát trái tim. Cái gì gọi là mới đằng không? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi là Lăng Vân rồi? Bạch Phong thật mệt tâm, không muốn nói chuyện nữa. Trong lòng cực kỳ phiền muộn. Đúng vậy, ta mới là đằng không, mà nó. Ta phải sống Lăng Vân cho tiểu tử ngươi khỏi coi khinh mới được. Trung tâm nghiên cứu, hai sư đồ hàn huyên một hồi. Bạch Phong chợt nhớ tới cái gì, cả giận quát. Giả đâu? Tô Vũ bật cười. Anh lại còn băn khoăn cái này à? Hắn đi qua rót cho anh chén trà. Lúc này Bạch Phong mới hài lòng, tâm tình vui vẻ hơn không ít. Anh vừa uống trà, vừa suy nghĩ. Một lát sau, Bạch Phong lên tiếng. Khi ngươi vận dụng kỹ năng phệ hồn mở ra khiếu huyệt nào, còn nhớ không? Nhớ kỹ. Phệ hồn trùng phệ hồn kỹ nguyên khí biến dị. Bạch Phong lẩm bẩm, không biết là kỹ năng thiên phú khiến nguyên khí biến dị, hay là cơ sở nguyên quyết của phệ hồn trùng khiến nguyên khí biến dị. Đáng tiếc ngươi không biết nguyên quyết. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp. Lão sư, ta cảm thấy khiếu huyệt nguyên quyết của phệ hồn trùng so với khai khiếu kỹ năng thiên phú không khác nhau lắm. Kỳ thật ta cảm thấy có khả năng suy luận từ kỹ năng thiên phú ra nguyên quyết. Dù sao kỹ năng thiên phú mở ra khiếu huyệt đều là khiếu huyệt của nguyên quyết cơ sở. Hai cái này bình thường đều là nguyên bộ. Tỉ như chiến thần quyết cùng phá thiên sát là nguyên bộ. Chiến thần quyết khai khiếu 108 cái, phá thiên sát khai khiếu 96 cái. Đều là khiếu huyệt mở ra ở chiến thần quyết, chỉ chênh lệch 12 khiếu huyệt mà thôi. Có đạo lý. Bạch Phong gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Anh nói, nếu nguyên quyết của phệ hồn trùng có thể khiến nguy yên khí biến dị, kèm theo tác dụng đốt cháy, ăn mòn ý chí lực, vậy đối với tất cả chiến giả mà nói, đây là một lần biến hóa cực lớn. Chiến giả muốn thương tổn văn minh sư, trong tình huống bình thường đều là cận chiến, tấn công thân thể, thế nhưng nếu có thể viễn trình đốt cháy ý chí lực của văn minh sư, kết quả sẽ không như trước nữa. Bạch Phong khẽ động lòng nói, có lẽ chúng ta có thể dùng cái này để thông đồng với vài vị cường giả chiến giả đạo, để bọn họ hộ giá hộ tống chúng ta. Tô Vũ nhìn lão sư, sắc mặt biến hóa. Bạch Phong lạnh nhạt hỏi, nhìn ta làm gì? Thực lực chúng ta không đủ, tìm ngươi tới làm chỗ dựa thì không bình thường à? Nhưng hiện giờ phệ hồn kỹ chỉ là thiên quân cảnh, ngươi chỉ thí nghiệm thiên quân thôi sao? Vâng, không sao, thiên quân là đủ rồi, chủ yếu là xem phương thức khiếu huyệt mở ra là thế nào. Bạch Phong tiếp tục uống trà, rơi vào trầm tư. Một môn công pháp có thể khiến cho nguyên khí biến dị, thương tổn ý chí lực, có dạng công pháp này ư? Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, không nói vạn tộc, có khả năng nhân tộc cũng có, thế nhưng đó cũng là bí truyền, tối thiểu thì trong số những công pháp đã công khai truyền bá rộng rãi thì không có dạng công pháp này. Trong đại hạ phủ, ngoại trừ Hạ gia, Bạch Phong cảm thấy cường giả chiến giả đạo khác đều không có loại công pháp như vậy. Anh gõ bàn một cái, bỗng nhiên cười nói, ngươi nói xem, nếu chúng ta giao dịch với cường giả chiến giả đạo thật thì có thể bị văn minh sư mắng thành phản đồ hay không? Tô Vũ suy nghĩ rồi cười đáp, không, chúng ta không phải phản đồ, là ngươi mắng chúng ta mới đúng. Chúng ta giao ra công pháp là để khiến chiến giả có khả năng giết địch trên chiến trường, giết văn minh sư vạn tộc. Vì sao văn minh sư chúng ta lại sợ chứ? Tăng cường thực lực nhân tộc không tốt sao? Nếu có kẻ nghĩ thế thật thì gã chính là phản đầu, muốn gây tranh chấp nội bộ. Nói thì nói vậy thôi. Bạch Phong cười nhạo, văn minh sư hết sức kiêu ngạo. Tất cả văn minh sư đều cảm thấy chiến giả khôn bằng văn minh sư. Công pháp giúp chiến giả có thể đả thương sự tồn tại của văn minh sư. Bọn họ sẽ cảm thấy địa vị của mình bị khiêu chiến. Nhưng số văn minh sư ít hơn chiến giả. Vô địch cũng đều là thân thể tấn cấp, nhưng văn minh sư quả thật là một đám gia hỏa cao ngạo, dù cho tổng thể thực lực không bằng đối phương thì vẫn cảm thấy văn minh sư cao cấp hơn chiến giả. Trên thực tế, không chỉ nhân tộc, chư thiên vạn giới đều như vậy. Tô Vũ lắc đầu, nếu vậy nghiên cứu ra công pháp rồi, không phải kết quả sẽ là phong tỏa ngăn cản chứ? Chỉ bởi vì không muốn địa vị của văn minh sư bị khiêu chiến thôi sao? Dĩ nhiên không phải, tiền đề là cần thực lực và lực lượng. Bạch Phong cười nói, nếu ngươi là vô địch, dù giảng đạo trong vạn giới thì cũng không ai dám nói gì. Bạch Phong thở hắt ra, chúng ta sẽ phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiểu tử, ngươi muốn làm nghiên cứu thì đây là đề tài đầu tiên của ngươi. Từ phệ hồn kỹ suy luận ra phệ hồn quyết. Tô Vũ thầm nhủ, không cần suy luận, ta biết lâu rồi, cần gì phải suy luận nữa. Đương nhiên là lời này không thể nói ra. Kỹ năng thiên phú còn tốt, dù sao có người đang nghiên cứu, nhưng nếu cơ sở nguyên quyết của người ta còn có thể tự động học lại vậy thì quá đáng sợ. Te rằng Bạch Phong sẽ phát điên mất. Dù việc biết kỹ năng thiên phú đã khiến anh gần phát điên rồi. Chương 476, may khảo nghiệm ý chí lực. Bạch Phong đứng dậy, Thấy Tô Vũ còn ngớ ra thì tức giận thúc giục, đi thôi, không phải nói muốn làm nghiên cứu sao? Lão sư, hiện tại luôn lạ. Dĩ nhiên, Bạch Phong cao mày nói. Chẳng lẽ còn đợi tới ngày mai, kỳ quái. Tiểu tử này nghĩ gì thế? Sao tiểu tử ngươi không có một chút nỗ lực nào vậy? Nhớ năm đó thời điểm sư tổ ngươi nói cho ta tiến vào phòng nghiên cứu, lúc đó ta không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức đi vào, mà ngươi còn ra sức khước từ. Tô Vũ mệt mỏi. Ta ra sức khước từ bao giờ, chỉ là không nghĩ ngài vội vã như vậy mà thôi. Hắn không nói gì, yên lặng đi theo Bạch Phong xuống tầng hầm, phòng nghiên cứu chính. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ tới đây. Một cánh cửa lớn thoạt nhìn vô cùng dày nặng đứng sừng sững trước mặt. Bạch Phong chỉ vào cửa lớn rồi giới thiệu, thứ này chế tạo từ tài liệu vũ khí địa giai. Tô Vũ không đợi anh nói xong, ánh mắt hắn khẽ biến nói, viêm ma thép, đặc sản viêm ma giới, chủ tài liệu để chế tạo binh khí. Phong thí nghiệm dùng cái này để làm cửa ư? Đúng, biết là tốt rồi, tháo ra có thể dùng như binh khí. Bạch Phong kiêu ngạo khoe khoang, không phải binh khí địa giai bình thường đâu, khối tài liệu lớn như thế, bán với giá cả võ binh địa giai cao đẳng đều không có vấn đề gì. Địa giai cao đẳng, Sơn Hải đỉnh phong dùng cũng đủ, dư xài, trung tâm nghiên cứu thật có tiền. Phán đoán xong, Tô Vũ cảm thấy bán cái này với giá 5.000 điểm công huân không khó chút nào. Dĩ nhiên thứ này dùng để chế tạo võ binh, nếu chế tạo vân binh thì sẽ đắt kinh người. Bạch Phong không nói tiếp, một thanh tiểu kiếm hiển hiện trước mặt hóa thành chìa khóa, anh mở cửa đi vào, vào đi. Tô Vũ chờ cửa vừa mở liền vội vàng tiến vào trong, hắn quan sát phòng thí nghiệm, cảm thấy có chút rung động, vô số khí giới phân bố ngay ngắn rõ ràng trong căn phòng lớn, bốn phía phòng khách là từng cái phòng thí nghiệm nối liền, nơi này lớn hơn phòng thí nghiệm phụ rất nhiều, thiết bị cũng nhiều hơn hẳn. Bỗng nhiên, ánh mắt Tô Vũ lấp lánh nhìn về phía một gian phòng trong suốt, đó là cái gì? Trong gian phòng kia, từng quyển thư tịch đang lơ lửng trôi nổi, Tô Vũ cảm thấy thật quen mắt. Thấy Tô Vũ nhìn chằm chằm bên kia, Bạch Phong cười nhạt nói, nhìn quen mắt không? Văn Minh Chí đấy, sách truyền thừa ẩn chứa thần văn sơn hải cảnh. Lão sư, Tô Vũ kinh ngạc thốt lên, quá nhiều. Bạch Phong gật đầu, đây là những thứ sư tổ ngươi giết địch trên chiến trường lấy được. Những năm qua sư tổ ngươi đến chiến trường chư thiên không ít lần, trước sau giết 6 vị cường giả sơn hải cảnh, 3 người trong đó là văn minh sư, tức đoạt 16 thần văn, trong đó có 3 chủ thần văn, 13 phó thần văn, đều tồn trữ lại. Tô Vũ rung động, giết 6 vị sơn hải ư? Phải biết rằng, sơn hải cũng không phải rau cải trắng, trong tình huống bình thường, sơn hải đối chiến sơn hải là cuộc chiến liều mạng tranh đấu, trừ khi thực lực chênh lệch quá lớn, tỷ như Vạn Thiên Thánh và Trịnh Ngọc Minh, sư tổ dám đi đến chiến trường chư thiên săn giết sơn hải, ông thật mạnh. Bạch Phong lại nói, thứ này không thể gọi là văn minh trí, văn minh trí là khi cường giả nhân tộc ngã xuống truyền thừa lại thần văn của chính mình, chờ mong sẽ có một ngày hậu nhân lấy được chút truyền thừa trong nó. Đây mới gọi là văn minh trí. Tô Vũ hứng thú, hiếu kỳ hỏi, lão sư, thần văn trong văn minh trí còn có khả năng truyền thừa tiếp sao? Không thể, Bạch Phong lắc đầu, đáp, sau khi sơn hải cảnh ngã xuống, thần văn đều sẽ tán loạn, trừ khi dùng thủ đoạn đặc thù thì mới có thể miễn cưỡng bảo tồn lại. Bảo tồn trong văn minh trí, trên thực tế nó đã có chút tán loạn, sau một thời gian sẽ hoàn toàn tiêu tán. Khoảng 100 năm văn minh trí sẽ không còn. Anh thở dài một tiếng, điều này đại biểu dấu ấn cuối cùng của vị sơn hải ngã xuống kia đã chính thức biến mất trên thế gian này. Anh lại nói, nhưng cũng có một vài tình huống đặc biệt, tỉ như sơn hải đỉnh phong có chủ thần văn vững chắc, khi sắp chết, người đó dùng sinh mệnh làm cái giá để cô động chủ thần văn tiến vào trạng thái nửa vĩnh hằng, dạng thần văn này có khả năng truyền thừa tiếp, không khác thần văn vĩnh hằng lắm. Tô Vũ gật đầu, hỏi, lão sư, không phải học phủ chúng ta có một ít thần văn vĩnh hằng sao? Thật ra những thần văn này cũng có thể dùng đúng không? Bí cảnh là do một thần văn hóa thành, trong học phủ kỳ thật có không ít bí cảnh, qua nhiều năm như thế, học phủ cũng có mấy nhật nguyệt cảnh dùng. Bạch Phong nhìn chằm chằm hắn, cẩn thận hỏi lại, ý ngươi là lấy thần văn ra để chính mình dùng? Tô Vũ gật gật đầu, vâng, ý của ta là, nếu là thần văn vĩnh hằng, vậy chính chúng ta lấy dùng không được sao? Hắn nghĩ đến quyển sách trong đầu mình cho nên có chút hiếu kỳ, thần văn vĩnh hằng có khả năng lấy dùng không? Bạch Phong lắc đầu, không được, ta giải thích đơn giản một chút, đó là vấn đề độ phối hợp, nói thí dụ như ngươi vẽ ra thần văn chữ máu, thế nhưng ta phác họa không ra. Ngươi chết, đưa thần văn này cho ta, ta cũng chưa chắc có thể sử dụng. Vẻ mặt Tô Vũ quái quái, lão sư, lời này của ngươi phũ quá đấy, cái gì gọi là ta chết đi cho ngài dùng, ví dụ hay quá nhỉ, vậy thì có thể phối hợp không? Tô Vũ lại hỏi một câu, có. Bạch Phong gật đầu, suy nghĩ một chút, anh mở miệng nói, sư bá ta có thể, còn có một số người cũng có thể, tuy độ phối hợp khôn đến 100%, thế nhưng có thể nhận lấy thần văn. Loại tình huống này hiếm thấy, bình thường chỉ xảy ra với thiên tài, bởi vì ngay từ ban đầu vị thiên tài đó đã có khả năng phác họa ra thần văn này. Thế nhưng Bạch Phong nhắc nhở, tuyệt đối đừng suy nghĩ linh tinh. Ngươi tự nghĩ đi, ngươi là dưỡng tính, đặt thần văn vĩnh hằng vào sẽ tạo thành gánh nặng thế nào với biển ý chí của ngươi hả? Có thể căng nổ biển ý chí của ngươi đó, trừ phi ngươi có thiên phú dị bẩm. Biển ý chí vô cùng cường đại, mà thần văn vĩnh hằng kia có độ phối hợp cực kỳ cao với ngươi thì mới có một chút hy vọng. Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung, hơn nữa, đơn thần văn nhất hệ khó hơn đa thần văn nhất hệ, bởi vì đa thần văn nhất hệ nhiều thần văn tạo thành một hệ thống chiến kỹ, cho nên có thể miễn cưỡng dùng hệ thống chiến kỹ trấn áp thần văn, nhưng mà với đơn thần văn nhất hệ thì có độ khó cực lớn. Tô Vũ gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ đến chuyện khác. Lão sư nói, sư bá anh có thể liên hệ với lời Bạch Phong nói trước đó. Tô Vũ bỗng hỏi, lão sư, có phải Liễu lão sư có dạng thần văn truyền thừa này không? Đúng, Bạch Phong lười giấu giếm, thẳng thắn đáp. Ngũ đại từng lưu một thần văn, sau này bị sư bá mang đi. Có khả năng nó được sư bá đặt vào biển ý chí của ông, cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Thế nhưng Liễu lão sư của ngươi năm xưa là yêu nghiệt thiên tài hiếm có của Đại Hạ Văn Minh học phủ, sau này bị phế đi có khả năng là vì thần văn này, mà ta suy đoán, có khả năng đó không đơn thuần chỉ là một thần văn, có lẽ đó là một thiên phú thần văn. Tô Vũ nháy mắt mấy cái, thiên phú thần văn, không thể nào, chúng ta còn chưa nghiên cứu ra được đâu. Nói như vậy, năm đó ngũ đại đã ngưng luyện thiên phú thần văn rồi ư? Vậy chẳng phải là ông thật sự có hy vọng chứng đạo vô địch, còn là văn minh sư vô địch. Bạch Phong đi lên phía trước, chỉ vào một máy móc cỡ lớn, nói, đây là máy ly tâm, dùng để tách rời tinh huyết ngừng kết, một khi hóa thành tinh huyết, gần như không có cách nào tách ra nữa. Chỉ có máy ly tâm này mới có thể phân tách tinh huyết. Đây là máy khảo nghiệm ý chí lực. Tô Vũ cảm thấy hứng thú đối với cái máy anh vừa chỉ. Máy khảo nghiệm ý chí lực ư? Nó giống như cả căn phòng này vậy, cũng không biết khảo thí ra sao. Chương 477, trung kích. Bạch Phong cười đi vào căn phòng nhỏ. Trong căn phòng bỗng nhiên có một cỗ ý chí lực bùng nổ. Máy móc ở bên ngoài kết nối với căn phòng hiện ra từng hàng chữ. Đẳng cấp ý chí lực, nhị giai đỉnh cấp, số thần khiếu đã mở, 30-40 số lượng thần văn, 15-25 đánh giá tổng hợp. Đang không cửu trọng thứ gì vậy? Tô Vũ kinh ngạc nhìn Bạch Phong đi ra. Lão sư, máy móc này còn có thể đo lường số lượng thần văn và số lượng thần khiếu ư? Kiểm tra đại khái thôi. Bạch Phong cười đáp, chủ yếu là để đánh giá đám gia hỏa bị tóm kia, đề phòng bọn chúng ẩn giấu thực lực. Phải biết rằng có vài chủng tộc rất đặc thù, cho dù Sơn Hải cũng chưa chắc có thể quan sát ra cái gì, kể cả một vài thần văn thuộc tính ẩn giấu nữa. Tô Vũ gật đầu, kích động hỏi, lão sư, ta có thể thử không? Có thể, ngươi yếu như vậy, thực lực đo lường ra tương đối chính xác, đợi lát nữa bùng nổ ý chí lực là được, muốn chính xác hơn thì bộc phát thần văn. Thực lực càng yếu, thứ này càng chuẩn. Tô Vũ hơi xúc động, cảm thấy thứ này rất thú vị, hắn lập tức chạy vào phòng nhỏ, ý chí lực bùng nổ, quanh phòng nhỏ như có vô số thần phù tồn tại cấp tốc hấp thu ý chí lực của hắn. Sau đó Tô Vũ bùng nổ thần văn, mà giờ khác này, Bạch Phong đang bên ngoài quan sát số liệu bỗng có chút sững sờ. Đẳng cấp ý chí lực, nhất giai đỉnh cấp, độ chứa đầy, 68% số lượng thần văn, 5 đẳng cấp thần văn, 2 nhị giai đánh giá tổng hợp, giữ tính đỉnh phong. Bạch Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, anh nháy mắt mấy cái, quát, ra đây. Tô Vũ vội vàng đi ra. Lão sư, làm sao vậy? Ngươi vẽ ra thần văn thứ 5 lúc nào? Sao ta không biết? Tô Vũ vào đầu, ta chưa nói à? À mà chưa nói thật, thần văn chữ quá mất mặt, không phù hợp với khí chất tao nhã của ta. Ta quên nói không được sao? Cái kia mới phác họa vài ngày trước. Bạch Phong trợn trắng mắt, sau đó kinh ngạc nói, đẳng cấp ý chí lực của ngươi lại là nhất giai đỉnh cấp, kỳ quái. Theo lý thuyết, độ chứa đầy không đến 90% thì không tính là nhất giai đỉnh cấp, không 30% xem như hạ đẳng, 31% đến 60% là trung đẳng, 61% đến 90% là cao đẳng, 90% trở lên mới tính là đỉnh cấp. Anh nhìn Tô Vũ, cảm thấy kỳ quái, hỏi, ngươi mới đạt 68% độ chứa đầy, theo lý thuyết là cao đẳng, còn là loại mới vào, sao đã đỉnh cấp rồi? Trước đó ta cho rằng ngươi tu luyện khoách thần quyết, mà hình như không phải, không thì đã biểu hiện ra. Tiểu tử ngươi thật kỳ quái. Đẳng cấp ý chí lực của Tô Vũ rất mạnh, điều này đại biểu ý chí lực của hắn không hề kém một vài kẻ dưỡng tính đỉnh phong, cho nên hắn có thể giao phong với mấy người Trịnh Vân Huy mà không rơi vào thế hạ phong. Máy móc đánh giá hắn đã là dưỡng tính đỉnh phong. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta từng nói với ngài rồi mà. Ta bị Triệu lão sư dùng búa đập mấy cái, ngài quên rồi à? Ta nhớ. Bạch Phong trợn mắt nói, hiệu quả tốt như vậy ư? Đập cho ngươi từ thượng đẳng lên đỉnh phong luôn, gặp quỷ à? Sao Triệu lão quỷ không đập ta đi? Khó trách ngươi có thể giao thủ với đám gia hỏa dưỡng tính đỉnh phong kia, ý chí lực của ngươi tương đương bọn họ, nhưng anh vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Sao ngươi tiến bộ nhanh như vậy, thoáng cái đã 68% độ chứa đầy rồi. Anh nhớ mấy ngày trước Tô Vũ chỉ mới dưỡng tính, không phải sao? Lão sư, ta luyện công pháp thiên giai kia, sau mỗi lần đối kháng đều có tiến bộ rất lớn. Trên thực tế, chuyện này có chút liên quan đến việc trước đó Tô Vũ dùng tinh huyết ngũ hành chủng tộc và thu nạp ý chí lực, lần đó đã tăng lên không ít. Ta quên mất vụ này. Bạch Phong gật đầu, anh nhìn Tô Vũ, ngạc nhiên khen ngợi, tiểu tử, ngươi giỏi lắm, tìm lão Triệu đập ngươi một trận. Chưa đến dưỡng tính đỉnh phong, độ mềm và dai của ý chí lực đã có thể so với đằng không. Tô Vũ ngượng ngùng, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, lão sư, này không phải cũng đã là nhị giai đỉnh cấp rồi sao? Nói nhảm, Bạch Phong cả giận mắng, dù sao ta cũng là cường giả đa thần văn nhất hệ, nhất định mạnh hơn đằng không bát trọng bình thường, trong tình huống bình thường, đẳng cấp ý chí lực của đằng không bát trọng là nhì giai thượng đẳng. Tô Vũ gật đầu, không cảm thấy ngoài ý muốn, Bạch Phong đằng không thất trọng có thể hạ mục Hồ Văn Thăng, huống chi bây giờ anh đã là bát trọng. Sau đó, Bạch Phong lại giới thiệu cho Tô Vũ máy móc khác, Tô Vũ xem hoa cả mắt, trung tâm nghiên cứu thật chịu khó đầu tư, mỗi vật đều giá trị trên ngàn điểm công huân, thậm chí là hơn vạn, ban trung tâm nghiên cứu quả thật là có thể phát tài, không nói đâu xa. Chỉ riêng những vật này thôi muốn bán 20-30 vạn công huân cũng không thành vấn đề. Đúng là kẻ có tiền, sư tổ thật chịu chi, đổi thành Tô Vũ chắc chắn không nỡ tiêu như thế. Hai người đi dần đến gần một phòng thí nghiệm nhỏ, Bạch Phong nhẹ nhàng thở ra, chỉ phòng thí nghiệm kia rồi nói. Đây là nơi ta thường tiến hành nghiên cứu, cùng vào đi. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút, xem thành quả nghiên cứu của lão sư ngươi gần đây. Tô Vũ vội vàng đi theo, vừa tiến vào, Tô Vũ phát hiện trong này tràn đầy ý chí lực, hắn hơi kinh ngạc. Đương nhiên cổ ý chí lực này cũng không hề táo bạo, mà là chủng loại hết sức nhu hòa, cảm giác có khả năng hấp thu. Hiện tại hắn chưa mở thần khiếu, không thể hấp thu. Bạch Phong nhắc nhở, chỗ ý chí lực trong đây đã được tịnh hóa vô số lần, không được phép hấp thu. Nói vùng để ổn dưỡng thần văn đằng không cảnh có khả năng cụ hiện, nhưng không thể trường tồn, sau khi tách ra. Cần ý chí lực ổn dưỡng mới không tiêu tán, dù ngươi y tiến nhập đằng không cũng không được hút, thứ này hao tốn rất lớn, ngươi mà hút ta sẽ giết chết ngươi. Tô Vũ hượng cười, ta sẽ không làm vậy đâu. Ta không phải loại ngươi như vậy, giấu đi. Bạch Phong mắng một câu, nếu ngươi đằng không chắc chắn đã hút rồi. Bạch Phong không để ý đến hắn nữa. Anh đi đến cạnh một bàn thí nghiệm, vẫy Tô Vũ vội vàng đi tới, ánh mắt khẽ động. Giờ phút này, trên bàn thí nghiệm đang có mấy thần văn nổi lơ lửng. Đây là thần văn hỏa đồn tộc, Bạch Phong giới thiệu, thần lớn hỏa đồn tộc đều là chiến giả, cực ít văn minh sư. Vạn người không có một. Lúc trước ta và sư tổ ngươi đi săn giết vô số hỏa đồn mới giết được 3 văn minh sư hỏa đồn tộc, miễn cưỡng tách ra thần văn của chúng nó. Nhưng không thể trường tồn, chỉ có thể tồn lưu ở đây. Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ này. Nói xong, 5 thần văn trên bàn bay lên. Giờ phút này Bạch Phong hết sức nghiêm túc, Tô Vũ cũng quan sát không chớp mắt. Chỉ thấy 5 thần văn dần dần dung hợp từng chút một, thời gian dần qua bắt đầu biến hóa, không lâu sau, biến thành một thứ giống như con heo. Tô Vũ hốt hoảng. Hắn dường như nhìn thấy một con heo vô cùng to lớn, hắn từng quan sát thi thể hỏa đồn, giờ phút này, dường như có một hỏa đồn chân chính xuất hiện ở trước mắt, trùng kích, một tiếng dị tộc ngữ vang lên trong đầu Tô Vũ, giống như là ngôn ngữ hỏa đồn nhất tộc, ngay sau đó Tô Vũ vội vàng lui lại, trước mặt hắn, 5 thần văn hóa thành heo bỗng nhiên tấn công về phía hắn, Tô Vũ cảm nhận được khí thế cường đại vội vàng rút lui, sau đó mắt hắn bỗng hoa lên, tất cả chợt biến mất, thần văn vẫn là thần văn, 5 thần văn mờ đi rất nhiều, phân tán ra. Chương 478, đời này không được thì đời sau. Bạch Phong đầu đầy mồ hôi, giảng giải cho Tô Vũ, nhìn thấy không, ta thông qua phương thức khác biệt tiến hành tổ hợp 5 thần văn này, cuối cùng phát hiện có một loại phương thức tổ hợp có thể khiến thần văn xuất hiện tác dụng giống như kỹ năng thiên phú, cái này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là sau khi thần văn tổ hợp thật sự có khả năng hình thành kỹ năng thiên phú, dĩ nhiên, đại bộ phận hỏa đồn không có thần văn, vậy vì sao bọn chúng có khả năng bùng nổ kỹ năng thiên phú? Ta suy đoán biển ý chí của bọn chúng thật ra là tồn tại ở dạng ẩn tính thần văn, chỉ là không bị kích phát. Văn minh sư vận dụng kỹ năng thiên phú tuyệt đối cường đại hơn kẻ không phải văn minh sư, cho nên ta kết luận, kỹ năng thiên phú nhất định có liên quan đến thần văn, có quan hệ tới biển ý chí. Tô Vũ vội lật đầu, hắn nói, lão sư, ngài có cảm thấy rất giống hay không? Ngươi phát hiện sao? Ồ, Tô Vũ gật đầu, hơi kinh ngạc nói, rất giống hình thức của thần văn chiến kỹ, mấy thần văn tổ hợp mà thành. Đúng. Ta cũng phát hiện ra từ lâu rồi. Bạch Phong thở hắt ra, nếu vậy thì chứng tỏ thần văn chiến kỹ có thể có một loại phương thức vận dụng thiên phú thần văn mà các tiền bối phát hiện, chẳng qua là các tiền bối không liên tưởng đến thiên phú thần văn. Anh quay đầu nhìn Tô Vũ, cho nên, thiên phú thần văn của chúng ta kỳ thật đã được thể hiện ra rồi, đa thần văn nhất hệ đang đi trước những người khác, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp chuyển đổi thần văn chiến kỹ thành thiên phú thần văn, như là hợp khiếu, hợp nhất, có khả năng sẽ xuất hiện thiên phú thần văn chân chính. Bạch Phong kích động, khi đó, chúng ta có thể phát huy ra toàn bộ thực lực chân chính, ngươi có bao nhiêu khiếu huyệt, bao nhiêu thần văn cũng đều có thể bùng nổ cùng một lúc, không phải chỉ có cường độ mà không có lực sát thương như bây giờ. Tựa như Tô Vũ, 153 khiếu huyệt, nhưng hắn có thể bùng nổ toàn bộ lực lượng của 153 khiếu huyệt trong nháy mắt sao? Không thể, dù là công pháp thiên giai cũng không làm được. Tô Vũ chỉ có thể bộc phát ra khiếu huyệt chiến thần quyết đã mở ra, cộng thêm lực lượng khiếu huyệt công pháp thiên giai mở ra ngoài định mức, Tô Vũ có khả năng bộc phát ra lực lượng của nhiều nhất khoảng 100 khiếu huyệt, một vài khiếu huyệt chiến thần quyết mở ra không có cách nào sinh ra liên hệ với công pháp thiên giai. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi, lão sư, ý của ngài là bây giờ chúng ta chưa tận dụng hết khả năng của ý chí lực, thần văn vài khiếu huyệt, nhưng khi chúng ta nắm giữ thiên phú thần văn, có thể bùng nổ 100% thực lực ư? Đúng, Bạch Phong cười nói, chưa chắc đến được 100%, mà dù bùng nổ 80% thì cũng mạnh hơn so với hiện tại. Hiện tại tỷ lệ khai phá lợi dụng thực lực bản thân của chúng ta cực thấp. Tô Vũ hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía mấy thần văn lơ lửng kia, lão sư đúng là đã phát hiện ra một vài thứ. Thật lợi hại, Bạch Phong tiếp tục nói. Hiện tại ta mới chỉ thử trên thần văn hỏa đồn, chưa tiến vào giai đoạn thí nghiệm trên cơ thể ngươi. Thứ này đa thần văn nhất hệ thí nghiệm tốt nhất, đáng tiếc ngươi chưa vào đẳng không, xem ra tạm thời chỉ có thể tự ta làm chuột bạch. Tô Vũ giờ khóc giờ cười, nếu ta vào đẳng không rồi thì sẽ biến thành chuột bạch của ngài sao? Lão sư, ngài nên kiềm chế một chút, một khi thứ này dung hợp sai lầm sẽ xảy ra chuyện đấy. Tô Vũ không phải tên ngốc, hắn có thể hiểu được nguy hiểm trong đó. Bạch Phong nhẹ nhàng nói. Không sao. Nghiên cứu xảy ra vấn đề là rất bình thường. Chờ ta nghiên cứu thành công sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đàng không nghịch phạt lang vân. Nói xong, chính anh cũng cảm thấy kích động. Đàng không chiến lang vân. Đến giai đoạn đàng không này, từ xưa đến nay không có nhiều người có thể chiến vượt cấp. Lão sư ngươi sắp trở thành người tiếp theo rồi. Tô Vũ vuốt mông ngựa. Lão sư uy vũ, lợi hại, bá khí khút. Bạch Phong mắng, hơi uể oải nói. Nhưng mà không có tham khảo, ngươi nhất định phải nói với sư bá là ta muốn nghiên cứu ông. Ta cảm thấy có khả năng ông đang sở hữu hình thức ban đầu của thiên phú thần văn. Nếu không có ngươi để ta tham khảo, ta sợ làm đến chết cũng không tổ hợp ra mất. Tô Vũ không phản bác được. Liễu lão sư trà, quả thật có khả năng tìm được chút gợi ý từ chỗ ông. Bạch Phong lại nói. Kỳ thật sư bá ta vẫn luôn nghi vấn về vấn đề này, nếu cái kia thật sự là thiên phú thần văn của sư bá ngươi chắc chắn sẽ bị gạt bỏ, không thể dung hợp, không thể hình thành một thể, mặc dù thiên phú sư bá rất cao, nhưng chưa chắc đã hiểu rõ thần văn bằng ta đâu. Ông có không ít thần văn, bây giờ bị thần văn này chiếm cứ chủ vị, không hòa làm một thể, hẳn là không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính, càng không thể sử dụng thần văn ấy. Chỉ khi hợp nhất theo cấu tứ của ta, có lẽ sẽ có biện pháp tiến hành dung hợp thần văn của ông và thần văn ngoại lai này làm một thể, hoàn toàn biến thành thần văn của chính mình, khi ấy mới có thể chân chính sử dụng. Bạch Phong nói xong thì lắc đầu, khinh bỉ nói. Sư bá ta não toàn cơ bắp, đầu óc không linh hoạt lắm, ta hoài nghi 50 năm qua ông vẫn luôn cưỡng ép dung nhập không có kết cấu gì, ông cứ nghĩ bóp thành một cục là được rồi chắc. Anh lắc đầu, đầy bất đắc dĩ. Cái này giống như là mì, người ta bóp thành đủ loại hình dạng, đủ loại mì, tông bóp thành mì vắt. Vậy mà vẫn muốn làm mì bán ư? Anh hoài nghi Liễu Văn Ngạn làm như vậy thật đấy. Mã phu, văn minh sư giả mạo. Dù sao anh ở đây khinh bỉ một hồi, sư bá cũng không biết. Tô Vũ đứng cạnh nhìn anh, trong lòng thầm than. Lão sư, ta ở đây này, ngươi nghĩ ta sẽ không mách lẻo thật à? Liễu lão sư thiên phú thần văn giờ khác này nỗi lòng Tô Vũ cũng rất chập trùng. Thì thật hắn có biết một chút tình huống, những năm qua thật nhìn Liễu Văn Ngạn không để ý bất cứ cái gì, nhưng đôi khi khó tránh khỏi cảm giác thất vọng. Mấy lần hắn thấy Liễu Văn Ngạn nhìn một hướng thất thần thật lâu, bây giờ nghĩ lại, đó không phải là hướng Đại Hạ Văn Minh học phủ sao? Tông vẫn không bỏ xuống được, thiên phú thần văn mà ngũ đại phủ trưởng lưu lại cùng tại thời điểm này, Nam Nguyên. Liễu Văn Ngạn thở dài một tiếng, trong biển ý chí, mặt trời nhỏ ở trung tâm sáng rực, thần văn bốn phía tựa như sao trời dùng sức chen vào bên trong. Giống như Bạch Phong nói, ông đang cưỡng ép dung nhập, uẩn dưỡng, còn bố cục Liễu Văn Ngạn nào có cái bố cục gì? Thứ này ai biết cổn dưỡng ra sao chứ? Ông hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm bản thân và cảm giác. Dù sao ông cảm thấy thần văn sư phụ mình lưu lại mạnh hơn là đủ rồi. Có lẽ chờ đến khi thần văn của ông hoàn toàn dung hợp, lúc đó có lẽ ông có thể dùng. Liễu Văn Ngạn không vội. Cái gì muốn đến rồi sẽ đến. Đời này không được thì đời sau. Tiểu tử Tô Vũ kia hiện tại làm ăn không tệ. Mình có lẽ nên tìm người kế tiếp để quan sát. Phải thành thật hơn, phải đáng tin cậy dựa dẫm, có thể chịu được tịch mịch. Thế hệ mình không làm được, vậy thì để thế hệ sao? Chương 479, địch kiêng kỵ. Trong lúc Tô Vũ và Bạch Phong đang ở trong phòng nghiên cứu, tu tâm các, trong một sân rộng. Giờ phút này, có vài người hội tụ, hoặc phủ có tổng cộng 42 vị các lão, trong đó 36 vị sơn hải cảnh, 6 vị la thâm niên lang vân cửu trọng, rất lớn tuổi, đều đảm nhiệm chức vị các lão. Đơn thần văn nhất hệ có 8 vị các lão, Trịnh Ngọc Minh bị phế, lão sư của Lưu Hồng lại bế tử quan, còn có 2 người đang ở chiến trường chư thiên. Giờ phút này ở học phủ chỉ có 4 người Chu Minh Nhân, mà lúc này 4 người đều ở đây, kể cả lão sư của Trịnh Hoành, Tôn các lão. Trịnh Hoành cũng ở đây, bởi vì cậu là cháu trai của Trịnh Ngọc Minh. Trịnh Hoành rất tỉnh táo, dù lúc ấy Trịnh Ngọc Minh bị phế, cậu cũng không lên tiếng. Học viên dưỡng tính không quan trọng, phù trưởng tự mình ra tay đối phó với ông nội của cậu, vậy thì cậu có thể làm gì? Lúc này, Trịnh Hoành vẫn bình tĩnh, cậu yên lặng dâng nước bưng trà cho 4 vị lão nhân, không nhìn ra có gì dị dạng, 4 vị lão nhân cũng đều yên lặng uống trà. Một lát sau, Tôn các lão mở miệng, tình huống của Ngọc Minh thế nào? 8 thần văn, trong đó 7 cái đều bị phế, kể cả chủ thần văn, chỉ còn thần văn long tộc, Chu Minh Nhân nói. Còn thân thể thì không quá trọng yếu đối với Văn Minh sư, hao phí chút tinh huyết đúc lại là được, dù sao cũng không đi thân thể đạo, thân thể yếu ớt chút cũng không sao. Phế 7 thần văn, chủ thần văn cũng bị phế. Một lão bà tóc trắng có chút âm u, đối với sơn hải cảnh mà nói, chủ thần văn không phế thì không quá nghiêm trọng, nhưng ngay cả chủ thần văn cũng bị phế rồi, vậy thì thật sự nghiêm trọng. Lão bà trầm giọng thắc mắc, tại sao lần này Vạn phủ trưởng lại quyết tuyệt như vậy? Ngọc Minh chưa ra tay, chỉ là khí thế bùng nổ, thật sự có hơi lão bà cũng không biết nên nói như thế nào. Học viên tranh đấu năm nào chẳng có, đối với đám các lão bọn họ mà nói, đây hoàn toàn là việc nhỏ, đang êm đẹp. Trịnh Ngọc Minh bùng nổ khí thế làm gì? Tràng cảnh lúc ấy rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Chu Minh Nhân bình tĩnh đáp, có thể là do Trần Vĩnh, Ngọc Minh còn chưa tỉnh, ta hoài nghi là Trần Vĩnh cố ý âm thầm kích thích hắn. Dĩ nhiên, không bài trừ khả năng Vạn Thiên Thánh cho chúng ta một bài học. Trần Vĩnh, nói đến Trần Vĩnh, mấy người lại nhíu mày. Tôn các lão trần chờ, Trần Vĩnh không đến mức đó chứ, khó nói. Ngọc Minh muốn chủ đạo tàng thư các, ngươi thật sự cho rằng Trần Vĩnh không quan tâm ư? Chu Minh Nhân thản nhiên nói. Trần Vĩnh bái nhập môn Hạ Hồng Đàm đã 40 năm, những năm qua vẫn luôn kìm nén tại tàng thư các không làm gì, chẳng lẽ các ngươi quên năm đó cái tên này không phải loại lương thiện ư? Những học viên bị đa thần văn nhất hệ đuổi đi đều là y ra tay đuổi, bằng không với tính tình của Hồng Đàm, chưa chắc đã đuổi bọn họ. Những năm qua đa thần văn nhất hệ cũng không phải không nhận người, nhưng có mấy người không chịu được việc phác họa người thần văn tại giai đoạn dưỡng tính, chưa hình thành thần văn chiến kỹ liền đằng không, cho nên bị khu trục. Những chuyện này đều do Trần Vĩnh ra mặt xử lý, còn Hồng Đàm thì không quản những chuyện như thế. Chu Minh Nhân khoát tay một cái, việc này bàn sao? Bây giờ Ngọc Minh sắp phải đi chiến trường chư thiên, hắn bị phạt, tất nhiên sẽ phải xuất hiện ở phòng danh tuyến đầu. Dù chiến sự không kịch liệt như trước, nhưng hắn vẫn phải tham gia chiến sự. Thần văn không khôi phục, hắn chết chắc. Lão Chu, ý của ngươi là? Mấy người nhìn về phía Chu Minh Nhân. Trịnh Ngọc Minh là đệ tử của ông, cũng là mạch chủ nhất hệ này của bọn họ, chắc chắn không thể trơ mắt để ông đi chịu chết. Tôn các lão thấy Chu Minh Nhân không mở miệng, suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Phương, lão Mã cũng đang ở chiến trường chư thiên, nhìn xem có thể nhờ quan hệ đưa Ngọc Minh đến chỗ bọn họ được không? Chu Minh Nhân bình tĩnh đáp, đưa qua đó cũng chưa chắc bọn họ có thời gian chiều cố Ngọc Minh, thương thế nặng như vậy, không khôi phục thực lực nhất định, đi thì coi như chết. Vạn Thiên Thánh muốn ép chết Ngọc Minh. Mấy người không lên tiếng. Chu Minh Nhân lại nói, cho nên ta quyết định đổi chủ thần văn cho Ngọc Minh. Đổi thần văn? Mấy người kinh ngạc nhìn ông. Lão bà giật mình nói, không được đâu, tỷ đệ thần văn phù hợp thấp kinh người. Ta biết mấy thứ trong học phủ đó không được. Chu Minh Nhân trầm giọng nói, những năm qua chỉ có một thần văn có hy vọng thay thế. 11. Lời này vừa nói ra, mấy người liền biến sắc. Bọn họ biết Chu Minh Nhân nói đến cái gì, đó là cường giả đa thần văn hệ tham dự trận chiến năm đó, tổng cộng truyền thừa 11 thần văn. Liễu Văn Ngạn kế thừa thần văn của ngũ đại phủ trưởng, ba y Hạ Vân Kỳ, Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình kế thừa thần văn Nhật Nguyệt Cảnh, 7 người khác kế thừa thần văn của 7 vị sơn hải đỉnh phong. Trong 7 người kia đã có 6 người vẫn lạc, chết già, chết bệnh, tẩu hỏa nhập ma, biển ý chí sụp đổ mà chết. Bây giờ, một người chỉ có 5 người còn sống, 11 người năm đó đều là tuyệt đỉnh thiên tài, đều có hy vọng đến sơn hải Nhật Nguyệt. 50 năm trôi qua chỉ còn lại có mấy người kia. Lão bà cao mày nhìn về phía Chu Minh Nhân, ngập ngừng hỏi, ý của ngươi là? Chu Minh Nhân bình tĩnh đáp, những năm qua, 6 người chết, thần văn đều không tiếp tục truyền thừa tiếp, vì vậy nó chắc chắn còn ở trong biển ý chí, trừ khi biển ý chí hoàn toàn hỏng mất, bằng không những thần văn truyền thừa năm đó không dễ sụp đổ. Chủ thần văn trước của Ngọc Minh là thần văn chữa băng của thần tộc, đặc tính nổ tung, chấn động. Chu Minh Nhân chậm rãi nói, Mà 6 người chết đi kia có một người kế thừa thần văn hết sức thích hợp với Ngọc Minh. Năm đó Trương Nhược Lang kế thừa thần văn chữ nứt. Trương Nhược Lang nghe được cái tên này, vẻ mặt vài vị các lão hơi trầm xuống. Đó là một trong những thiên tài bị đuổi năm xưa. Trương Nhược Lang, chấp giáo trung đẳng học phủ của Đại Hạ phủ, 9 năm trước bệnh chết. Trên thực tế hẳn là ý chí lực không chịu được áp lực dẫn đến qua đời. Mấy người lặng yên không lên tiếng. Rất lâu sau, Tôn các lão trầm giọng nói: "Lão Chu, ngươi đã chết. Đào mộ trộm thi việc này khó nói. Nếu truyền ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống dễ chịu được sao? Ngươi đa thần văn nhất hệ còn chưa chết hết đâu. Dù chết hết, ngươi làm vậy, Chiến Thần Điện, Cầu Tắc Cảnh sẽ nói thế nào? Những vị vô địch kia chẳng lẽ không sợ có ngày mình chết rồi sẽ bị người khác đào mộ ư? Không chỉ bọn họ, nói từ chính ngươi đi, ngươi nguyện ý có một ngày như vậy sao? Việc này không dễ. Rất nhiều người kiên kỵ việc này, có ai mà không chết chứ? Chưa chắc tất cả mọi người nguyện ý chủ động truyền thừa thần văn của chính mình. Có vài người chết rồi, tìm một chỗ an táng. Chẳng lẽ người ta muốn một ngày mình bị móc ra ư?" Chu Minh Nhân trầm mặc một hồi, mở miệng: "Ngươi sống quan trọng hơn người chết, lão Chu." Côn các lão trầm giọng quát: "Việc này phải nghĩ lại. Theo ta nghĩ, dù trực tiếp đi tìm đám người Liễu Văn Ngạn cũng tốt hơn thế này. Mấy người Liễu Văn Ngạn còn sống, cùng lắm thì mang thanh danh thì thế hiếp người. Mặc dù thanh danh không tốt, nhưng ít ra tốt hơn việc kia. Ông thả bị đưa danh bắt nạt kẻ yếu còn tốt hơn là mang danh bắt nạt người chết." Quá kiên kỵ. Chương 480, phải ác hơn trước. Chu Minh Nhân trầm giọng: "Thần văn Nhật Nguyệt cảnh chưa chắc đã thích hợp với Ngọc Minh, mấy thần văn Sơn Hải cảnh khác cũng không thích hợp, đó là thần văn ma tộc, xung đột khá lớn, Trương Nhược Lang là thích hợp nhất, nhưng mà mấy người ngồi đây đều do dự, việc này rất dễ làm hỏng thanh danh. Đến Sơn Hải cảnh, ngoại trừ truy cầu sự mạnh mẽ, bọn họ còn để ý đến thanh danh. Nếu sau này bị phát hiện, chẳng phải là sẽ bị người ta chỉ trích tới chết hay sao?" Chu Minh Nhân biết bọn họ sợ cái gì. Ông nói: "Không cần các ngươi nhúng tay, ta tự ra tay, đưa danh, nhân quả, ta gánh hết." Dứt lời, ông nhìn về phía mấy người bọn họ, đoạn nói: "Tình các ngươi không phải vì việc này, ta chuẩn bị mở bí cảnh cao cấp để cường hóa học viên chưa đằng không. Mặt khác, mấy người Vân Thang cũng cần tăng cao thực lực, việc mở bí cảnh cao cấp đã được đề xuất từ mấy tháng trước." Mấy người không có ý kiến gì. Chu Minh Nhân trần chờ một chút rồi nói: "Lão Triệu còn đang bế tử quan, xem ra lần này sẽ không xuất quan, cho nên việc mở bí cảnh chỉ sợ lão Triệu sẽ không góp đầu góp sức. Lưu Hồng bên kia để hắn vào đi, miễn cho lần này hắn không có cơ hội tiến vào. Tài nguyên cần thiết ta sẽ vánh một nửa, còn lại vài vị chia đều, thế nào?" Mấy người suy nghĩ một chút, một vị lão nhân vẫn luôn không mở miệng gật đầu, nói: "Được, bây giờ Lưu Hồng cũng là đằng không bát trọng, cửu trọng, đến ngưỡng cửa Lăng Vân, nếu hắn vào được Lăng Vân, thực lực chúng ta cũng mạnh hơn một chút, thực lực Lưu Hồng không bằng Bạch Phong, cho hắn vào cũng được." Vài vị các lão đều nhất trí ý kiến cho Lưu Hồng tiến vào. Chu Minh Nhân lại nói: "Trên đằng không, Chu Bình Thang, Lưu Hồng, Tô Ngọc Thành, Lý Vân Mai 6 người. Dưới đằng không, có thể cho 20 người vào. Mặt khác, bên Ngô Nguyệt Hoa cũng phải cho mấy danh ngạch." Mấy người nghe vậy đều có vẻ bất đắc dĩ. Ngô Nguyệt Hoa kia là người đàn bà đanh đá, lần trước vì việc này đã suýt làm ầm lên. Lão bà tức giận đưa ra ý kiến: "Cho bà ta nhiều nhất là 3 danh ngạch, không thể nhiều hơn. Mở ra bí cảnh cao cấp cần hao phí cái giá không nhỏ, nếu không đã mở thường xuyên rồi. Lần mở ra này hao phí tối thiểu mấy năm tích góp của bọn họ, cộng thêm khoản chi trước đó không lâu." Nghĩ đến đây, lão bà hỏi: "Nhi nghiên cứu của Bình Thăng rốt cuộc thế nào rồi? Ta đã xem qua tài liệu, cảm thấy quá mức ly kỳ, rốt cuộc có phải thật hay không? Quá bất hợp lý." Lúc đó bọn họ đã cảm thấy khó tin, nhưng sau này Tô Vũ đã bạo phát ra kỹ năng thiên phú, biểu hiện ngay trong lúc thu hình. Chu Minh Nhân lắc đầu: "Tạm thời còn chưa có kết quả, khó xác định thật giả. Nếu là giả, vậy chứng tỏ trung tâm nghiên cứu Văn Đàm có khả năng đã suy luận ra phương thức vận chuyển kỹ năng thiên phú của Thiết Dực Điểu. Bọn họ có võ kỹ phương diện này, Tô Vũ có thể mở ra khiếu huyệt theo đó. Ông chỉ có thể phán đoán như thế. Tô Vũ có khả năng đã trực tiếp mở ra những khiếu huyệt kia. Ngày đó ông không ở hiện trường, không nhìn thấy gì cả. Dù có ở hiện trường, thân thể Tô Vũ không phải chỉ mở ra 1-2 khiếu huyệt. Ai biết tình huống lúc ấy như thế nào? Rốt cuộc là chính hắn bùng nổ hay là tinh huyết bùng nổ?" Kỹ năng thiên phú của Thiết Dực Điểu không khó suy luận. Lão bà thở dài: "Dĩ nhiên, công pháp võ kỹ mỗi người suy luận ra không quá giống nhau. Học phủ chúng ta cũng có công pháp kỹ năng xé rách. Ngày đó Bình Thăng quá vội vàng, nên quan sát nhiều hơn mới đúng." Chu Minh Nhân lắc đầu: "Không cần thiết. Trừ khi ý chí lực của Bình Thăng đi sâu dò xét tình huống khiếu huyệt vận chuyển trong cơ thể Tô Vũ, nhưng như thế hắn chắc chắn sẽ phát hiện, huống chi còn có nhiều người khác ở đó." Mấy người yên lặng gật đầu: "Điều này cũng đúng, nếu dò xét Tô Vũ, Tô Vũ lại không phải đứa ngốc, chắc chắn sẽ phát hiện ra." nhưng tới lúc này vẫn cảm thấy chuyện tư liệu kia không chân thật, nhất là việc thực lực Tô Vũ tăng vọt. Chẳng lẽ khai khiếu không cần tiêu tiền sao, không cần điểm công hơn sao? Tra ghi chép của Tô Vũ, có vẻ hắn đã đi vào bí cảnh mấy lần, đương nhiên chỉ có ghi chép đơn giản thời gian tiến vào, lúc nào đi ra không được ghi lại, không có tiền. Tô Vũ tiến nhập bí cảnh bằng cách nào? Trịnh Vân Huy, Tô Vũ trong lòng mấy người suy đoán, có khả năng hai tiểu tử kia hùng vốn bẫy bọn họ, hàng vạn công hơn, nan thật lớn. Nhưng bây giờ không có cách nào xác định, chờ thêm một thời gian lại nói. Trịnh Hoành đứng im lặng một bên bỗng nhiên nói, quan hệ giữa Trịnh Vân Huy và Tô Vũ không căng thẳng như mọi người nghĩ, theo lý thuyết, phá thiên sát của Tô Vũ đã được trả lại cho Trịnh Vân Huy, nhưng ta thấy trước đó Tô Vũ vận dụng toái nguyên rất thuần thục. Không cần nói quá nhiều, chỉ một câu như vậy, vẻ mặt mấy người đều có chút biến ảo, trả phá thiên sát rồi mà còn học được toái nguyên, vậy thì quá thiên tài, hơn nữa còn rất thuần thục, chẳng lẽ hắn mua ý chí chi vân ư? Lão bà bỗng nhiên nhìn về phía cậu, ngội hỏi, nghe nói trong thần văn tranh tài, ngươi bại bởi hắn. Vâng. Trịnh Hoành lộ vẻ xin lỗi, nói, ta thua. Hắn có nhiều thần văn, trong đó còn có hai thần văn nhị giai, đã vẽ ra sơ bộ hình thức ban đầu của thần văn chiến kỹ. Mặt khác, có khả năng hắn học pháp quyết tăng cường ý chí lực, rất mạnh mẽ. Pháp quyết tăng cường ý chí lực, mấy người liếc nhìn nhau, Chu Minh Nhân mở miệng, có thể là khoách thần quyết. Khoách thần quyết? Tôn các lão cao mày mắng, tính tình chóng má của Triệu Lập kia đâu cho y nào mặt mũi, năm đó ta tìm hắn, muốn nghiên cứu thảo luận một chút mà hắn còn không để ý đến ta. Thế mà truyền cho Tô Vũ ư? Không rõ lắm. Chu Minh Nhân cũng không chắc chắn, giờ phút này ông nghĩ đến Trịnh Hoành, mở miệng nói, ngươi còn thiếu một thần văn đúng không? Vâng. Trịnh Hoành cung kính đáp, sư tổ, còn thiếu thần văn chữ lâm. Ta biết rồi, lão tôn, đưa cho hắn ít ý chí chi văn liên quan đến phương diện này, nguyên bản của 50 năm trước. Mặt khác, lần này tiến vào bí cảnh, Trịnh Hoành cũng đi. Tạ ơn sư tổ. Trịnh Hoành cung kính đáp lời. Cậu nhìn về phía vài vị các lão, lần lượt ân cần thăm hỏi. Tôn các lão là lão sư của cậu, giờ phút này ông cũng gật gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì. Ngươi ra ngoài trước đi, sau khi cho Trịnh Hoành chút chỗ tốt. Chu Minh Nhân khoát tay, đuổi cậu rời đi, chờ cậu đi rồi. Chu Minh Nhân bỗng nhiên thở dài, lão tôn, chỉ điểm nhiều thêm một chút. Ngọc Minh bị thương, tiểu tử này còn có, bảo đám tiểu tử kia thân cận hơn một chút. Lần này Khải Phong bị thương, ta nhận ra một vấn đề. Mấy người nhìn ông, Chu Minh Nhân tiếc hận nói, bọn họ đều không có tình nghĩa đồng môn. Tô Vũ phế đi Khải Phong là vì báo thù cho Ngô gia, Khải Phong bị phế, chúng ta không lên tiếng. Đám tiểu tử kia có mấy ai nguyện ý ra mặt chứ? Mấy người yên lặng khó xử. Đơn thần văn nhất hệ Chu Minh Nhân lại thở dài, ta vốn nghĩ là đấu một trận cũng tốt, không đấu làm sao mạnh lên. Kết quả đấu đến đấu đi, tình cảm mất giáo, ngay cả người ngoài cũng không bằng. Mấy người đều không mở miệng. Chu Minh Nhân thấy thế cũng không nói thêm cái gì. Còn tiểu tử Trịnh Hoành này không biết là có tâm tư ra sao, cậu rất tỉnh táo, rất bình tĩnh, thậm chí còn biết tranh thủ cơ hội mò lợi ích. Nếu là vì dồn sức tìm cơ hội trả thù Tô Vũ thì tốt, chỉ sợ trong lòng cậu căn bản không để ý cái gì. Ngay cả ông nội cũng không để ý, ông không sợ người dưới tranh quyền đoạt lợi, cũng không sợ bọn họ tính toán. Ngư trí, khôn ngoan, đó là chuyện tốt, chỉ sợ mất hết tình cảm, chỉ coi trọng lợi ích. Các ngươi trở về đi. Nhớ bảo đám tiểu gia hỏa kia phải tiếp tục chèn ép Tô Vũ, phải ác hơn trước.